Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1161, hát bài đùa giỡn. Diệp Thừa Dân thầm suy đoán mục đích của Vương Tử Quân, sau đó nhấp một hớp nước rồi nói. Đồng chí Mạnh Chí Đạo là người có năng lực rõ ràng, tỉnh ủy đã sắp xếp đồng chí Mạnh Chí Đạo làm đối tượng của vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, cũng xem như suy xét nhiều phương diện. Diệp Thừa Dân nói một tràng, ý nghĩa trung tâm chỉ có một, đó là nhắc nhở Vương Tử Quân, Mạnh Chí Đạo là đối tượng khảo sát, anh cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy rất vui vì tỉnh ủy và ngài coi trọng đồng chí Mạnh Chí Đạo, nhưng sau thời gian làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy như vậy là nuông chiều cho hư, ngược lại còn sinh bất lợi cho sự phát triển của đồng chí. Bí thư Mạnh đến nhận chức bí thư thị ủy Ô Phổ, điều này xem như làm khó anh ấy, tôi cảm thấy nên làm từng bước một, nên để anh ấy đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố thì hay hơn. Trước tiên đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố, vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt biến đổi, Vương Tử Quân đây là lấy lui làm tiến, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Vương Tử Quân không phải nói đến Mạnh Chí Đạo, rõ ràng đang nói đến phương diện sắp xếp nhân sự ở thành phố Ô Phổ. Lúc này chủ tịch thành phố Ô Phổ là Khổng Bình Cương, nếu để cho Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, như vậy vị trí của Khổng Bình Cương phải thay đổi. Lúc này mình và Trử Vận Phong đang bất phân thắng bại ở vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, nếu như Khổng Bình Cương không đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, nếu điều đến địa phương khác trừ khi mình áp dụng quyền lực của bí thư tỉnh ủy Cương chế di rời. Nhưng Diệp Thừa Dân cũng biết những khó khăn khi sử dụng quyền uy này, biết đâu làm không tốt thì sẽ tổn thương chính mình. Đồng chí Khổng Bình Cương nên đi nơi nào? Diệp Thừa Dân tuy suy đoán được tâm tư của Vương Tử Quân nhưng vẫn trầm giọng nói. Vào thời điểm quan trọng này Vương Tử Quân cũng không che giấu mục đích của mình, hắn trầm giọng nói. Bí thư Diệp, để cho Khổng Bình Cương đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy, do Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố, như vậy sẽ có tác dụng lớn xúc tiến thành phố Ô Phổ phát triển kinh tế. Cuối cùng vì tăng sức thuyết phục của mình, Vương Tử Quân trầm giọng nói. Mạnh Chí Đạo là một người rất tốt. Người rất tốt có rất nhiều, anh không thể nào cứ chụp mũ nói như vậy là xong. Nhưng Diệp Thừa Dân nghe lời nói của Vương Tử Quân và hiểu rõ vấn đề. Hai ngày qua lão rất mất hứng, mình và Trử Vận Phong đang giằng co ở phương diện bí thư thị ủy Ô Phổ, thậm chí ngoài bực bội thì còn có chút lo lắng. Nếu lời đề nghị của mình ở hội nghị thường ủy mà bại trong tay của Trử Vận Phong, như vậy sẽ là đả kích không nhỏ với uy tín của mình. Dù là mình thắng thì chiến thắng đó cũng rất thảm, chiến thắng thảm thiết càng bộc lộ rõ cái giá trong khi tranh chấp với Trử Vận Phong, căn bản là bất lợi với đại cục của tỉnh Nam Giang. Một vị lãnh đạo cao cấp phải thành công không một tiếng động mới đúng, trong lúc vô tình có thể nhẹ nhàng quán triệt ý chỉ của mình. Tuy xung đột kịch liệt sẽ làm cho người ta cảm thấy hả giận, thế nhưng thực tế thì không nên làm như vậy. Nhưng lúc này đã đến mức độ dương cung bạt kiếm, Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão càng phải bảo trì sự tôn nghiêm của mình. Điều này cũng giống như hai con sư tử đụng mặt nhau, ai cũng không muốn chủ động lui về phía sau một bước. Để cho Khổng Bình Cương tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ, người của mình làm chủ tịch thành phố, điều này căn bản cũng không có gì khác biệt. Tuy vị trí chủ tịch thành phố chỉ kém hơn bí thư một chút, thế nhưng vẫn quán triệt được ý chỉ của mình. Có lẽ Trử Vận Phong cũng không muốn lớn tiếng ở hội nghị thường ủy, cục diện này căn bản là đối phương rất thích. Diệp Thừa Dân nghĩ đến vẻ mặt của Trử Vận Phong, thế là tán thưởng Vương Tử Quân lại tăng thêm vài phần. Cùng lúc này Trử Vận Phong càng thêm bất mãn với Lục Trạch Lương. Sự kiện này vốn là phối hợp với nhau làm cho xong, ít nhất phải là trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương hoặc là phó bí thư nắm công tác tổ chức là Diêu Trung Tắc làm chủ. Thế nhưng hai người kia lại căn bản không nói lời nào, thuần túy là đứng yên chiếm lợi. Vương Tử Quân người này quả thật rất tốt. Diệp Thừa Dân càng có thêm ý nghĩ lôi kéo Vương Tử Quân, thế là trên mặt nở nụ cười từ ái, lão cười nói. Bí thư Tử Quân, cậu có ý nghĩ rất tốt, tôi cũng tin Mạnh Chí Đạo hoàn toàn có năng lực thực hiện trọng trách này. Nhưng này bí thư Tử Quân, tôi cảm thấy cậu cũng nên liên hệ với các đồng chí khác thêm một chút. Diệp Thừa Dân nói đến phương diện liên hệ cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì Vương Tử Quân rất rõ ràng. Con người một khi đến địa vị nhất định thì một câu căn bản là quá rõ ràng lại nói ra như mây mù dày đặc. Nếu đã nói đến đây thì Vương Tử Quân căn bản sẽ không tiếp tục dây dưa với Diệp Thừa Dân ở phương diện này, hắn cười nói sang chuyện khác. Bí thư Diệp, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác này.
Đúng rồi, còn có một việc cần báo cáo với ngài, không biết ngài đã nhận được bức thư tố cáo thế này chưa? Vương Tử Quân nói rồi lấy tờ đơn tố cáo từ thành phố Lâm Hồ đưa cho Diệp Thừa Dân. Sau khi đưa mắt nhìn qua tờ đơn tố cáo vài lượt, Diệp Thừa Dân đặt tờ đơn tố cáo xuống, lão dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang Vương Tử Quân nói. Bí thư Tử Quân, cậu có ý kiến gì không? Chúng ta nhất định phải giữ gìn quyền lợi hợp pháp của nhân dân, cần phải đả kích thật nghiêm những hành vi trái pháp luật. Chúng ta càng phải nói rõ sự thật nếu như quần chúng có hiểu lầm với đồng chí của mình, để tránh tạo nên những ảnh hưởng không tốt. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, dùng giọng rất có lực nói. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lúc này lão cảm thấy mình có chút khó khăn. Vương Tử Quân là một người cực kỳ hợp cách cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, căn bản nắm chắc vấn đề, hơn nữa còn nhìn xa trông rộng. Người này nắm chặt những thứ trong tay, căn bản có thể cho ra những thủ đoạn tốt để giải quyết những hoạt động trái pháp luật ở trong tỉnh. Thông qua những gì mình biết và được tuyến trên phản ánh, Diệp Thừa Dân biết rõ trong tỉnh Nam Giang có tồn tại những tập đoàn tội phạm khá lớn, nhưng khi tiếp xúc thì lại cực kỳ xảo quyệt, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Vị bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm căn bản là quá nóng lòng cầu thành, thế cho nên biến thành cánh chim gãy cánh. Vương Tử Quân căn bản là nhân tuyển cực kỳ tốt cho vị trí trưởng phòng tổ chức, thế nhưng nếu như cho Vương Tử Quân rời khỏi ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì xem như cũng cực kỳ đáng tiếc. Nhưng bây giờ căn bản chưa là lúc cho ra quyết định, vì vậy sau khi do dự một lúc thì Diệp Thừa Dân trầm giọng nói. Nhanh chóng điều tra cho rõ ràng, tôi chờ kết quả của cậu. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân mà tâm tình tốt hơn một chút. Hắn biết rõ chuyện của Mạnh Chí Đạo đã thành công hơn phân nửa, nhưng cũng không dễ ăn nói ở phía Trử Vận Phong. Sa Tiểu Cường vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn vừa nghĩ nên phải làm sao đối phó với sự kiện Khổng Bình Cương muốn đến gặp Chủ tịch Trử. Hắn là thư ký cho Trử Vận Phong, hắn nắm tương đối chuẩn tâm tư của lãnh đạo, đó chính là lúc này Chủ tịch Trử căn bản không hy vọng gặp mặt Khổng Bình Cương. Nhưng Khổng Bình Cương lại cầu cạnh Sa Tiểu Cường, điều này làm cho Sa Tiểu Cường có chút khó xử, nếu như không giúp đối phương thì xem như cũng phải xin lỗi. Cho đến nay Khổng Bình Cương luôn cung kính với hắn, hơn nữa em trai của hắn còn đang là thủ hạ của người ta. Cũng vì Khổng Bình Cương cực kỳ quan tâm, thế cho nên người này thật sự là một tồn tại giống như thần linh của em trai Sa Tiểu Cường, không cần phải nói là mang ơn như thế nào. Tuy Sa Tiểu Cường biết rõ chỉ cần mình còn ngồi ở vị trí này, cho dù mình làm không thành thì Khổng Bình Cương cũng sẽ không dám có chút biểu hiện mất hứng, sẽ chủ động quên đi ngay. Nhưng Sa Tiểu Cường căn bản không phải là một người vong ân phụ nghĩa, vì vậy hắn rất muốn giúp Khổng Bình Cương. Hơn nữa hắn cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Chủ tịch Trử, một ngày nào đó Chủ tịch Trử sẽ đẩy hắn xuống địa phương rèn luyện, đến khi đó một người có thực quyền như Khổng Bình Cương sẽ là tài nguyên tốt cho hắn lợi dụng. Nhưng phải làm sao để mở lời với Chủ tịch Trử đây? Điều này làm cho Sa Tiểu Cường cực kỳ khó chịu, Chủ tịch Trử chắc chắn sẽ ra tay tranh thủ vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Nhưng vì sự kiện này mà Chủ tịch Trử căn bản là rất mất vui. Thái độ của Bí thư Diệp rất cương quyết, cũng càng thêm cứng nhắc. Tuy Sa Tiểu Cường chỉ là một thư ký thế nhưng cũng cảm nhận được nụ cười bình thản của Bí thư Diệp che giấu sự cường thế. Chủ tịch Trử là một cán bộ lãnh đạo lão thành ở tỉnh Nam Giang, càng cảm nhận được khí thế bức người của Bí thư Diệp vào lúc này. Dù là suy xét từ góc độ nào thì Chủ tịch Trử cũng sẽ không nhượng bộ, nhưng chỉ sợ Chủ tịch Trử cũng có chút lo lắng. Lúc này đã có không ít người phản ánh cán bộ Nam Giang ôm đồm với nhau thành một khối, nếu như ý chỉ của Bí thư Diệp không được quán triệt trong lúc điều động nhân sự lần này, chỉ sợ lời đồn kia sẽ càng có thêm bằng chứng có lực, căn bản không tốt cho những sắp xếp của Chủ tịch Trử. Sa Tiểu Cường vốn muốn tác động để Chủ tịch Trử Vận Phong gặp mặt Khổng Bình Cương, thế nhưng không ngờ đầu óc lại nghĩ sang phương diện khác. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn văn kiện trước mặt, chuẩn bị đặt trong đống văn kiện trong góc phòng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Sa Tiểu Cường nhìn qua dãy số, sau đó chợt đứng lên nói. Chủ tịch Trử, tôi là Tiểu Cường. Tiểu Cường, chút nữa Bí thư Vương sẽ đến, cậu trực tiếp đưa anh ấy đến phòng làm việc của tôi. Trử Vận Phong vẫn dùng giọng bình thản như trước nói với Sa Tiểu Cường. Nhưng giọng nói bình thản của Chủ tịch Trử Vận Phong lại làm cho Sa Tiểu Cường chợt kinh hoàng. Bí thư Vương, là Bí thư Vương nào? Không phải là Bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đấy chứ? Làm sao đối phương lại đến phòng của Chủ tịch Trử? Tuy trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ thế nhưng hắn vẫn cung kính đồng ý lời nói của Chủ tịch Trử.
Xa Tiểu Cường đặt điện thoại xuống và nhanh chóng suy xét lời nói của Chủ tịch Trử. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy, người họ Vương được Chủ tịch tỉnh gọi là Bí Thư Vương chỉ có thể là Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân đến gặp Chủ tịch Trử, điều này sao có thể? Sự kiện nã pháo ở hội nghị thường ủy của Vương Tử Quân căn bản làm cho Trử Vận Phong tổn hao nhiều uy tín. Đây cũng chính là lần đầu tiên Xà Tiểu Cường thấy có người dám phê bình Trử Vận Phong trong hội nghị thường ủy. Tuy Chủ tịch Trử biểu hiện là cực kỳ mây trôi nước chảy, song cũng không nói gì, thế nhưng Xà Tiểu Cường biết rõ Chủ tịch Trử là người có tính cách cực kỳ kiên cường, khó chịu nhất là người ta vung tay múa chân với công tác của mình, đừng nói là sự kiện phê bình. Xà Tiểu Cường căn bản có chút bội phục với Bí Thư ủy Ban Tư pháp Vương Tử Quân. Người trong quan trường nếu không có dũng khí bất phàm, căn bản không cho ra những hành động đại nghịch bất đạo như vậy. Hắn là thư ký của lãnh đạo, hắn hiểu tình huống khi đó là như thế nào. Nếu như Bí Thư Vương không có phản ứng, chỉ sợ sau đó sẽ có một vị phó chủ tịch tỉnh làm trợ thủ. Nhưng nếu Trần Hồng Lỗi là trợ thủ tiến lên áp sát, như vậy công tác của Vương Tử Quân về sau sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ xấu hổ. Xà Tiểu Cường đối mặt với tình huống như vậy cũng đặt mình vào hoàn cảnh của Vương Tử Quân để suy xét vấn đề. Giống như không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết nan đề này. Nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không im lặng, trực tiếp nã pháo lên người Trử Vận Phong, khôi phục lại tất cả quyền uy của mình. Người này căn bản là rất khó đối phó. Cốc cốc cốc. Khi Xà Tiểu Cường thầm nghĩ đến Bí Thư Vương, tiếng đập cửa chợt vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt thấy người kia đang mỉm cười đi về phía mình. Chào Bí Thư Vương. Xà Tiểu Cường không ngờ mình nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thế là có chút kinh ngạc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bối rối của Xà Tiểu Cường, thầm nghĩ, vị thư ký của Chủ tịch tỉnh đang làm gì với máy tính vậy? Tuy hắn có chút hoài nghi thế nhưng cũng biết đối phương là thư ký của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn cũng không thể mở miệng phê bình được. Vì vậy Vương Tử Quân chỉ cười cười nói. Tiểu Cường đang suy nghĩ để cho ra tác phẩm vĩ đại, mong sao tôi cũng không quấy rầy ý nghĩ của cậu. Lúc này Chủ tịch Trử có rảnh không? Tôi đi vào xem thế nào. Mặc dù trước đó đã nhận được chỉ thị của Trử Vận Phong, thế nhưng Xà Tiểu Cường vẫn chú ý ứng phó. Hắn sợ dâu ông nó cắm cằm bà kia, chỉ sợ dẫn nhầm người vào phòng của Chủ tịch Trử. Xà Tiểu Cường nhanh chóng đi vào, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, bây giờ Chủ tịch Trử đang có thời gian rảnh. Vương Tử Quân nâng ly trà lên cười nói. Xem ra tôi đến rất đúng lúc. Khác biệt với tình huống tiếp đón của Diệp Thừa Dân, Trử Vận Phong ngồi sau bàn làm việc, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì trầm giọng nói. Bí Thư Vương, anh ngồi đó một chút, tôi xem xong văn kiện này đã. Câu nói xem văn kiện chính là ép người ta ngồi trong chốc lát, loại thủ đoạn nhỏ này căn bản không xa lạ gì với Vương Tử Quân. Hắn nhìn vào mắt Trử Vận Phong, thấy ánh mắt đối phương có vài phần nụ cười, hắn cũng đoán được Chủ tịch Trử hiểu ý nghĩ của mình. Chương 1162, vỗ lên mặt nước. Anh hiểu nhưng vẫn phải ngồi yên nơi đó, Vương Tử Quân nghĩ đến ý nghĩa mà Trử Vận Phong muốn biểu đạt, thế là căn bản càng cảm thấy Trử Vận Phong khá thú vị. Hắn ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Trử Vận Phong, vừa thưởng thức trà vừa xem xét những vật phẩm trong phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Nam Giang. Tâm tư của Trử Vận Phong cũng không đặt lên phương diện văn kiện. Lão sở dĩ làm như vậy chính là phát tiết chút bực bội vì trước đó bị Vương Tử Quân nã pháo lên người. Tuy lão cho rằng lời nói của Vương Tử Quân với mình căn bản là cực kỳ đúng đắn, thế nhưng không phát giận sao được. Hơn nữa cơ hội người này đến phòng làm việc của mình cũng không nhiều. Nhưng thái độ nhàn nhã bình tĩnh của đối phương lại làm cho Trử Vận Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Lão thấy xem văn kiện không hứng thú bằng tiếp chuyện Vương Tử Quân, thế nên dứt khoát đặt văn kiện xuống rồi cười hỏi. Bí Thư Tử Quân, cậu cảm thấy phòng làm việc của tôi thế nào? Phòng làm việc dù có diện tích tương đồng, thế nhưng phòng của ngài lại có hương vị khác. Vương Tử Quân cũng không chút do dự, hắn nghiêm mặt nói với Trử Vận Phong. Sau này tôi sẽ cho Du Giang Vĩ đến thăm phòng làm việc của ngài, vì nơi đây vừa phong phú vừa an phận, làm tôi không hiểu ngài thế nào mà sắp xếp tốt như vậy. Vương Tử Quân mở miệng rõ ràng là nói đùa. Trử Vận Phong đối mặt với một người tự nhiên nhàn nhã như Vương Tử Quân thì chỉ có thể lắc đầu nói. Anh chỉ biết nói đùa, đây chỉ là chút trang trí tùy tiện, căn bản không có gì mà phong phú hay an phận. Vương Tử Quân căn bản cũng không có yêu cầu gì ở phương diện sắp xếp phòng làm việc, sở dĩ hắn nói như vậy chính là muốn hòa hoãn bầu không khí nói chuyện của mình và Trử Vận Phong.
lúc này thấy đã đạt được kết quả thì nhanh chóng nói. Tôi cũng sẽ nói với Du Giang Vĩ học tập cách sắp xếp bố trí của ngài, cũng mong ngài đừng trách tôi sao chép đấy nhé. 20 phút sau tôi còn có một hội nghị quan trọng, anh có gì cứ nói thẳng, cũng đừng đi đường vòng. Trử Vận Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong căng thẳng với nhau, nguyên nhân vốn là cạnh tranh địa vị của nhau. Vài năm qua vẫn luôn là anh truy tôi đuổi, rất tương xứng với nhau. Hôm nay dù Diệp Thừa Dân vẫn dẫn đầu ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng vị trí dẫn đầu này cũng không thoải mái, chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ bị Trử Vận Phong cho ăn quả đắng. Những việc mà Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong muốn làm thì căn bản đều phải đấu trí đấu dũng, hận không thể dùng 36 kế với đối phương để đạt được mục đích. Bọn họ tranh chấp gay gắt vài năm, căn bản có khá nhiều ân oán, cũng vì vậy mà trong lòng luôn có chút bức bối, Vương Tử Quân cũng không muốn biến mình thành kẻ gây họa. Vì vậy trước khi đến phòng làm việc của Trử Vận Phong, Vương Tử Quân đã nhiều lần phỏng đoán, đã sớm suy nghĩ rất kỹ càng. Khi thấy vẻ mặt Trử Vận Phong khôi phục vẻ nghiêm túc thì hắn cười nói. Chủ tịch Trử, hôm nay tôi đến đây để đề cử cho ngài một vị cán bộ vĩ đại. Đề cử cán bộ cho mình, Trử Vận Phong là người có đầu óc nhanh nhạy, chỉ sau nháy mắt đã biết Vương Tử Quân đến vì chuyện của Mạnh Chí Đạo. Trử Vận Phong biết rõ sự kiện Lục Trạch Lương sắp xếp Mạnh Chí Đạo vào trong cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ là như thế nào, lúc bắt đầu lão còn cảm thấy hả giận. Thế nhưng sau đó cảm thấy Lục Trạch Lương là người không đủ khí độ, làm quan đến vị trí này mà còn dùng chút thủ đoạn như vậy, Vương Tử Quân sẽ quan tâm sao? Vương Tử Quân đến đề cử nhân tài cho mình, nhất định là vì Mạnh Chí Đạo. Trử Vận Phong tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng lão giả vờ như không biết, vẫn không chịu thả ra. Bí thư Vương đang nói đến đồng chí nào vậy? Chủ tịch Trử, đó là đồng chí Mạnh Chí Đạo của Ủy ban Tư pháp chúng tôi. Anh ấy có tác phong công tác vững chắc, hơn nữa đồng chí này đặc biệt có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế, nếu như ném xuống làm công tác hành chính, căn bản sẽ là một người đắc lực. Chẳng lẽ đến nhờ mình giúp đỡ cho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ? Hừ, anh nghĩ đơn giản như vậy sao? Đừng nói đến sự kiện mình không biết năng lực công tác của Mạnh Chí Đạo là như thế nào, cho dù biết rõ thì mình cũng không thể cho đối phương thay thế Khổng Bình Cương. Bí thư Tử Quân, anh nói như vậy thật sự làm cho tôi động tâm, ý của anh là cho Mạnh Chí Đạo tiến vào ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh sao? Nếu là như vậy tôi sẽ thương lượng với các vị phó chủ tịch một chút, để cho anh ấy làm phó thư ký trưởng. Tham chính từ vị trí phó bí thư ủy ban tư pháp đến phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cũng xem như là thăng chức, đáng tiếc là Vương Tử Quân đến tìm gặp Trử Vận Phong cũng không phải là vì chuyện này. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Trử sắp xếp cực kỳ phù hợp, thế nhưng tôi cảm thấy anh ấy vẫn thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở, nếu như có thể được xuống tuyến dưới tìm kinh nghiệm, khả năng sẽ càng có lợi cho sự phát triển về sau của đồng chí Mạnh Chí Đạo. Chủ tịch Trử, ngài cảm thấy thế nào khi cho đồng chí Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trử Vận Phong rồi dùng giọng gọn gàng nói. Trử Vận Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, gương mặt lão cũng trở nên nghiêm túc. Đưa Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, như vậy nên sắp xếp cho Khổng Bình Cương như thế nào? Một loạt ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Trử Vận Phong. Gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh thế nhưng trong lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ, sự việc có thành công hay không thì phải chú trọng vào ý kiến của Trử Vận Phong. Thành phố Ô Phổ đã có chủ tịch rồi. Cuối cùng Trử Vận Phong nói ra những lời này. Đáp án của Trử Vận Phong làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui vẻ. Vì nói ra như vậy thì Trử Vận Phong căn bản đã có dao động. Vì vậy hắn cũng không tiếp tục suy xét mà trực tiếp nói. Tôi nghe Bí Thư Diệp nói đồng chí Khổng Bình Cương hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm công tác cao nhất của thành phố Ô Phổ. Khóe miệng Trử Vận Phong có hơi run, lão chợt hiểu ý của Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân đưa ra điều kiện cho mình ở sự kiện này, để cho Mạnh Chí Đạo tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phổ. Lão thầm cảm thấy vui cho Khổng Bình Cương. Trong lòng lại có chút thất lạc. Diệp Thừa Dân có thể đồng ý cho Mạnh Chí Đạo làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, như vậy rõ ràng là Diệp Thừa Dân rất yên tâm về Mạnh Chí Đạo. Ai cũng biết Mạnh Chí Đạo là người có khả năng của Vương Tử Quân, vì vậy đề cập đến phương diện Diệp Thừa Dân yên tâm về Mạnh Chí Đạo, phải nói trắng ra là Diệp Thừa Dân yên tâm về Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân đã dựa về phía Diệp Thừa Dân, điều này Trử Vận Phong đã nhìn thấy rõ ràng.
thế nhưng một nhân tài như vậy gia nhập vào trong đại bản doanh của Diệp Thừa Dân làm cho lão cảm thấy có chút tiếc nuối, vì dù sao đối phương cũng là nhân tài khó kiếm được. Trử Vận Phong tiếc nuối thì tiếc nuối, thế nhưng lão vẫn là Trử Vận Phong, lúc này khẽ cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Thừa Dân là người nhìn xa trông rộng, tôi xem ra có chút thua kém. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói lời nào, lúc này dù hắn nói lời gì cũng không bằng bảo trì trạng thái trầm mặc. Trử Vận Phong nói câu vừa rồi thật sự chứng minh nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Xem ra đối với Trử Vận Phong thì cũng không muốn gây náo động ở tỉnh Nam Giang. Hai người đã bàn hết chuyện chính, Trử Vận Phong nhanh chóng rời chủ đề sang phương diện công tác. Lão yêu cầu Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy tiến hành chấp pháp theo đúng quy định, đúng pháp luật, khẳng định công tác vừa qua của Ủy ban Tư pháp, cũng mong muốn Ủy ban Tư pháp tiếp tục tạo nên hoàn cảnh xã hội tốt đẹp để thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tỏ ra khiêm tốn với những lời khích lệ của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn nhanh chóng đẩy thành tích sang người của lãnh đạo. Hai người là cao thủ điều tiết bầu không khí, thế cho nên trong phòng liên tục vang lên tiếng cười. Bí thư Tử Quân, hai ngày tới tỉnh ủy sẽ có phương án nghiên cứu cán bộ, anh nên đề cử một chút về việc hai đồng chí Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo tiến lên nhận công tác mới. Khi chấm dứt trò chuyện thì Trử Vận Phong khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Trử Vận Phong, cuối cùng khẽ gật đầu. Trử Vận Phong nói những lời này khá nhẹ nhàng, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu một đòn gõ vào đầu, nhìn từ phương diện này cũng thấy Chủ tịch Trử là người cực kỳ khôn khéo. Có người lên tiếng nói rằng Trử Vận Phong cố gắng gây xích mích và tranh đấu với Diệp Thừa Dân, muốn đục nước béo cò. Lúc này Trử Vận Phong yêu cầu Vương Tử Quân đứng lên đề cử hai đồng chí Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo, rõ ràng là muốn gõ lên đầu người kia. Xà Tiểu Cường luôn chú ý động tĩnh trong phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong, khi thấy cửa mở ra thì nhanh chóng đi đến. Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy được một tình huống đáng giật mình, Vương Tử Quân đi ra ngoài, Trử Vận Phong lại bắt tay tiến chân đến tận cửa. Người được Trử Vận Phong tiến đến cửa không những phải có vị trí cao, hơn nữa còn phải có địa vị trong lòng Trử Vận Phong. Thường thì Phó Chủ tịch Lý Thừa Uyên là người mang đến niềm vui cho Chủ tịch Trử. Thế cho nên ngoài Lý Thừa Uyên căn bản có ít người được nhận đãi ngộ như thế này. Bí thư Tử Quân, hôm nào anh rảnh thì đưa tiểu tử sang nhà tôi chơi, tôi nghe nói tiểu tử kia rất thông minh. Trử Vận Phong bắt chặt tay của Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân cười cười. Ngài nói tiểu bảo nhi nhà tôi sao? Cũng không hiểu như thế nào mà mỗi ngày căn bản đều không chút yên ổn, tôi vì sợ nó ảnh hưởng đến công tác của ngài, thế nên mới không đưa nó đi. Bây giờ thì quá tốt, có những lời này của ngài, hôm nay tôi sẽ cho nó đi tìm Tiểu Thăng Minh, hai đứa tha hồ mà nghịch phá. Hai người cười hai tiếng, Vương Tử Quân cất bước bỏ đi. Xà Tiểu Cường nhìn Vương Tử Quân nhanh chóng bước đi, hắn thầm nghĩ, bí thư Vương căn bản không tầm thường, chỉ sau thời gian ngắn mà có thể kéo quan hệ thân cận như vậy với Chủ tịch Trử Vận Phong. Sự việc đã hoàn thành viên mãn, Vương Tử Quân có tâm tình rất sảng khoái. Hắn quay lại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Mạnh Chí Đạo. Sau khi điều tra thì tất cả những gì được phản ánh trong đơn tố cáo là thật, trưởng phòng tài chính thành phố Lâm Hồ vì muốn con trai thoát tội mà dùng số tiền lớn mượn người ra chịu tội thay. Sau khi nghe báo cáo kết quả của Mạnh Chí Đạo, Vương Tử Quân trầm ngâm một chút. Lúc này mình vừa đạt thành hiệp nghị với Trử Vận Phong, nếu như cho ra hành động lớn với thành phố Lâm Hồ, như vậy có tạo nên ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mạnh Chí Đạo hay không? Nhưng mình nên áp chế sự việc xuống sao? Nếu như áp chế thì xem ra khinh nhờn pháp luật, càng không tôn trọng sự công chính của pháp luật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói. Chuyện này có tính chất nghiêm trọng, nhất định phải điều tra đến cùng, căn bản nghiêm khắc xử lý tất cả những người có liên quan, quyết không nuông chiều. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà vẻ mặt không quá tốt. Dù sao thì chỉ thị vừa rồi của hắn sẽ có thể dẫn đến những hệ lụy xấu. Nhưng đôi khi có một số việc mà hắn không thể lùi bước, nếu như Trử Vận Phong vì một sự việc như vậy mà lật lọng, như vậy cũng không cần phải có quá nhiều phối hợp với đối phương. Thành phố Lâm Hồ tuyệt đối không thể nào biến mình thành một đặc thù của xã hội. Khi Vương Tử Quân đang cho ra chỉ thị với Mạnh Chí Đạo, lúc này trong phòng làm việc của trưởng phòng tài chính thành phố Lâm Hồ, trưởng phòng Uông Dừng Minh đang rít thuốc. Gương mặt tròn cả ngày cười như Phật Di Lặc cũng căng cứng. Uông Dừng Minh năm nay 46 tuổi, là một trưởng phòng tài chính ở thành phố Lâm Hồ,
cũng xem như là nhân vật số một ở Lâm Hồ, ngay cả lãnh đạo thị ủy cũng phải xưng hô anh em với hắn, nhiều chuyện ở thành phố Lâm Hồ sẽ được giải quyết chỉ bằng một câu nói của Uông Dừng Minh mà thôi. Nhưng những ngày qua Uông Dừng Minh luôn ở trong phiền muộn, không vì cái gì khác, là vì con trai bảo bối Uông Kính Đỗ. Những năm qua nếu nói Uông Dừng Minh có gì đó không hài lòng thì đó chính là con trai ma vương của mình, đúng là căn bản không thể nào bớt lo cho được. Mỗi lần nghĩ đến con mình thì Uông Dừng Minh không khỏi cảm thấy bức bối, tuy năm nay Uông Kính Đỗ mới 18 tuổi, thế nhưng tiểu tử kia căn bản có cảm giác ưu việt bẩm sinh, ăn uống gái trai đủ cả. Tên này cả ngày liên hệ với đám côn đồ, đã gây ra nhiều phiền toái cho Uông Dừng Minh. Tuy Uông Kính Đỗ đã gây ra không ít chuyện nhưng người ta phần lớn vì nể mặt Uông Dừng Minh mà biến chuyện xấu thành tốt, dàn xếp ổn thỏa. Trương từng nghĩ là tiểu tử kia càng ngày càng kiêu ngạo, căn bản là coi trời bằng vung, trước đó đã gây tai họa ngập trời. Vì một nữ nhân viên quán bar mà Uông Kính Đỗ đã vung dao đâm người, tên thanh niên kia cũng căn bản là xui xẻo, chưa kịp đi đến bệnh viện thì đã chết giữa đường. Uông Dừng Minh vừa nghe đến chuyện này thì cảm thấy tay chân lạnh buốt, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đây là một sự kiện lớn, phản ứng đầu tiên chính là để con mình ra đầu thú, tranh thủ hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng tình thế phát triển quá bất ngờ, Uông Kính Đỗ đánh nhau thì là anh hùng, thế nhưng khi thấy sự việc náo loạn thì biến thành chó hùng. Khi đó hắn khóc lóc cực kỳ thương tâm, chết sống cũng không chịu đi đầu thú. Chương 1163, tự tin hai đời 200 năm. Uông Dừng Minh căn bản có một cảm giác sợ hãi đúng bản năng với người vợ là Trần Túc Miễu. 20 năm trước hắn còn là một đứa con nhà nông bình thường, khi đó hắn được con gái của phó bí thư thị ủy là Trần Túc Miễu coi trọng, như vậy mới từ một nhân viên kỹ thuật của phòng nông nghiệp huyện phát triển thành một vị trưởng phòng tài chính quyền to chức trọng của thành phố Lâm Hồ. Ngoài phương diện sợ hãi theo đúng tâm lý, Uông Dừng Minh còn sợ hãi cả thực lực gia đình nhà vợ. Mặc dù bố vợ về hưu và không quan tâm đến điều gì khác, thế nhưng anh họ của Trần Túc Miễu lại liên tục phát triển như thăng thiên, hôm nay đã là nhân viên công tác quan trọng trong tỉnh. Hơn nữa người anh họ kia luôn tôn trọng bố vợ của Uông Dừng Minh, mỗi ngày lễ Tết đều đến thăm ông cụ. Cũng vì nguyên nhân này mà dù là bí thư hay chủ tịch thành phố đều phải nhìn vào Uông Dừng Minh, rất nhiều chuyện tốt chạy về phía Uông Dừng Minh. Vì vợ bức bách và vì cốt nhục tình thâm mà Uông Dừng Minh cuối cùng lựa chọn phương án lấy lực ảnh hưởng của mình để giải quyết vấn đề này. Uông Dừng Minh liên lạc điện thoại với Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ là Thì Đắc Tiêu, người này có quan hệ không tệ với hắn, mặc dù đối phương tỏ vẻ khó xử, thế nhưng cuối cùng cũng cho ra một ý kiến hay. Tất cả đều thuận lợi, nhưng lại gặp phiền toái ở gia đình người bị hại. Tuy Uông Dừng Minh mong muốn chấp nhận tất cả điều kiện người ta đưa ra, thế nhưng gia đình người bị hại vẫn không muốn xử lý theo kiểu như vậy. Vì sao người ta lại như vậy thì Uông Dừng Minh cực kỳ thông cảm. Dù sao thì con trai người ta nuôi lớn như vậy cũng không dễ dàng, sao có thể bỏ qua cho được. Hai ngày trước thì Đắc Tiêu còn nói vài lời làm cho Uông Dừng Minh yên tâm, sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Khi hắn vừa thở dài một hơi thì tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã chạy đến. Bí thư Vương Tử Quân có thể nói là một con người sắt thép trong tỉnh Nam Giang, sự kiện lần này bị bí thư Ủy ban Tư pháp nhìn vào chằm chằm làm cho Uông Dừng Minh mơ hồ cảm thấy kết quả không tốt. Làm sao bây giờ, mình chỉ có thể diện ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng trong tỉnh là nơi tụ tập các vị quan cao chức trọng, mặc dù nhân viên của tổ điều tra Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy còn chưa tìm đến hắn, thế nhưng đã tìm đến vài nhân viên công an trực tiếp phá án và nhân chứng. Giả thật là thế nào thì Uông Dừng Minh hiểu rõ ràng, cho dù hắn đã sắp xếp tốt, thế nhưng sự việc căn bản không phải là kín như lưới trời, thế nào cũng sẽ bại lộ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Uông Dừng Minh nhìn qua dãy số gọi đến, thế là nhanh chóng nhận điện thoại. Cục trưởng Thì, thế nào rồi? Anh Uông, Mạnh Chí Đạo là người dầu muối không thể nêm vào, nếu để cho hắn ta tiếp tục hoạt động, chỉ sợ sẽ có sai lầm. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Thì Đắc Tiêu bên kia cũng không còn hào hứng nói đùa như ngày thường, vừa nối thông điện thoại thì dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Uông Dừng Minh vốn đang cảm thấy cực kỳ rối loạn, hắn càng cảm thấy tâm tư sao động. Thế là dùng giọng gấp gáp hỏi. Anh nói xem chúng ta nên làm thế nào đây? Theo tôi thấy thì tiếp tục khơi thông, hai người chúng ta căn bản không được, thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng không được. Trưởng phòng Uông, trước mắt là tình huống khó khăn, anh không nên cứ giữ mãi quan hệ của mình được. Thì Đắc Tiêu nói đến đây thì thở dài một hơi nói.
Lúc này là thời điểm mấu chốt, anh cần phải dùng dao sắc đúng việc. Uông Dừng Minh chậm rãi bình tĩnh lại, thì Đắc Tiêu nói giống như một viên thuốc an thần cho hắn, tâm tư vốn bối rối cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thì Đắc Tiêu nói hắn tìm ai, điều này hắn hiểu rất rõ. Hơn nữa thì Đắc Tiêu là người giúp đỡ hắn vào thời điểm khó khăn gian nan cũng phải có mục đích, điều này Uông Dừng Minh hiểu rất rõ. Anh thì, đại ân không nói hết bằng lời, anh yên tâm, chuyện này tôi không thể quên được anh, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ấy ngay bây giờ. Uông Dừng Minh cúp điện thoại và cũng không nhanh chóng gọi điện thoại giống như những gì đã nói với thì Đắc Tiêu, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gọi điện thoại cho vợ mình. Anh làm gì vậy? Người phụ nữ bên kia không chút khách khí với Uông Dừng Minh, lời nói càng không có chút dịu dàng. Uông Dừng Minh đã sớm quen phương pháp mở lời của vợ mình, hắn trầm giọng nói. Lúc này sự việc của Tiểu Đỗ có chút phiền toái, tên này chuyên gia phá phách đã kéo tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy chạy đến, lúc này tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đang lật lại vụ này. Anh đúng là đồ vô dụng, tôi đã nói với anh thế nào? Xử lý cho lưu loát một chút. Đừng để lại di chứng, anh thì làm ngược lại, bây giờ sự việc dùm beng lên, anh đúng là làm ăn không ra hồn. Anh còn có phải là đàn ông không? Có phải không? Tôi thật sự không biết anh làm trưởng phòng tài chính như thế nào nữa. Người phụ nữ dùng giọng phẫn nộ và trào phúng nói với Uông Dừng Minh. Uông Dừng Minh siết chặt nắm đấm, hắn rất muốn phát tiết ra ngoài, muốn cho người phụ nữ diễu võ dương oai kia một trận biết tay. Thế nhưng ý nghĩ này căn bản không thực tế, trên cơ bản không thể nào có thao tác như ý. Nhưng vì sự kiện có liên quan đến tính mạng của con trai, người phụ nữ kia mắng khó nghe nhưng Uông Dừng Minh cũng phải thu binh. Sau khi rót vào tai Uông Dừng Minh vài lời thô tục thì người phụ nữ bên kia nổi giận nói. Anh biết rõ bây giờ là thời điểm khó khăn, anh có biện pháp nào không? Không thể có biện pháp trong thành phố Lâm Hồ được, chỉ có thể hành động từ cấp tỉnh mà thôi. Em gọi điện thoại cho anh họ, nhờ anh ấy nói vài lời giúp đỡ chúng ta một chút. Uông Dừng Minh tìm vợ chỉ vì những lời này, nếu không hắn cũng không tình nguyện bị mắng. Người phụ nữ kia mắng hai câu rồi mới cúp điện thoại. Uông Dừng Minh tuy bị mắng nhưng tâm tình lại thả lỏng hơn một chút. Hắn biết rõ chỉ cần anh họ của mình ra mặt, như vậy tất cả vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Nhưng hắn cũng thầm hạ quyết tâm, sau khi sự việc được dàn xếp ổn thỏa. Hắn nhất định sẽ dạy bảo tên khốn kia một trận ra trò. So sánh với sự lạc quan của Uông Dừng Minh, Lục Trạch Lương nhận được điện thoại của em họ và cảm thấy căn bản là không chút nhẹ nhàng. Hắn dù thế nào cũng không ngờ em họ của mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tuy hắn đã mở miệng mắng mỏ em gái một chập, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình không thể không quản sự việc này. Con người không phải chỉ cần thân thể, còn cần một xã hội, dù là kẻ nào cũng không thể tồn tại một mình. Lục Trạch Lương hắn tuy có địa vị không thấp, thế nhưng hắn cũng có xã hội của riêng mình, tuy trong lòng bất mãn với em gái nhưng trong đầu lại liên tục suy xét xem nên xử lý phương diện này như thế nào. Chương 1163, 2 tự tin 2 đời 200 năm. Nếu như dựa theo phương pháp làm việc của Lục Trạch Lương trước kia, người đi tìm gặp đầu tiên chính là kẻ thúc đẩy sự việc, là Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ hắn đang thầm giao chiến với Vương Tử Quân. Tất nhiên sẽ không chạy đến muối mặt tìm Vương Tử Quân. Không thể nói với Vương Tử Quân, như vậy chỉ có một phương diện khác. Đó là quan huyện không bằng quan đang quản lý, chỉ cần mở miệng bên phía Mạnh Chí Đạo, như vậy tất cả không có gì là khó khăn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lục Trạch Lương gọi điện thoại cho Mạnh Chí Đạo. Trước khi Mạnh Chí Đạo tiến lên công tác ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã từng công tác hơn chục năm trong Cục Công an tỉnh. Căn bản cực kỳ tinh thông nghiệp vụ của Cục Công an. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn tài liệu điều tra, trong đầu thầm cân nhắc sự kiện này. Không có sự việc nào kín kẽ đến mức không cho gió lọt qua, tuy chỉ mất một ngày nhưng Mạnh Chí Đạo đã tìm được không ít tin tức và chứng cứ tốt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình chăm chú điều tra, tất cả sẽ không là vấn đề. Mặc dù có người đứng trong bóng tối tạo chướng ngại, thế nhưng những chướng ngại kia căn bản không là gì trong mắt hắn. Bí thư Mạnh, vừa rồi văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy Lâm Hồ gọi điện thoại đến, nói muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Phó trưởng ban đôn đốc chấp pháp Tào Hành Bác đi cùng với Mạnh Chí Đạo đến Lâm Hồ chợt đi vào phòng, sau đó khẽ nói với Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo cười cười nói. Anh thay tôi cảm ơn ý tốt của bọn họ, nói chúng ta đã mệt mỏi một ngày, cũng không đi ra ngoài.
Tào Hành Bác khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Mạnh Chí Đạo. Sau khi Mạnh Chí Đạo đóng cửa lại thì vẻ mặt dần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Phía thành phố Lâm Hồ căn bản là có ý kiến với sự kiện Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cử tổ điều tra đến xem xét sự việc, thế cho nên bữa cơm hôm nay của bọn họ cũng không có ý gì tốt. Nếu như đối phương có ý tốt, như vậy cũng không gọi điện thoại, phải là bí thư Ủy ban Tư pháp thị ủy Lâm Hồ tự mình đến mời cơm mới phải. Bây giờ đối phương thông qua điện thoại mời cơm, căn bản chỉ là một biện pháp khách sáo mà thôi. Cán bộ thành phố Lâm Hồ rất cao ngạo, đây là sự thật mà cả tỉnh ai cũng biết. Nhưng người ta cao ngạo cũng có lý do, ai bảo chỉ mất 10 năm đã đưa thành phố Lâm Hồ tiến lên vị trí phát triển kinh tế thứ 3 trong tỉnh. Ai bảo chủ tịch tỉnh Nam Giang bây giờ là cán bộ đi ra từ Lâm Hồ. Ai bảo số cán bộ tỉnh phần lớn là cán bộ thành phố Lâm Hồ. Trong thành phố Lâm Hồ có một câu nói thế này, đi đến Lâm Hồ thì dù làm gì thì cũng phải chú ý một chút, biết đâu sự việc bình thường sẽ liên quan đến một vị quan lớn nào đó trong tỉnh. Tuy câu nói này có chút khoa trương, thế nhưng căn bản cũng thật sự có tác dụng. Mạnh Chí Đạo nhớ rõ một sự kiện, đó là khi hắn vừa mới đến công tác ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, khi đó vị phòng tổ chức tỉnh ủy có cử tổ công tác đến thành phố Lâm Hồ kiểm tra vài vấn đề về giáo dục văn hóa, đã tiến hành cho ra lời phê bình với nền giáo dục đảng viên ở một quận trong thành phố. Khi sắp cho ra văn kiện phê bình, vị đội trưởng dẫn đội của phòng tổ chức đã bị một vị phó chủ tịch mời đến phòng làm việc. Tuy phó chủ tịch tỉnh không liên quan đến công tác tổ chức, thế nhưng cấp bậc vẫn là lãnh đạo tỉnh, vẫn phải đến gặp mặt. Nghe nói tính tình của vị phó chủ tịch kia căn bản là rất hòa ái, đã tiến hành tán dương đồng chí đội trưởng tổ công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy. Điều này làm cho vị đội trưởng cảm thấy khó hiểu, căn bản chỉ có thể mở miệng nói lời ứng phó với lời khích lệ của phó chủ tịch tỉnh. Cuối cùng vị lãnh đạo kia mở miệng nói cho hắn biết, công tác trong thành phố Lâm Hồ có chút vấn đề, cũng nên cho đồng chí của mình có cơ hội sửa đổi. Từ phòng làm việc của phó chủ tịch tỉnh đi ra thì vị đội trưởng kia mới hiểu rõ, vị cán bộ phụ trách công tác giáo dục văn hóa của phòng tổ chức thành phố Lâm Hồ chính là thân thích của lãnh đạo. Tuy Uông Kính Đỗ không nhất định có thân thích là lãnh đạo tỉnh, thế nhưng biết đâu sẽ tìm được người nào đó. Mạnh Chí Đạo là một người dẫn đội ngũ đi kiểm tra giám sát, hắn không thể không suy xét những nhân tố này. Dù sao hắn cũng là người chủ quản công tác, cũng không thể đẩy người của mình vào trong khe hẹp chết người. Tút tút tút. Khi Mạnh Chí Đạo đang trầm ngâm xem nên tiếp tục làm như thế nào, chuẩn bị liên hợp các ban ngành trong tỉnh thành lập tổ điều tra liên ngành thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, trong lòng chợt kinh ngạc. Tuy Mạnh Chí Đạo căn bản không thể xác định đây là điện thoại của vị lãnh đạo nào, thế nhưng hắn căn bản cực kỳ quen thuộc với các số điện thoại của lãnh đạo tỉnh, chỉ cần nhìn dãy số mở đầu thì biết đây là một vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Nhưng tuyệt đối không phải là điện thoại đến từ phòng làm việc của Bí Thư Vương. Mạnh Chí Đạo hít vào một hơi thật sâu rồi nghe máy. Chào anh, tôi là Mạnh Chí Đạo. Vì không biết vị lãnh đạo kia là ai, thế cho nên Mạnh Chí Đạo căn bản không dám phán đoán. Hắn khách khí tự giới thiệu mình ở trong điện thoại, như vậy sẽ có hai chỗ tốt, một là có thể tùy cơ ứng biến, thứ hai cũng sợ lãnh đạo gọi lộn số, như vậy mới thoát khỏi tình huống nói một tràng dài mới biết mình gọi lầm. Ha ha ha, đồng chí Chí Đạo, tôi là Lục Trạch Lương. Lục Trạch Lương ở đầu dây bên kia dùng giọng ôn hòa nói, tiếng cười vang lên như sóng điện, nhanh chóng điều tiết bầu không khí giữa hai bên. Mạnh Chí Đạo có không ít suy đoán về vị lãnh đạo nào gọi đến, nhưng hắn cũng không ngờ người gọi điện thoại đến cho mình là trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Hắn thật sự có chút tức giận với đối phương, dù sao thì đối phương là người đề cử hắn lên vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ để cạnh tranh với hai đối thủ quá mạnh là Khổng Bình Cương và Thì Đắc Tiêu. Tuy chỉ là khảo sát tiến lên vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, thế nhưng xác định là đọc sách với thái tử, hai bên căn bản không ngang hàng. Nhưng Mạnh Chí Đạo vẫn cảm thấy rất căm tức, nhưng hắn tức tối thì được gì? Đây là trò đánh cờ giữa các lãnh đạo, hắn là một tiểu nhân vật căm bản không làm gì được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Mạnh Chí Đạo cung kính nói. Trưởng phòng Lục, chào ngài, xin hỏi ngài có dặn dò gì không? Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức, trình độ nói chuyện là rất cao, mặc dù là gọi điện thoại cho Mạnh Chí Đạo thế nhưng cũng là trật tự rõ ràng, dùng từ ngữ xác đáng, khá bình tĩnh, quả thật không tìm ra chút bệnh tật gì. Thực tế có một việc cực kỳ trọng điểm, đó là hắn rất cơ trí. Chuyện ngày hôm nay nếu truyền đi thì căn bản sẽ là trò cười lớn.
Thử nghĩ mà xem, một người đường đường là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy lại hấp tấp đi tìm một cấp dưới để cầu tình, không khỏi quá hoạt kê. Vì vậy Lục Trạch Lương xem cuộc điện thoại này là một sự quan tâm, trịnh trọng ủng hộ và cổ vũ cấp dưới. Chương 1164, chỉ cần tình nghĩa thâm sâu thì vực thẳm cũng phát sáng. Đồng chí Chí Đạo, tôi cũng không có chỉ thị gì, chỉ là tìm hiểu tình huống một chút, anh đang ở trong phòng làm việc sao? Lục Trạch Lương biết rõ Mạnh Chí Đạo đang ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng vẫn giả vờ giống như không biết. Trưởng phòng Lục, tôi không ở trong phòng làm việc của mình, tôi đang ở thành phố Lâm Hồ. Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát rồi thành thật nói. Lục Trạch Lương bên kia cười lớn nói. Thì ra anh đang đi công tác, tôi còn chuẩn bị nói với anh một chuyện. Số là lần này điều chỉnh cán bộ, tôi rất xem trọng anh. Tất nhiên anh là người có năng lực, có khả năng, công tác nhiệt tình, tổ chức không đẩy người có khả năng tiến lên vị trí phù hợp, không phải là lãng phí tài nguyên nhân tài sao? Cảm ơn trưởng phòng Lục đã khích lệ, tôi còn cảm thấy mình công tác chưa quá tốt, sau này kính mong trưởng phòng phê bình nhiều hơn. Mạnh Chí Đạo không rõ trong túi của Lục Trạch Lương có đựng thứ gì, thế cho nên chỉ dám dùng giọng cẩn thận ứng phó mà thôi. Lục Trạch Lương cười cười nói. Đồng chí Chí Đạo, anh không cần phải khiêm tốn, tổ chức sẽ đối đãi công chính với từng cán bộ. Lục Trạch Lương nói xong những lời này thì chợt thay đổi chủ đề. Đồng chí Chí Đạo, vừa rồi tôi có xem một tiết mục truyền hình, căn bản là cảm thấy rất có ý nghĩa. Lúc này công tác chấp pháp không dễ làm, đặc biệt là khi thời đại phát triển, một vài vấn đề mới xuất hiện, thậm chí có nhiều người vì tư lợi bản thân mà cố gắng giải quyết các vấn đề. Đây căn bản là một hành vi khinh nhờn cơ quan chấp pháp. Tôi cảm thấy nên xử lý những trường hợp như vậy, không thể dung túng để cho sự việc tiếp tục tái diễn. Trưởng phòng Lục nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của trưởng phòng Lục, sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình. Mạnh Chí Đạo chợt ngộ ra ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Lục, nhưng dùng giọng tùy cơ ứng biến nói. À, tôi tin tưởng vào trình độ của các đồng chí. Lục Trạch Lương nói thêm vài lời quan tâm đến Mạnh Chí Đạo rồi cúp điện thoại. Tuy chỉ gọi điện thoại 3 phút nhưng lại làm cho Mạnh Chí Đạo cảm thấy đầy mồ hôi, trò chuyện với lãnh đạo cấp tỉnh căn bản không phải sự kiện gì dễ dàng, không những lao động mệt nhọc phí sức, còn tổn hao tinh thần. Lãnh đạo sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình, nếu có phương diện nào đó ứng phó không tốt, căn bản sẽ gây bất lợi cho công tác của mình. Mạnh Chí Đạo đã đến vị trí hiện tại, tất nhiên rất muốn tiến lên. Nhưng cấp bậc này muốn tiến lên cũng không dễ dàng gì. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy chính là một trong những vị trí được người ta chạy theo vây quanh như sao sáng quanh trăng. Trước kia Lục Trạch Lương nhìn thấy Mạnh Chí Đạo cũng chỉ giỏi lắm là gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng bây giờ trưởng phòng Lục lại gọi điện thoại đến, là vì cái gì? Mạnh Chí Đạo đốt thuốc, hắn phỏng đoán và chắp nối những câu nói vừa rồi của Lục Trạch Lương. Những câu nói bắt đầu là không có ý nghĩa gì. Mạnh Chí Đạo nghĩ đến những lời khích lệ của Lục Trạch Lương, càng cảm thấy áp lực khá lớn. Lãnh đạo vừa mới mở miệng đã nói lời tán dương, căn bản cũng không phải chuyện tốt. Lúc này có vài người vì tư lợi của mình, công tác chấp pháp. Mạnh Chí Đạo nghĩ đến những lời nói của Lục Trạch Lương, chợt nghĩ đến vị trí của mình, giống như ngộ ra điều gì đó. Vẻ mặt của Mạnh Chí Đạo chợt trở nên trắng bệch, bàn tay cầm điếu thuốc cũng có chút run rẩy. Thì ra ý nghĩ của trưởng phòng Lục là như vậy, dù đó chỉ là một câu nói cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại quá rõ ràng. Lục Trạch Lương căn bản là nói rất có chừng mực, hơn nữa lại rất bí mật, sau này cho dù anh muốn dùng nó để tấn công thì căn bản không có hiệu quả. Lãnh đạo thật sự làm cho người ta khó thể nào nắm bắt. Mạnh Chí Đạo thầm cảm khái một tiếng rồi đứng lên, lúc này hắn ý thức được có hai con đường trước mặt mình. Hoặc là hắn đi theo Bí Thư Vương. Sẽ tiếp tục điều tra vụ án cực kỳ cẩn thận, một hướng còn lại không nói cũng hiểu, đó chính là đi theo sắp xếp của Lục Trạch Lương. Hắn tin tưởng Lục Trạch Lương sẽ không bạc đãi mình ở phương diện này, nhưng nếu hắn đi theo Lục Trạch Lương, hắn cũng cảm thấy không dễ dàng. Mình nên làm gì bây giờ? Đi theo Bí Thư Vương thì mình sẽ tiếp tục công tác ở Ủy ban Tư pháp, nếu như lựa chọn đi theo trưởng phòng Lục, biết đâu mình sẽ tiến lên như diều gặp gió. Tuy Bí Thư Thị ủy Ô Phổ không phải là mình. Thế nhưng Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang nhiều năm, nhất định sẽ tìm cho mình một vị trí thích hợp. Kết quả khác biệt thế cho nên hai con đường liên tục đấu tranh trong lòng Mạnh Chí Đạo, đủ mọi ý nghĩ liên tục va chạm trong đầu, dưới tình huống khó thể quyết đoán không khỏi làm hắn cảm thấy bàng hoàng.
Một phương diện liên quan đến tương lai phát triển, một phương diện liên quan đến lương tâm. Mỗi khi mạnh trí đạo có sự lựa chọn thì phương diện còn lại sẽ xuất hiện trong đầu. Gương mặt đầy ý nghĩ ẩn giấu của Lục Trạch Lương và nụ cười của Bí Thư Vương luôn thay nhau xuất hiện trong đầu hắn. Cuối cùng mạnh trí đạo chán nản ngồi xuống ghế, hắn tin tưởng Lục Trạch Lương sẽ không cho mình thất vọng. Thế nhưng sự việc này hắn căn bản không thể nào che giấu, Bí Thư Vương có thể phái hắn đến, nếu không có được kết quả mong muốn thì sẽ phái người khác đến. Mạnh trí đạo nghĩ đến kết quả cuối cùng, hắn nhanh chóng cho ra lựa chọn của mình. Một ly trà, vài món điểm tâm có đôi khi là bữa sáng của Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục không quan tâm đến bữa trưa và bữa sáng, thậm chí bữa tối cũng không quá quan tâm. Sau khi đơn giản dùng xong cơm sáng, Lục Trạch Lương nghĩ đến phương diện điều chỉnh nhân sự. Lúc này cơ bản đã khảo sát kỹ càng, bây giờ còn cần thông qua hội nghị thường ủy mà thôi. Có vài vị trí mà Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đã đạt thành nhất trí, tất nhiên nó sẽ không có vấn đề, còn có vài chức vụ thì căn bản không dễ dàng như vậy. Vị trí cạnh tranh dữ dội nhất cũng không làm tổn hao quá nhiều tâm tư sức lực của Lục Trạch Lương, hắn biết rõ độ nặng của mình, nếu hao tâm tổn trí vì nó, căn bản không bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Vì vậy những vị trí mà chính mình có thông qua hay không cũng không có kết quả đúng ý, hắn là trưởng phòng tổ chức thì chỉ có thể phình đầu nghe theo lời của lãnh đạo cấp trên, chỉ mong sao chiếm chút lợi ích cho mình mà thôi. Bây giờ điều mà Lục Trạch Lương muốn làm chính là tận dụng tất cả khả năng tối ưu hóa lợi ích cho mình. Nếu như mạnh trí đạo nghe theo lời mình, như vậy sẽ cho đối phương một vị trí phó bí thư thị ủy, như vậy là quá đủ rồi. Lục Trạch Lương nghĩ đến vị trí phó bí thư thị ủy còn trống của thành phố Ba Uẩn, hắn thầm cho ra quyết định. 7 giờ 40 phút, Lục Trạch Lương rời khỏi biệt thự nhà mình. Biệt thự của hắn cũng giống như của Vương Tử Quân, là một căn nhà cao 2 tầng, bố cục cực kỳ hợp lý, đi ra khỏi sân thì thư ký và lái xe đã chờ sẵn. Lục Trạch Lương cũng không trực tiếp lên mà cố ý thả bước chân khá chậm, ánh mắt của hắn xem như không có mục đích. Thực dư quang khóe mắt lại nhìn về phía căn biệt thự ở bên cạnh. Ngoài cửa căn biệt thự có dừng lại một chiếc xe Audi màu đen, biển số xe số 2 đã biểu thị rõ thân phận của lãnh đạo tỉnh ủy. Năm xưa khi Lục Trạch Lương được lựa chọn, hắn có thể chọn biệt thự tốt hơn bây giờ, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn chỗ này. Vì nhà Lục Trạch Lương căn bản kém hơn những căn khác, thế nhưng hắn vẫn chọn nơi này. Vì dù nơi đây có muôn ngàn thứ không tốt, thế nhưng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vì căn nhà của hắn đối diện với nhà của chủ tịch Trử. Quan hệ chỉ cần không tăng cường sẽ dỉ xét, Lục Trạch Lương căn bản nhận thức rất sâu về điều này. Mỗi ngày đi làm hai bên đều đụng mặt, thế nhưng dù sao cũng phải cố gắng níu kéo quan hệ với lãnh đạo của mình. Lục Trạch Lương nghĩ như vậy và cũng làm như vậy, thế cho nên một năm hơn 300 ngày đi làm, hắn trên cơ bản có phân nửa thời gian ngẫu nhiên gặp mặt Trử Vận Phong. Cũng vì hắn cố gắng như vậy mà có thể tiến thêm một bước đẩy mạnh quan hệ với Chủ tịch Trử. Chủ tịch Trử sao còn chưa đi ra? Khi Lục Trạch Lương có chút sốt ruột, tiến độ của hắn càng thêm chậm. Khi hắn đang do dự có nên thưởng thức những đóa hoa đang nở rộ ở nhà đối diện, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Nhưng từ bên trong đi ra cũng không phải là người mà Lục Trạch Lương chờ đợi là Trử Vận Phong, mà con của Trử Vận Phong là Trử Ngôn Huy. Chiếc xe Santana màu đen chậm rãi khởi động. Khi đi đến bên cạnh thì Trử Ngôn Huy hạ cửa sổ xuống. Chú Lục, chuẩn bị đi làm sao? Trử Ngôn Huy tươi cười chào hỏi Lục Trạch Lương. Ngoài đi làm thì còn làm gì khác hơn được? Ngôn Huy, tôi thật sự hâm mộ cậu, làm lãnh đạo căn bản là thật sự tự do, không giống như tôi và bố cậu, căn bản là mỗi ngày đều bận rộn tối mắt vì những việc lớn nhỏ. Lục Trạch Lương căn bản chưa từng tỏ ra khinh thường Trử Ngôn Huy, lúc này hắn có vị trí trưởng bối. Thế nên càng dễ kéo quan hệ. Thật ra Lục Trạch Lương cũng không phát hiện khi mình trò chuyện với Trử Ngôn Huy thì giọng nói có vài phần nịnh nọt. Cũng không phải Trử Ngôn Huy là con trai của chủ tịch tỉnh, còn là vì những nguyên nhân khác. Chú Lục, ngài cũng đừng hâm mộ tôi chỉ là một công ty nhỏ, càng làm những việc nhỏ nhặt mà thôi, cả ngày loay hoay không có thời gian ấy chứ. Trử Ngôn Huy nói đến đây thì nhìn về phía cánh cửa đang khóa của nhà mình, sau đó lập tức nói. Bố của tôi có tâm tình rất tốt, chú Lục, tôi phải đưa con đi học, không thì muộn mất. Khi xe của Trử Ngôn Huy chậm rãi chạy đi, Trử Vận Phong đi ra khỏi biệt thự với tinh thần thoải mái sảng khoái. Lục Trạch Lương thấy Trử Vận Phong thì mỉm cười nghênh đón. Chủ tịch Trử, ngày hôm nay có tinh thần rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?
Trử Vận Phong nhìn Lục Trạch Lương rồi cười nói. Thật sự là có chuyện tốt, cháu ngoan của tôi hôm qua được cô giáo khen thưởng. Ha ha ha, Chủ tịch Trử, tôi thật sự hâm mộ ngài. Tôi rõ ràng không nên để cho con mình ra nước ngoài học tập tiến sĩ, không bằng cho nó kết hôn sớm, nếu không bây giờ đã có thể ôm cháu rồi. Lục Trạch Lương vỗ vỗ đầu mình, hắn bày ra bộ dạng cực kỳ ảo não. Trử Vận Phong cười cười nói. Được rồi, trưởng phòng Lục, anh vừa nói như vậy thì tôi hận không thể về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng tỉnh Nam Giang chúng ta có cục diện không dễ dàng, vì vậy cho dù về hưu thì cũng phải đứng vững một chút mới được. Chủ tịch Trử, tỉnh Nam Giang chúng ta không thể nào ly khai khỏi ngài, ngài nên dẫn dắt chúng tôi thêm chục năm nữa, đẩy vị thế phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang lên giai đoạn mới. Lục Trạch Lương nói rất hay, với tuổi thọ hiện tại của Trử Vận Phong thì có thể công tác thêm chục năm, căn bản là tiến thêm một bậc. Tuy đây chỉ là một cấp thế nhưng đối với vị trí của Trử Vận Phong thì sẽ là tiến bộ rất lớn. Ha ha ha, Trạch Lương, cảm ơn lời nói tốt lành của anh. Trử Vận Phong nói đến đây thì đi về phía xe, khi lên xe thì chợt nghiêng đầu nói. Tối qua tôi đã liên hệ với Bí Thư Diệp, ngày mai mở hội nghị thường ủy, sẽ thông qua phương án thay đổi nhân sự, kéo dài là không được, càng kéo dài càng bất lợi công tác. Trử Vận Phong cũng không chờ Lục Trạch Lương bày ra ý kiến của mình, chỉ chờ Lục Trạch Lương nói một tiếng thì Trử Vận Phong lên xe bỏ đi. Khi Trử Vận Phong lên xe bỏ đi, Lục Trạch Lương mới lên xe, sau đó tài xế và lái xe nhìn gương mặt nghiêm túc của trưởng phòng Lục, cả hai đều không dám nói nên lời. Lục Trạch Lương đi vào phòng làm việc của mình, xử lý công tác hơn nửa giờ, sau đó nhận được thông báo của thư ký, ngày mai sẽ mở hội nghị thường ủy, sẽ tiến hành nghiên cứu vài vấn đề. Đối với Lục Trạch Lương thì chủ yếu là nghiên cứu vấn đề nhân sự, trên danh sách đã được khảo sát, hắn khẽ đánh một dấu chấm hỏi lên tên của Mạnh Chí Đạo. Khi Lục Trạch Lương đang xem xét những vị trí còn lại, điện thoại chợt vang lên. Người gọi điện thoại đến là Uông Dừng Minh, đối phương lên tiếng rất vội vàng sao động, tuy lời nói vẫn tràn đầy tôn trọng Lục Trạch Lương, thế nhưng lại kém hơn một chút so với trước kia. Cậu nói cái gì? Lục Trạch Lương nghe rõ báo cáo của Uông Dừng Minh thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hắn dù thế nào cũng không ngờ Mạnh Chí Đạo đã đi đến kiểm tra cục công an thành phố Lâm Hồ, tiến hành đốc thì đắc tiêu nhanh chóng phá án. Sau khi áp chế cơn giận trong lòng, Lục Trạch Lương cúp điện thoại. Hắn cũng không ngờ mình mở miệng chào hỏi nhưng Mạnh Chí Đạo lại có thái độ như vậy, đây không phải là Mạnh Chí Đạo đánh lên mặt hắn sao? Lục Trạch Lương không tin Mạnh Chí Đạo không nghe rõ ý nghĩa lời nói của mình. Đối phương biết mình đã nói như vậy mà vẫn còn ra tay, điều này chứng minh đối phương căn bản không xem vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy của mình ra gì. Xem ra có vài người nếu không ra tay thì không được, anh đã dám làm như vậy, như thế cứ đứng đó mà chờ lãnh hậu quả. Lục Trạch Lương cầm lấy quyển sổ của mình, sau đó khẽ gạch tên của Mạnh Chí Đạo. Vương Tử Quân không rõ Mạnh Chí Đạo đang làm gì, đặc biệt là Mạnh Chí Đạo cũng không báo cáo cuộc điện thoại của Lục Trạch Lương. Hắn chỉ biết Mạnh Chí Đạo tỏ ra đầy hiệu quả khi đến xử lý vụ án ở thành phố Lâm Hồ. Lúc này toàn bộ vụ án đã được bộc lộ rõ ràng, khoảng cách đến chân tướng đã quá rõ ràng rồi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nghĩ không phải là vấn đề này, chính là vấn đề của thành phố Lâm Hồ. Dù là Diệp Thừa Dân trước đó đã mở miệng hay là thông qua những con đường khác thì Vương Tử Quân biết ở trong tỉnh có một tập đoàn tội phạm thao túng những hành vi trái luật. Điều này làm cho tình hình buôn lậu ở tỉnh Nam Giang là rất khủng khiếp. Vương Tử Quân ăn bản còn chưa có nhiều thông tin về tập đoàn này, nhưng cảm giác lại quá rõ ràng. Một vài dấu vết để lại ở thành phố Lâm Hồ căn bản cũng làm cho hắn ý thức được sự việc có thể được bắt đầu. Chương 1165, một công phu thơ văn. Nếu như có thể nắm được vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, như vậy căn bản là có trợ giúp rất lớn với câu đố của Vương Tử Quân. Thế nhưng vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ căn bản là không dễ nắm bắt, người có quyền lực quyết định nhất chính là cục công an tỉnh và thị ủy Lâm Hồ, trong tay Vương Tử Quân cũng không có nhiều lực lượng như vậy. Nhưng nếu không nắm bắt được vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, chính Vương Tử Quân giống như thầy bói mù sờ voi, chỉ có thể nhìn một sự việc thấy hình bóng đại khái mà thôi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Du Giang Vĩ nhanh chóng đi vào nói. Bí thư Vương, vừa nhận được thông báo bên phía tỉnh ủy, nói là sáng mai mở hội nghị thường ủy, đây là đề tài thảo luận chủ yếu của hội nghị. Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói.
Ngày mai nhớ nhắc tôi một tiếng. Du Giang Vĩ đồng ý, chuẩn bị rời khỏi phòng. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói. Giang Vĩ, cậu công tác ở Ủy ban Tư pháp được bao lâu rồi? Du Giang Vĩ nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút kinh hoàng, nhưng vẫn nói thật lòng. Bí thư Vương, tôi đã công tác ở Ủy ban Tư pháp được 7 năm. Thời gian 7 năm cũng không ngắn, cậu hiểu thế nào về người của Ủy ban Tư pháp? Theo ý của cậu, nếu để cho người của chúng ta xuống cục công an tuyến dưới học hỏi kinh nghiệm, có người nào tình nguyện không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi. Chẳng lẽ Bí thư Vương chuẩn bị buông bỏ mình? Du Giang Vĩ thầm cảm thấy lo lắng. Bây giờ hắn cũng không muốn rời khỏi Bí thư Vương, dù sao thì hắn ở bên cạnh Bí thư Vương thời gian ngắn, còn chưa thật sự làm ra thành tích gì. Nếu gấp gáp xuống dưới, như vậy căn bản không phải là chuyện tốt với hắn. Bí thư Vương, tôi cảm thấy cơ quan chúng ta có nhiều người tình nguyện xuống bên dưới. Du Giang Vĩ nói khá khô cằn, lúc này hắn thật sự có chút gấp gáp. Bí thư Vương còn chưa nói để cho mình xuống bên dưới, vì sao mình đã kinh hoàng đến mức nói không thành lời nữa rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Du Giang Vĩ tuy rất bất an không yên, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chú ý bỏ đi. Người từ trên Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đi xuống cục công an bên dưới có thể có vị trí quan trọng, thế nhưng chỉ sợ không dễ có được vị trí cục trưởng cục công an, sau đó có thể đem sự việc này phát triển đến mức độ nào, căn bản còn phải chờ xem Mạnh Chí Đạo bên kia điều tra được tình huống gì. Vương Tử Quân ném bỏ ý nghĩ trong lòng, hắn nâng điện thoại gọi đến phòng bệnh của ông nội. Những ngày qua Vương Lão Gia Tử luôn náo loạn yêu cầu xuất viện, bác sĩ lại muốn ông cụ ở lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Vì không muốn ông ở một mình buồn bực, thế nên mỗi ngày Vương Tử Quân đều phải gọi điện thoại trò chuyện với ông mình. Ông, hôm nay ngài đã ăn sáng chưa? Tuy Vương Tử Quân rất muốn hỏi sức khỏe của ông mình như thế nào, thế nhưng hắn không muốn động chạm đến thần kinh mẫn cảm của ông, vậy là chỉ có thể chuyển hướng quan tâm mà thôi. Tử Quân, cháu cứ làm tốt công tác của mình, duy trì công tác cũng nên chuyên chú. Năm xưa ông ở chiến trường chỉ cần có phút giây bất cẩn sẽ mất mạng ngay. Ông nói cho cháu biết, ông có thể ăn có thể uống, vậy thì nằm viện làm gì? Ngày mai ông xuất viện. Vương Tử Quân hết sức vui mừng với sức khỏe hiện tại của ông nội, sau khi nghe thấy ông nội lớn tiếng trò chuyện, hắn cảm thấy giống như Vương Lão Gia Tử huy phong năm xưa đã quay về. Vương Tử Quân hàn huyên một lúc lâu với ông nội, sau đó mới đặt điện thoại xuống. Hắn thầm nghĩ nên tìm cơ hội về tỉnh Chiết Giang vài ngày, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Người đi vào lúc này không chỉ có Du Giang Vĩ, còn có Thôi Nghênh Quốc. Khi đi vào cửa thì Thôi Nghênh Quốc cung kính nói với Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cung kính của Thôi Nghênh Quốc, hắn khẽ gật đầu rồi dùng giọng tùy ý nói. Nghênh Quốc, anh có chuyện gì sao? Thôi Nghênh Quốc nhìn Du Giang Vĩ đang rót nước cho mình, bộ dạng muốn nói lại thôi. Vương Tử Quân giả vờ hồn nhiên như không biết, hắn nhàn nhạt phân phó Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, cậu đi ra nói với Tiểu Trần bên kia một chút, 10 phút sau tôi phải đi ra ngoài. Dù Giang Vĩ rời đi thì Thôi Nghênh Quốc nhanh chóng nói. Bí thư Vương, nếu nói bận rộn thì ngài chính là người bận rộn nhất Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, ánh mắt của hắn tuy có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhìn lên mặt Thôi Nghênh Quốc, lại làm cho Thôi Nghênh Quốc cảm thấy nao nao trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian nói. Bí thư Vương. Tôi lần này được sắp xếp đến thành phố Lâm Hồ, kính mong Bí thư Vương giúp đỡ nhiều hơn, dù tôi đến nơi nào thì cũng là binh lính của ngài. Vương Tử Quân cười cười nói. Nghênh Quốc, anh đang công tác rất tốt ở Ủy ban Tư pháp, nói thật tôi cũng không nỡ để anh ra đi. Nhưng nếu anh đã có vị trí tốt ở địa phương, tôi là Bí thư Ủy ban Tư pháp cũng là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Nhưng anh cần phải nhớ kỹ, sau này dù làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Công tác đúng thực tế, thành thật làm người, tạo nên danh tiếng tốt cho người của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy chúng ta. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Thôi Nghênh Quốc ưỡn ngực trầm giọng nói. Thôi Nghênh Quốc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa đi về phía phòng làm việc của mình vừa lẩm bẩm. Loại chuyện này cũng không phải hắn ta có thể quyết định được, chính mình sợ cái quái gì. Trước nay những hội nghị có liên quan đến nhân sự đều được người ta cực kỳ chú ý,
dù không phải là người nằm trong danh sách điều động cũng ném ánh mắt của mình về phía khu văn phòng tỉnh ủy, đừng nói là những người hiện đang được khảo sát đề bạt. Tuy Nghiêm Chí Khoan chỉ là một nhân công tác bình thường của văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng sáng hôm nay điện thoại của hắn giống như nổ tung. Những người có quan hệ sơ sài cũng gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian để thông báo chút tin tức. Nghiêm Chí Khoan đối phó với những cuộc điện thoại như vậy mặc dù có chút đau đầu thế nhưng vẫn trả lời cực kỳ khách khí. Dù sao hắn cũng không phải người ở trên trời, cuộc sống bình thường cũng có không ít chuyện cần đám người có thực quyền kia ra mặt hỗ trợ. Nhưng Nghiêm Chí Khoan căn bản là cười nhạt với những người gọi điện thoại đến cho mình. Tuy hắn mới tiến vào công tác trong văn phòng tỉnh ủy được 3 năm, thế nhưng hắn căn bản là một người hiểu biết đối với những sự việc trong đơn vị của mình. Tuy cấp bậc của hắn còn chưa đến hạch tâm của đơn vị, thế nhưng hắn biết rõ những người gọi điện thoại cho mình căn bản đều không có khả năng gì. Chương 1165, Hai công phu thơ văn. Thường là như vậy, những người không có khả năng thì thích làm ầm ĩ lên, còn những người có hy vọng, thậm chí có thể nói là được xác định thì người ta không thích lên tiếng, đây gọi là kẻ chắc chắn thì không nói, kẻ không hy vọng thì làm ầm lên. Mặc dù biết sự việc căn bản không liên quan đến mình thế nhưng Nghiêm Chí Khoan vẫn đi làm từ rất sớm, sau khi quét dọn văn phòng một lượt, hắn bắt đầu quan tâm đến những vật dụng cần thiết cho hội nghị hôm nay. Trưởng khoa Nghiêm, anh đến sớm thế. Một giọng nữ dịu dàng truyền đến từ bên ngoài phòng, khi âm thanh này vang lên, một cô gái mặc quần tây màu cà phê đi vào trong phòng. Nghiêm Chí Khoan rất có ý nghĩ với cô gái này, thế nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Dù sao thì đối phương còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã là cán bộ cấp cục, hắn cũng không dám có tâm tư trêu chọc. Chào trưởng phòng Tào. Nghiêm Chí Khoan đặt văn kiện trong tay xuống rồi cười nói. Tôi cũng không đến sớm, ngày hôm qua còn có vài công tác chưa hoàn thành, sợ lãnh đạo có việc cần dùng nên đến sớm xử lý. Tào Kha Nhi có cảm giác không tồi với Nghiêm Chí Khoan, nàng cười cười nói với Nghiêm Chí Khoan. Lần này lãnh đạo mở hội nghị thường ủy. Các anh chính là những người bận rộn nhất, có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói một tiếng, vì những ngày nay tôi cũng không có việc gì. Cảm ơn trưởng phòng Tào. Nghiêm Chí Khoan cũng không căn cứ vào vẻ nhiệt tình của trưởng phòng Tào để nghĩ sang phương diện nào khác. Trưởng phòng Tào tuy nhìn qua đáng yêu dễ gần nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo. Vài ngày trước vị công tử của chủ tịch thành phố đang công tác trong ban tổng hợp số 5 của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố muốn theo đuổi nàng. Không biết nói một câu thế nào không hợp ý với Tào Kha Nhi, kết quả là bị Tào Kha Nhi nói lời châm chọc khiêu khích cho đỏ mặt. Người công tác trong văn phòng tỉnh ủy ăn bản cũng có không ít suy đoán về lai lịch của Tào Kha Nhi, có người nói là tình nhân của ai đó, có người nói là người thân hay con gái của lãnh đạo nào đó. Nghiêm Chí Khoan căn bản không quan tâm đến những lời nói này, vì hắn biết rõ mình và trưởng phòng Tào chênh lệch quá lớn, căn bản không có gì đáng để so sánh với đối phương. Khi Nghiêm Chí Khoan chuẩn bị bắt đầu công tác của mình, chợt nghe thấy Tào Kha Nhi nói. Trưởng khoa Nghiêm, tôi có nghe nói hình như hội nghị thường ủy lần này có liên quan đến phương diện điều chỉnh nhân sự phải không? Tôi cũng chỉ nghe nói như vậy mà thôi, nhưng có điều chỉnh cũng không động đến cấp bậc như của tôi. Nghiêm Chí Khoan dùng giọng đùa giỡn nói. Tào Kha Nhi thầm nghĩ trong lòng, anh thì nghĩ hay lắm, cho dù là cấp bậc của tôi cũng không đến lượt mở hội nghị thường ủy chứ đừng nói là anh. Trước đó vài ngày nàng thông qua quan hệ trong nhà mà được điều chỉnh từ tòa án đến văn phòng tỉnh ủy, mặc dù mới 2 tháng nhưng nàng căn bản đã công tác nơi đây như cá gặp nước. Cấp bậc của tôi cũng không dám nghĩ như vậy, không biết khi nào thì đến lượt chúng ta. Tào Kha Nhi nói đến đây thì cười nói. Anh nói xem, lần này liệu có bất ngờ gì không? Bất ngờ. Nghiêm Chí Khoan hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Tào Kha Nhi, thế nhưng hắn lắc đầu nói. Trưởng phòng Tào, tôi cảm thấy điều này căn bản là không thể. Tào Kha Nhi giống như cố ý đối nghịch với Nghiêm Chí Khoan, nàng nói. Vậy cũng không nhất định, trưởng khoa Nghiêm, anh nên biết bí thư vương của chúng ta rất thích kết quả bất ngờ, nếu không thì Mạnh Chí Đạo sao có thể được đề cử làm bí thư thị ủy Ô Phổ. Nghiêm Chí Khoan nhìn hình bóng bỏ đi của Tào Kha Nhi, hắn thầm nghĩ đến những lời vừa rồi của nàng. Rốt cuộc Tào Kha Nhi có ý gì? Đang nhận định bí thư vương có ý gì đó, hay muốn xem náo nhiệt. Nhưng Nghiêm Chí Khoan khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ sự việc này nào có liên quan đến mình. Mình nghĩ về nó rõ ràng là đau lòng thay cho cổ nhân. Hắn biết được chút tin tức về sự kiện Mạnh Chí Đạo là nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ,
đó là khi hắn đi theo uống rượu với chủ nhiệm văn phòng thường ủy, chủ nhiệm uống hơi nhiều và nói về sự kiện của Mạnh Chí Đạo. Nói rằng Mạnh Chí Đạo được đẩy vào tranh chấp vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ cũng là vì vị lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy rất chán ghét Vương Tử Quân. Lúc này bí thư Diệp và chủ tịch Trử đang vì chuyện này mà giao chiến mạnh mẽ, Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp căn bản đừng hòng chen chân vào được. Tuy ngày hôm qua vị chủ nhiệm căn bản không chịu thừa nhận, thế nhưng Nghiêm Chí Khoan khẳng định lời nói của chủ nhiệm là thật. Tiểu Nghiêm, cậu đến đây một chút. Khi Nghiêm Chí Khoan đang đưa một phần văn kiện đến cho phó chủ nhiệm văn phòng thường ủy, chủ nhiệm đột nhiên lên tiếng nói với hắn. Chủ nhiệm văn phòng thường ủy tỉnh ủy tuy là một vị trí cấp chính cục thế nhưng người đảm nhiệm chức vụ này trên cơ bản đều là tâm phúc của lãnh đạo. Lời nói của những lãnh đạo như thế này đối với một người trẻ tuổi cầu tiến như Nghiêm Chí Khoan căn bản còn đáng quan tâm hơn cả thánh chỉ. Nghiêm Chí Khoan nhanh chóng chạy đến bên cạnh chủ nhiệm rồi cung kính nói. Chào chủ nhiệm. À, Tiểu Nghiên, tối qua tiểu lính bị cảm, bây giờ đang truyền nước trong bệnh viện, hôm nay cậu vất vả một chút, lát nữa sau khi lãnh đạo đi vào cửa, cậu làm công tác phụ trợ. Chủ nhiệm nói xong cũng không chờ Nghiêm Chí Khoan đồng ý, nhanh chóng bỏ đi. Nghiêm Chí Khoan biết rõ chủ nhiệm đã lên tiếng thì căn bản không thể nào từ chối, mà hắn cũng căn bản không muốn từ chối. Mặc dù chính mình có công tác đặc biệt, thế nhưng nếu có thể được làm nhiều lần, ít nhất cũng chứng minh khi tiếp đãi lãnh đạo thì mình cũng là người nhanh tay lẹ mắt. Nghiêm Chí Khoan nhanh chóng đuổi theo chủ nhiệm, sau khi tỏ vẻ sẽ chăm chú hoàn thành công tác thì nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. Hắn chải lại đầu tóc, sau đó mới đi về phía phòng họp. Lúc này phòng họp đã được bố trí rất tốt, vài nhân viên kỹ thuật đang xem xét lại micro. Từ hội nghị thường ủy lần trước micro của bí thư Diệp đột nhiên bị hỏng, thế cho nên việc kiểm tra âm lượng căn bản là tất yếu vào các hội nghị sau đó. Tiểu Nghiên, cậu thay thế cho tiểu lý sao? Một nhân viên công tác quen thuộc mở miệng chào hỏi Nghiêm Chí Khoan. Tiểu lý bị bệnh không đến được, lãnh đạo yêu cầu tôi đến thay thế. Nghiêm Chí Khoan nói rồi ném cho người kia một điếu thuốc, nhưng người kia lấy gói thuốc ra bỏ vào, vì lúc này cũng không muốn hút. Nghiêm Chí Khoan cũng hiểu sự nghiêm cẩn của đồng sự. Khi mà thư ký trưởng Đào Nhất Hành càng cho ra những yêu cầu nghiêm khắc, đã không còn người nào dám làm ra những hành vi trái ý thư ký trưởng. Khi kim đồng hồ chỉ vị trí 9 giờ, Nghiêm Chí Khoan nhanh chóng đi đến bên cánh cửa gỗ nặng nề. Khi hắn đứng nơi đó thì gương mặt lộ ra nụ cười ung dung bình tĩnh. Tuy hắn công tác trong văn phòng thường ủy, thế nhưng cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc gần với lãnh đạo như thế này. Vài phút sau Nghiêm Chí Khoan cảm thấy gương mặt mình có hơi căng cứng. Thế nhưng dù là thế nào thì hắn cũng phải nở nụ cười. Click to expand. Chương 1166, bắt đầu đánh cờ. Chào thư ký trưởng. Khi Nghiêm Chí Khoan cảm thấy mình nên điều chỉnh nụ cười, lúc này Đào Nhất Hành với gương mặt tươi cười đi đến. Hắn vội vàng đẩy cửa phòng họp, khẽ nói lời chào hỏi thư ký trưởng. Đào Nhất Hành khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng họp. Thư ký trưởng đi đến giống như mở đầu cho một cuộc hội nghị thường ủy. Vài phút sau có thêm vài vị thường ủy tỉnh ủy đi vào phòng. Nghiêm Chí Khoan tiếp xúc gần thì thường chú trọng xem xét vẻ mặt của lãnh đạo, nếu so sánh với gương mặt tươi cười của thư ký trưởng, các vị lãnh đạo còn lại có gương mặt rất nghiêm túc. Gương mặt nghiêm túc này căn bản không thể làm cho Nghiêm Chí Khoan nhìn ra bất kỳ thứ gì. Nghiêm Chí Khoan chú ý nhất đến hai người, một người là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lục Trạch Lương. Người này là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tất nhiên là nhân vật chính trong hội nghị thường ủy điều chỉnh nhân sự, có đôi khi một gương mặt của trưởng phòng Lục đại biểu cho rất nhiều chuyện mà người ta khó thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Lục Trạch Lương rất tốt, nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy giống như đã được tính trước. Khi hắn đi vào cửa thì nhiều vị thường ủy khác tiến lên chào hỏi, cực kỳ thân mật. Tuy cánh cửa chậm rãi đóng lại và Nghiêm Chí Khoan căn bản không biết các vị lãnh đạo bên trong nói điều gì, thế nhưng dựa vào trí thông minh của hắn, cũng đủ đoán được vài thứ gì đó. Người được Nghiêm Chí Khoan chú ý thứ hai chính là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Sở dĩ hắn chú ý vì vị bí thư ủy ban tư pháp này còn quá trẻ, thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là vị trí tranh chấp dữ dội nhất hôm nay là bí thư thị ủy Ô Phổ, trong đó có một nhân tuyển là Mạnh Chí Đạo. Tuy trong mắt rất nhiều người thì Mạnh Chí Đạo chỉ là gia vị phụ mà thôi. Nghiêm Chí Khoan nhìn gương mặt người đàn ông có độ tuổi không cao hơn mình bao nhiêu, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Hắn nghĩ về phương diện Bí Thư Vương sẽ nói gì ở hội nghị thường ủy, sẽ làm sao để nói tốt cho Mạnh Chí Đạo. Tuy cảm thấy Bí Thư Vương chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn ở phương diện này, thế nhưng Bí Thư Vương đi vào cửa với nụ cười trên môi. Khi Nghiêm Chí Khoan mở cửa cho Vương Tử Quân, Bí Thư Vương gật đầu nở nụ cười với hắn. Nụ cười xác định sự tồn tại của mình làm cho Nghiêm Chí Khoan cảm thấy cảm động. Chủ tịch Lý đến, Bí Thư Diêu đến. Khi tính toán nhân số của hội nghị thường ủy, Nghiêm Chí Khoan biết hội nghị thường ủy sắp bắt đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chỉ sau chốc lát thì Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Thừa Dân và Chủ tịch tỉnh Trử Vận Phong sóng vai đi đến, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, trên mặt treo nụ cười. Nghiêm Chí Khoan cảm thấy chống ngực của mình đập lên rất mạnh, hắn vội vàng mở cửa ra, sau đó mời hai vị lãnh đạo đi vào. Cửa phòng họp khẽ đóng lại, Nghiêm Chí Khoan cảm thấy có chút chờ mong, đó chính là hội nghị thường ủy lần này sẽ có bao nhiêu nhân sự được thay đổi. Ánh mắt Vương Tử Quân lướt qua gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy trong phòng một lượt, sau đó rơi lên gương mặt Lục Trạch Lương. Lúc này Lục Trạch Lương đang khẽ trò chuyện cùng Diêu Trung Tắc, gương mặt là nụ cười sáng lạn. Lục Trạch Lương giống như cũng cảm ứng được ánh mắt của Vương Tử Quân, cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau giữa không trung, cũng không phát ra ánh lửa, chỉ sau nháy mắt thì rời xa. Khi hai người tách ánh mắt ra thì đều mỉm cười. Nụ cười của Vương Tử Quân rất nhạt, nụ cười của Lục Trạch Lương thì lại giống như có chút mỉa mai. Lúc này có không ít người đang nhìn vào vẻ mặt hai người Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương. Tuy hội nghị thường ủy còn chưa được bắt đầu, thế nhưng đám thường ủy tỉnh ủy cũng hiểu trong hội nghị thường ủy này chia ra hai đôi nhân vật chính, đó là Trử Vận Phong và Diệp Thừa Dân, hai nhân vật còn lại chính là Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương. Trử Vận Phong và Diệp Thừa Dân có tranh chấp với nhau về vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, đây là sự kiện mà ai cũng biết. Rốt cuộc vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ rơi vào tay nhà nào, bây giờ không ai dám nói lời khẳng định. Nhưng tranh chấp lần này làm cho những người tham dự hội nghị thường ủy cảm thấy rất hao tâm tổn trí, vì khi tiến vào giai đoạn quyết định, bọn họ thường sẽ rơi vào thế bị động. Đặc biệt là một số vị thường ủy trước nay thường di chuyển giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, càng cảm thấy mình khó lựa chọn. Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nào nở nụ cười ung dung như trước được nữa. Nếu so sánh với hai nhân vật chính thật sự là Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương căn bản không có biến hóa gì quá lớn trong mắt Diêu Trung Tắc. Dù thế nào thì Mạnh Chí Đạo chỉ là diễn viên phụ mà thôi, dù Vương Tử Quân có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể nào đẩy ngã hai nhân tuyển của Bí Thư và Chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân không làm gì được, nhưng cũng không nhịn được cục tức mà Lục Trạch Lương dành cho mình. Như vậy hội nghị thường ủy lần này hai người kia sẽ làm ra trò hay gì, điều này là tiêu điểm trong mắt mọi người. Vương Tử Quân sẽ cho ra lựa chọn gì? Vương Tử Quân nhất định sẽ cho ra ý kiến phản đối với mình, Lục Trạch Lương biết nhưng không quá quan tâm. Hắn thấy Vương Tử Quân dù có bản lĩnh thế nhưng đây là hội nghị thường ủy, lại bàn về phương diện nhân sự, đối phương căn bản không có quyền lực gì cả. Hội nghị thường ủy hôm nay không khác gì dĩ vãng, Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Thừa Dân là người chủ trì hội nghị. Khi giọng nói không lạnh không nóng của Bí Thư Diệp Thừa Dân vang lên, từng đề tài thảo luận được đặt xuống trước mặt các vị thường ủy. Hội nghị thường ủy nào cũng cần Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì, thế nên rất nhiều vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh siết chặt quyền lực này trong tay mình. Dù sao thì quyền ọ ợi này cũng có thể làm cho lãnh đạo đứng đầu quán triệt ý chỉ của mình, có thể tiến lên chiếm được tiên cơ. Nhưng có một số lãnh đạo quyền uy quyết đoán thì cũng không cần như vậy, bọn họ có đôi khi căn bản không cần lên tiếng, cũng đã có thể quán triệt được ý chỉ của mình. Vương Tử Quân công tác vài năm ở thành phố La Nam trên cơ bản chính là hạng người như vậy. Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, càng là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng lão còn phải tự mình chủ trì hội nghị thường ủy Nam Giang, nhìn từ phương diện này có thể lão căn bản chưa từng nắm trong tay hướng đi của hội nghị thường ủy. Khi từng đề tài thảo luận được thông qua, cuối cùng đến phương diện nhân sự. Lúc này hội nghị thường ủy vốn không nóng không lạnh đã có bầu không khí khẩn trương hơn hẳn. Tuy đám thường ủy tỉnh ủy căn bản không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng bầu không khí trong phòng lại đột nhiên bị đè nén. Chương 1167, cần gì phát giận cũng có sức bật. Thưa các đồng chí, tỉnh chúng ta sẽ có một số điều chỉnh. Đặc biệt là ở thành phố Ô Phổ càng vào thời điểm quan trọng để thay người. Có thể nói dùng tốt cán bộ thì sẽ có thể xúc tiến phát triển, nếu dùng sai cán bộ, sẽ tạo nên tổn thất không nhỏ cho tình hình phát triển kinh tế địa phương.
Diệp Thừa Dân lên tiếng khá trầm thấp, lão nhìn bốn phía rồi nói tiếp. Vì vậy lúc này càng cần chúng ta phát huy ưu thế hợp mưu hợp sức của tập thể, phải đẩy những đồng chí có tố chất cao, có năng lực tiến lên vị trí phù hợp, để làm ra những cống hiến mới cho sự phát triển của Nam Giang. Lục Trạch Lương nghe những lời của Diệp Thừa Dân mà khẽ nhúc nhích người, tất nhiên động tác này của hắn rất nhỏ, căn bản không làm cho người ta phát hiện được. Lúc này vẻ mặt hắn biểu hiện tâm tư luôn lắng nghe chỉ thị của bí thư Diệp Thừa Dân. Đã đến lúc mình lên tiếng rồi. Khi Diệp Thừa Dân nói đến cuối cùng, Lục Trạch Lương chợt cảm thấy đắc ý. Tuy những chuyện thế này căn bản là trải qua vô số lần, thế nhưng cảm giác được người ta coi là trung tâm, nắm giữ tương lai của người khác luôn làm cho hắn sinh ra cảm giác kích động. Quả nhiên đúng như dự đoán của Lục Trạch Lương, chợt nghe Diệp Thừa Dân nói. Lúc này mời trưởng phòng Lục giới thiệu phương án điều chỉnh cho các vị thường ủy. Lục Trạch Lương dù có chút đắc ý nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh tự tin không chút vấn đề giống như mặt nước giếng sâu. Hắn dùng giọng cực kỳ bình ổn nói ra những phương án điều chỉnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và trang nghiêm. Khi đọc xong cái tên cuối cùng, Lục Trạch Lương khẽ đặt danh sách xuống, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và các vị thường ủy trong hội nghị. Danh sách này tổng cộng điều chỉnh 26 người, trong đó đáng chú ý nhất chính là 5 vị trí giám đốc sở ở thành phố Ô Phổ. Tất cả các phi thường ủy tỉnh ủy lúc này đều đang thầm đánh giá danh sách điều chỉnh của Lục Trạch Lương, càng tính toán cố gắng tìm ra lợi ích của mình. Vương Tử Quân xem xét danh sách thật kỹ, tuy hắn đến Nam Giang không quá lâu, thế nhưng căn bản cũng hiểu rõ về một số người. Tuy chỉ là một số người thế nhưng hắn cũng hiểu được ý nghĩa bản danh sách điều động của phòng tổ chức tỉnh ủy. Trước khi mở hội nghị thường ủy thì Mạnh Chí Đạo đã rất muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nói về phương diện nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, hy vọng nghe được ý kiến phân tích của Vương Tử Quân. Chuyện này giấu trong lòng làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định chịu đựng, tất cả mọi người đều biết hắn là nhân tuyển thế nào, kể cả chính hắn, cần gì phải gọi điện thoại cho bí thư Vương. Mạnh Chí Đạo nghĩ đến phương diện mình còn trẻ. Hắn không nghĩ rằng mình là người đi lại trong quan trường, gặp vài chuyện uất ứ thì căn bản là đi khắp nơi nói lung tung. Đồng thời hắn cũng thầm báo cho mình, sau này gặp bất cứ chuyện gì nhất định phải tự mình tìm cách giải quyết. Người trong quan trường thì ngàn vạn lần không nên quá mức dựa dẫm, anh căn bản không biết đối phương là như thế nào, đối phương có khi nào cho ra chủ ý không hay bán đứng mình hay không. Tất nhiên Vương Tử Quân căn bản không biết những suy nghĩ này của Mạnh Chí Đạo. Chỉ cần nghe xong bản danh sách kia thì Vương Tử Quân cảm thấy phần lớn nhân viên được điều động là hợp lý, hơn nữa trên cơ bản đều chú trọng lợi ích của tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy. Chưa nói đến những phương diện khác, vị trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi mà Vương Tử Quân không quá quen biết được sắp xếp hai người lên vị trí phó giám đốc sở. Vị trí của những người được điều động căn bản biểu hiện rõ ràng khả năng của các vị thường ủy tỉnh ủy là như thế nào. Ủy ban tư pháp có 3 cán bộ xuất hiện trên danh sách điều động. Tất nhiên ngoài Mạnh Chí Đạo là người Vương Tử Quân cảm thấy hợp ý, những người còn lại không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Nhìn vào từ phương diện này thì thấy rõ chức vụ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là quan trọng thế nào, tuy Lục Trạch Lương căn bản không thể quyết định thay cho lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, thế nhưng nếu muốn kéo người nào và đẩy người nào tiến lên, căn bản không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nếu không với tư chất lý lịch của Mạnh Chí Đạo thì hoàn toàn có thể làm một vị phó bí thư một thành phố phát triển kinh tế. Cần gì phải cạnh tranh trong vô vọng với vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Giọng nói của Diệp Thừa Dân vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa vì các chức vụ phó giám đốc sở căn bản không có vấn đề gì lớn, thế cho nên rất đơn giản được thông qua. Cuối cùng với vị trí phó phòng địa chính tỉnh, phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn cho ra vài lời dị nghị, cuối cùng phải gác lại. Khi thảo luận đến phương diện bổ nhiệm hai người Thôi Nghênh Quốc của Ủy ban Tư pháp, mọi ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Hai người kia đều là cán bộ ủy ban tư pháp, vì vậy ý kiến của Vương Tử Quân là rất quan trọng. Tất cả mọi người đều biết hai người kia cũng không phải là cán bộ hợp ý Vương Tử Quân, thế nhưng hai người kia được cho vào danh sách, đã nói rõ rằng có người khác sẽ lên tiếng cho bọn họ. Nếu Vương Tử Quân phản đối, không những đắc tội với người, hơn nữa còn tạo nên thanh danh không tốt cho mình. Anh là lãnh đạo đơn vị, anh không đẩy người lên cao, khi người ta được đề bạt còn đứng ở đó rút thang. Một vị lãnh đạo đơn vị như vậy thì sẽ có ai theo? Ninh nếu như Vương Tử Quân không phản đối, như vậy hắn căn bản là tượng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm trong hội nghị thường ủy lần này, căn bản không có chút tác dụng gì.
Lục Trạch Lương nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn cũng nhìn thấy tình thế khó xử của Vương Tử Quân. Dù là Lục Trạch Lương cũng cảm thấy khó thể cho ra lựa chọn được, dù sao thì trái hay phải cũng không hay chút nào. Chính mình bày ra nan đề khó khăn cho Vương Tử Quân, đây là sự kiện làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Tuy Lục Trạch Lương rất hy vọng Vương Tử Quân sẽ nói lời phản đối, thế nhưng hắn biết rất rõ, với một Vương Tử Quân thông minh xảo quyệt, căn bản sẽ chọn phương án thỏa hiệp. Dù sao thì chịu chút uất ức vào lúc này cũng không có vấn đề, áp chế cấp dưới không được điều động sẽ tạo nên tổn thất lớn. Vương Tử Quân có thể đi đến vị trí hiện tại, căn bản có thể nhìn thấu nặng nhẹ trong sự kiện này. Cũng giống như suy nghĩ của Lục Trạch Lương, sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân trầm giọng nói. Tôi không tiếp xúc nhiều với hai đồng chí này, nhưng nhìn từ phương diện khảo sát của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi cảm thấy hai vị đồng chí này vẫn tương đối là vĩ đại. Tôi là bí thư ủy ban tư pháp xem như mất đi hai người có khả năng trong phút chốc, tuy tôi cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng khi thấy hai đồng chí của mình đi về phía cương vị quan trọng hơn, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của các đồng chí phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói dứt lời thì người ta căn bản không nói thêm được gì, đại biểu cho sự kiện này đã được thông qua. Không ít ánh mắt lại nhìn lên người Vương Tử Quân, có ánh mắt vui mừng, nuối tiếc. Lục Trạch Lương cũng không nhìn Vương Tử Quân, hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Ninh có thể làm cho Vương Tử Quân phải mở miệng như vậy căn bản là không tồi. Dù sao thì thông qua sự kiện này cũng đạt được mục đích đả kích vào uy tín của Vương Tử Quân. Lúc này xong danh sách điều động cán bộ cấp phó giám đốc sở, bắt đầu nghiên cứu về các nhân tuyển cho vị trí giám đốc sở. Bốn chức vụ giám đốc sở được điều động lần này đều đã được nghiên cứu kỹ càng, trên cơ bản đã giống như có quyết định. Đại bộ phận mọi người đều biết rõ bí thư và chủ tịch tỉnh đã thông qua phương án này, thế cho nên không ai dám lên tiếng gây phiền phức. Lúc này lực chú ý của bọn họ chủ yếu đặt lên vị trí có độ nặng lớn nhất, đó là bí thư thị ủy Ô Phổ. Có ba người cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, người thứ nhất là chủ tịch thành phố Ô Phổ Khổng Bình Cương. Người này làm chủ tịch thành phố Ô Phổ, hơn nữa còn là người của chủ tịch Trử Vận Phong, một người thế này chắc chắn chạm tay có thể phỏng, lực cạnh tranh là cực mạnh. Người thứ hai chính là Phó Thư Ký Trưởng Triệu Cao Tề, cũng có lực cạnh tranh hùng mạnh. Chưa nói đến bản thân hắn quen thuộc các vị lãnh đạo tỉnh ủy, lý lịch công tác của hắn những năm qua cũng không thua kém gì Khổng Bình Cương. Hai người này mới thật sự tạo nên tình cảnh rồng hổ tranh đấu, sau lưng hai người bọn họ chính là Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, bọn họ càng là hai bàn tay thúc đẩy tất cả sự kiện lớn nhỏ trong tỉnh Nam Giang. Nhiều khi hai vị lãnh đạo này sẽ đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ vung tay đối kháng ở vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Còn một người khác là Mạnh Chí Đạo, cơ bản là không đáng được quan tâm. Khi Diệp Thừa Dân mở miệng nói về nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, lúc này phòng họp chợt trở nên tĩnh lặng. Đám thường ủy tỉnh ủy đều ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, không ai dám mở miệng. Hai vị lãnh đạo đứng đầu còn chưa lên tiếng, bọn họ là cấp dưới, căn bản không dám dỗi đầu ra cho người ta chặt. Diệp Thừa Dân nhìn bầu không khí trầm mặc, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, cũng có chút vui mừng. Dù lão không hoàn toàn khống chế đại cục ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân lần này đứng ra tác động, ít nhất thì mình cũng không cần công khai quyết chiến ở hội nghị thường ủy. Mặc dù biểu quyết lấy đầu phiếu là một biểu hiện lập uy, thế nhưng làm như vậy cũng không tốt, còn có thể làm mình biến thành chim gãy cánh. Chủ tịch Trử, anh có ý kiến gì không? Diệp Thừa Dân nhìn về phía Trử Vận Phong rồi cười nói. Trử Vận Phong thường ít khi lên tiếng ở hội nghị thường ủy, cũng không phải vì lão không có gì để nói, chủ yếu là lão không cần phải nói, lời nói của lão sẽ được những người khác lên tiếng hộ. Nhưng lần này bí thư Diệp Thừa Dân điểm tên chỉ mặt, lão tất nhiên sẽ không bảo trì trạng thái trầm mặc, thế là đặt bút xuống nói. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy đồng chí Khổng Bình Cương phù hợp với cương vị bí thư thị ủy Ô Phổ. Đồng chí này công tác nhiều năm ở thành phố Ô Phổ, có nhiệt tình, có mạnh dạn đi đầu, chú trọng nguyên tắc, hơn nữa làm việc còn có tinh thần đổi mới, điều này cực kỳ khó có được. Nếu đẩy anh ấy lên vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, như vậy càng có lợi cho tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Trử Vận Phong nói giống như dự đoán của Lục Trạch Lương. Lúc này chủ tịch Trử ủng hộ Khổng Bình Cương, đại biểu cho một tranh chấp lớn sắp diễn ra. Chính mình là người có khả năng đắc lực bên cạnh chủ tịch Trử. Xem ra lần này mình cũng nên phân chia đội ngũ cho rõ ràng. Hàng loạt ưu điểm chợt xuất hiện trong đầu Lục Trạch Lương,
khi đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, hàng loạt phương án tán dương ưu thế của Khổng Bình Cương cũng nhanh chóng được hoàn thành. Nhưng lúc này còn chưa đến lượt hắn lên tiếng. Chử Vận Phong nói rất ngắn gọn thế nhưng cực kỳ trực tiếp, vừa nói vừa dựng lên cờ xí thể hiện quan điểm chính thống của mình. Không ít ánh mắt dừng lại một lát trên mặt Chử Vận Phong, sau đó chuyển sang mặt Diệp Thừa Dân. Lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân vẫn rất bình tĩnh, nụ cười thản nhiên trên gương mặt giống như tất cả đã được nắm trong lòng bàn tay. Siêu Trung Tắc đối mặt với biểu hiện bình tĩnh tự tin của Bí Thư Diệp, hắn đặt bút xuống chuẩn bị lên tiếng. Nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe thấy Bí Thư Diệp Thừa Dân nói. Tôi đồng ý quan điểm của Chủ tịch Chử, tôi cũng hiểu khá rõ về đồng chí Khổng Bình Cương, người này công tác vững chắc, ý thức đổi mới cũng rất mạnh, năm ngoái Ô Phổ còn có được phần thưởng là thành phố văn minh trong nước. Điều này là rất tốt, tôi cho rằng dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của đồng chí Khổng Bình Cương, thành phố Ô Phổ sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Diệp Thừa Dân cũng tán thành Khổng Bình Cương, đây là có chuyện gì? Siêu Trung Tắc đang định nói ra quan điểm của mình, hắn và đám người nơi đây đều cảm thấy vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ sẽ gây ra tình trạng tranh đấu gay gắt, thế nhưng không ngờ sự việc vừa mở màn thì hành quân lặng lẽ và nhanh chóng bế mạc. Chủ tịch Chử tán thành Khổng Bình Cương, điều này căn bản là cực kỳ bình thường, dù sao thì từ lúc bắt đầu Chử Vận Phong đã tán thưởng Khổng Bình Cương. Nhưng bây giờ bí thư Diệp Thừa Dân cũng mở lời giúp đỡ Khổng Bình Cương, không phải bí thư sẽ giúp đỡ cho Triệu Cao Tể sao? Không phải bí thư Diệp nghĩ rằng lần này cạnh tranh cứng ngắc cũng không thu được lợi, thế cho nên chủ động lựa chọn buông tha sao? Hay là hành bí thư Diệp hành động như vậy để muốn cân đối lực lượng, tạo nên xu thế đoàn kết mới ở tỉnh Nam Giang, tạo thành một thế cục hai bên cùng gánh? Thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tuy đám thường ủy tỉnh ủy tràn đầy nghi vấn, thế nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đã cho ra quyết định, thế nên dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không dám cho ra ý kiến phản đối. Siêu Trung Tắc khẽ ho kha một tiếng, sau đó hắn dùng giọng động tình nói. Tôi cũng đồng ý cho đồng chí Khổng Bình Cương làm bí thư thị ủy Ô Phổ. Đúng như lời của hai vị lãnh đạo, người này có năng lực công tác rất mạnh, trách nhiệm cao, ý thức phát triển càng mạnh mẽ hơn. Vài ngày trước tôi có đến Ô Phổ xem xét, anh ấy làm chủ tịch thành phố và luôn thúc đẩy Ô Phổ tiến lên tàu tốc hành, cuộc sống nhân dân ngày càng được đề cao. Tôi cho rằng đồng chí Khổng Bình Cương hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ. Tuy Diêu Trung Tắc nói lời dõng dạc nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn cho rằng mình sẽ là người phát huy tác dụng mấu chốt, không ngờ Diệp Thừa Dân lại lùi bước, ngược lại còn mở miệng giúp đỡ cho Khổng Bình Cương. Như vậy chính hắn nghĩ rằng mình sẽ là thước đo chiều gió, không ngờ lại biến thành một cái gân gà vô vị. Nhưng dù Diêu Trung Tắc là gân gà thì hắn cũng phải luôn bảo trì sự nhất trí với hai vị lãnh đạo. Chương 1168, Siêu Việt Quần Hùng, Đăng Phong Tạo Cực. Có ba vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh mở lời, cạnh tranh cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ vốn sẽ bùng bùng sóng dữ nhưng căn bản là rơi từ trên trời xuống không một tiếng động. Không ít thường ủy cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng thầm thở dài một hơi. Chủ tịch Chử là người có phong cách công tác cực mạnh, mở lời giống như đặt xuống quả bom hẹn giờ. Thế nhưng bí thư Diệp Thừa Dân cũng không kém, gương mặt không chút biểu hiện, lời nói không nặng không nhẹ. Hai vị lãnh đạo như vậy căn bản làm cho người ta cảm thấy đổ mồ hôi hột, khó thể cho ra quyết định nên nói tốt cho bên nào. May mà hôm nay hai vị lãnh đạo nể mặt nhau, cùng chung ý kiến, điều này căn bản làm cho đám thường ủy thở phào nhẹ nhõm, không phiền não vì mình sẽ phải đứng về phía nào. Siêu Trung Tắc còn là người căn bản cảm thấy khá khó chịu, đừng nói là Lục Trạch Lương. Một phiếu của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy trong sự kiện này là cực kỳ quan trọng, thế nhưng bây giờ thì lại căn bản không khác gì các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Khi Lục Trạch Lương nghe Vương Tử Quân mở miệng khen ngợi Khổng Bình Cương, hắn càng cảm thấy vô vị. Mặc dù Mạnh Chí Đạo căn bản không được ai đề cử, thế nhưng quyền lên tiếng của mình chỉ tương đồng với Vương Tử Quân, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy khó thể tiếp nhận. Tức giận thì tức giận, thế nhưng áp chế trong lòng và biểu hiện ra là hai sự kiện khác nhau. Lục Trạch Lương dù tức giận nhưng bây giờ chỉ có thể áp chế trong lòng, hắn không dám làm gì trước mặt Diệp Thừa Dân và Chử Vận Phong. Sau khi thảo luận xong vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, lúc này hội nghị thường ủy xem như tiến hành tất cả đề tài thảo luận. Khi mọi người cho rằng hội nghị thường ủy sẽ kết thúc thắng lợi, chợt nghe Chử Vận Phong nói tiếp. Bí thư Diệp. Đồng chí Khổng Bình Cương tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phổ, như vậy sẽ không kiêm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố được.
Vì để cho thành phố Ô Phổ ra trận nhẹ nhõm, tôi thấy chúng ta nên phiền toái một chút, trực tiếp đề cử vị trí chủ tịch thành phố cho Ô Phổ. Tuy Trử Vận Phong nói lời xin chỉ thị nhưng lời nói lại làm cho người ta không cảm thấy có ý nghĩa như vậy. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía gương mặt ngăm đen của chủ tịch tỉnh, cố gắng suy đoán tâm tư của chủ tịch Trử. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cực kỳ không thích thủ đoạn trở tay không kịp của Trử Vận Phong. Không, phải nói là hắn rất phản cảm. Hội nghị thường ủy được mở ra thảo luận về phương diện nhân sự, có bất kỳ chuyện gì thì hai vị lãnh đạo cũng nên thảo luận trưng cầu ý kiến của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, như vậy mới có ý nghĩa lớn. Chủ tịch Trử ra tay như vậy hoàn toàn có chút khinh thường hoặc bất mãn với Lục Trạch Lương, hoặc là ngày mai, không, có lẽ là hôm nay sau khi kết thúc hội nghị thường ủy thì trong quan trường Nam Giang sẽ truyền ra nhiều tin tức, nói rằng chủ tịch Trử rất bất mãn với trưởng phòng Lục Trạch Lương, căn bản không quan tâm đến ý kiến của trưởng phòng Lục. Nếu tin tức như vậy được truyền khắp tỉnh Nam Giang, chỉ sợ sẽ có nhiều người nghe theo. Nhưng Trử Vận Phong đã lên tiếng thì Lục Trạch Lương căn bản không dám phản đối, hắn thầm suy đoán không phải là chủ tịch Trử có gì đó nắm chắc, thế cho nên mới quyết định điều phối chức vụ chủ tịch thành phố cho Ô Phổ sao. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác cũng cơ bản có ý nghĩ giống như Lục Trạch Lương. Vẻ mặt đám thường ủy có quan hệ tốt với Diệp Thừa Dân căn bản đều trở nên khó nhìn, bọn họ cảm thấy Trử Vận Phong căn bản là đang ép cung. Đã quyết định vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, không phải Trử Vận Phong cho rằng bí thư Diệp còn lùi bước nữa sao? Nếu như bí thư Diệp tiếp tục lùi bước, sau này sao có thể triển khai mở rộng công tác trong tỉnh Nam Giang? Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, đám thường ủy căn bản nhìn chằm chằm vào Diệp Thừa Dân, chờ bí thư tỉnh ủy cho ra quyết định. À, chủ tịch Trử nói đúng, Ô Phổ không thể thiếu vị trí chủ tịch thành phố được. Diệp Thừa Dân cũng không phản đối, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lão lên tiếng. Chủ tịch Trử, anh có lựa chọn phù hợp nào không? Bí thư Diệp, tôi cảm thấy đồng chí Mạnh Chí Đạo có thể là nhân tuyển của phòng tổ chức tỉnh ủy, điều này nói rõ tư chất lý lịch và trình độ công tác là rất cơ vơ. Tôi cho rằng hoàn toàn có thể đẩy đồng chí Mạnh Chí Đạo đến giúp đỡ hỗ trợ cho đồng chí Khổng Bình Cương. Tôi tin tưởng hai đồng chí tài giỏi cùng công tác ở một thành phố sẽ nhất định thúc đẩy Ô Phổ phát triển mạnh mẽ. Trử Vận Phong uống một ly trà rồi dùng giọng khẳng định nói. Tuy sự việc vẫn nằm trong dự liệu của mình, thế nhưng sau khi Trử Vận Phong nói ra thì Vương Tử Quân mới khẽ thở phào một hơi. Dù sao thì bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng không bằng được chứng thực, đặc biệt là bây giờ hắn đang bắt tay với cả hai nhà. À, đề nghị của anh là rất tốt. Đồng chí Mạnh Chí Đạo là người có năng lực công tác mạnh mẽ, trình độ cao, thật sự là nhân tuyển tốt cho vị trí chủ tịch thành phố Ô Phổ, tôi đồng ý. Diệp Thừa Dân căn bản cũng không trưng cầu ý kiến của những người khác, lão lại trầm giọng nói. Hội nghị thường ủy căn bản thường xuất hiện hai thái cực đồng ý hay không, nhưng nếu như hai vị lãnh đạo đứng đầu đã mở miệng đồng ý, những người khác dù có ý kiến không đồng ý, thế nhưng cũng thức thời không dám nói ra. Người chỗ này có thể ngồi trong hội nghị thường ủy thì trí tuệ chính trị cũng thuộc hạng cao vời, mọi người đã nhìn ra tình huống bí thư và chủ tịch tỉnh đang cùng nhau hát một bài trong sự kiện nhân tuyển cho vị trí bí thư và chủ tịch thành phố Ô Phổ. Hai người diễn xuất cực kỳ kín kẽ, tất nhiên biểu hiện rõ ràng hai người căn bản là thống nhất cao độ với nhau. Lúc này tâm tư của mọi người cũng không phải suy xét cho vị trí bí thư và chủ tịch thành phố Ô Phổ, mà hai vị lãnh đạo đột nhiên hợp ý với nhau, không ngờ lại thống nhất như thế. Dựa theo những gì mà đám thường ủy tỉnh ủy hiểu rõ về hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh, Trử Vận Phong là người làm việc cực kỳ có khí phách, nhiều chuyện căn bản không cho ra dư âm thương lượng, nhổ cây bật gốc. Dù Trử Vận Phong chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh, thế nhưng căn bản khó khi nào cúi đầu với Diệp Thừa Dân. Như vậy chẳng lẽ người cúi đầu là Bí thư Diệp Thừa Dân? Bí thư Diệp là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, sẽ chủ động phối hợp với Chủ tịch Trử sao? Khả năng này là không lớn. Diệp Thừa Dân tuy không còn cách nào khác, thế nhưng trong tay cũng nắm chắc quyền lợi phủ quyết, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu cúi thấp đầu với Trử Vận Phong. Hoặc là đây là kế phá hoại vòng tròn quyền lực của Chủ tịch Trử. Một sự việc chỉ cần có chút manh mối nhỏ thì cũng sẽ làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định, kéo dài rất lâu. Lúc này đã có người thầm suy xét, Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, đối mặt với Trử Vận Phong cũng không dễ dàng gì. Chương 1169, miếng ngon rơi vào miệng. Buổi tối Mạnh Chí Đạo nằm mà căn bản cảm thấy khó thể vỗ giấc, hắn thầm hận chính mình.
chẳng lẽ giống như lời nói của vợ mình chỉ là một người dám nghĩ không dám làm sao? Nhưng hắn đường đường là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đùa giỡn như khỉ. Hắn thật sự bức bối, lại an ủi chính mình, cần gì phải khổ sở cho tổn hại sức khỏe, có lẽ kinh nghiệm như vậy cũng làm cho mình trưởng thành hơn. Hội nghị thường ủy lần này Mạnh Chí Đạo sẽ cùng bảng tranh chấp với vài người, hắn chỉ mong sao hội nghị thường ủy không nói về mình, để cho mình an toàn vượt qua cửa ải đáng xấu hổ này. Vì có tâm sự nên gương mặt Mạnh Chí Đạo căn bản rất âm trầm, đám nhân viên tổ giám sát thường thích nói đùa cũng bày ra gương mặt căng cứng, không dám nói lời nào. Nhưng trạng thái này rơi vào trong mắt Uông Dừng Minh, rơi vào mắt những người luôn quan sát gương mặt của đám nhân viên tổ giám sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, bọn họ lại sinh ra những ý nghĩ khác biệt. Khi đám người này nói ra những gì mình thấy được cho người nhà Uông gia, không khỏi làm cho đám người Uông gia kinh hoàng. Bí thư Mạnh, nếu không thì ngài nghỉ ngơi một chút đi. Tôi nghe nói Lâm Hồ có nhiều món đặc sản, hay là chúng ta đi nếm thử một chút nhé. Một vị tổ trưởng tổ giám sát có quan hệ tốt với Mạnh Chí Đạo chợt dùng giọng đề nghị nói. Mạnh Chí Đạo nào không hiểu rõ tâm tư của đồng sự. Thế nhưng lúc này hắn thật sự không có tâm tư như vậy, hắn uyển chuyển từ chối. Thôi khỏi đi, hai ngày này tôi hơi mệt, không muốn đi đâu cả, các anh cứ tùy tiện ra ngoài đi dạo cho vui. Tuy Mạnh Chí Đạo nói lời thật lòng nhưng không ai dám đi ra ngoài. Dù sao thì Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, khi tỏ ra khó chịu nếu anh làm ra chuyện gì không đúng, căn bản đừng hòng sống yên ổn. Mạnh Chí Đạo rầu rĩ ngồi trong phòng làm việc, hắn bắt đầu chú ý đến hồ sơ vụ án. Lúc này cơ bản đã xác định rõ hành vi hành hung của Uông Kính Đỗ, nhưng còn chưa đủ, vì còn cần có câu trả lời rõ ràng cho hành vi tìm người gánh tội thay cho Uông Kính Đỗ. Nhưng điều tra phương diện này cũng không thích hợp với tổ giám sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mạnh Chí Đạo nhìn thoáng qua dãy số rồi tùy ý nói. Alo, chào anh, tôi là Mạnh Chí Đạo. Bí thư Mạnh, chúc mừng, anh thật sự tiến bộ quá nhanh, bây giờ cũng không để lộ ra chút tin tức nào. Tôi nói cho anh biết, tôi còn chưa đi đến thành phố Ô Phổ của các anh. Nhưng nghe nói nơi đó có khách sạn thiên ngoại thiên tiêu chuẩn 5 sao, tôi phải đến đó làm thịt anh mới được. Một giọng nói vui mừng truyền vào trong tai của Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo nghe giọng nói này và biết đó là một người bạn của mình, hắn cũng biết đối phương thích nói đùa, thế nên cười nói. Anh muốn đến khách sạn thiên ngoại thiên của thành phố Ô Phổ thì tôi không chắc có thể mời được, nhưng nếu ăn sủi cảo ở thành phố Đông Hồng thì dễ dàng mà thôi. Này bí thư Mạnh. Tôi biết anh vừa mới lên chức cần chú ý lực ảnh hưởng, thế nhưng dù anh có chút ý giữ gìn hình tượng của lãnh đạo thành phố, tôi cũng sẽ phải làm thịt anh. Mạnh Chí Đạo nghe thấy người bạn nói như vậy thì căn bản mất kiên nhẫn, hắn nói thẳng. Anh à, tôi có một hội nghị cần tham gia ngay, lát nữa tôi gọi điện thoại lại cho anh. Mạnh Chí Đạo cúp điện thoại và trở nên trầm tư, người bạn lên tiếng làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực, chính mình căn bản không thể tiến lên. Chẳng lẽ đối phương chúc mừng mình vì vẫn còn là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy? Chuyện này thật sự có chút khó khăn, Mạnh Chí Đạo từng nghĩ sẽ hạ thủ lưu tình cho Uông Kính Đỗ, như vậy hắn sẽ có hy vọng tiến lên, thế nhưng sự kiện đã đến tình trạng này, Lục Trạch Lương sẽ đề bạt mình sao? Không căm hận mình là may lắm rồi. Còn bí thư Vương, tất nhiên bí thư Vương sẽ mở miệng cho Mạnh Chí Đạo hắn, thế nhưng vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ căn bản là không tầm thường, đừng nói là bí thư Vương. Cho dù là bí thư Diệp cũng khó nắm bắt được. Tút tút tút. Mạnh Chí Đạo còn chưa kịp làm gì khác thì chuông điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn qua dãy số gọi đến, là một số lạ, hắn trầm ngâm rồi nhận điện thoại. Chào Chủ tịch Mạnh, tôi là Trần Tinh Lược của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Điện thoại vừa nối thông thì một giọng nói hoan hỉ truyền đến. Mạnh Chí Đạo nghe được âm thanh này và biết không phải gọi cho mình. Hắn nào có tâm tư lải nhải với người ta. Hắn nói một câu anh đã gọi lộn số, sau đó cắt điện thoại. Nhưng điện thoại của Mạnh Chí Đạo lại giống như biến thành đường dây nóng. Hắn vừa cúp điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên, nhưng lúc này là một số máy lạ lẫm khác. Mạnh Chí Đạo căn bản cảm thấy rất phiền phức với những số lạ gọi đến vào lúc này. Hắn nhét điện thoại vào trong ngăn kéo, mãi đến khi âm thanh kia dừng lại thì thôi. Nhưng tiếng chuông lại vang lên ngay sau đó. Phải nói là liên tục vang lên không ngừng. Không phải là một người gọi điện thoại đến, Mạnh Chí Đạo nhìn những dãy số gọi đến,
trong đó có không ít người quen. Sau khi một số điện thoại quen thuộc gọi đến thì hắn nghe máy. Chủ tịch Mạnh, điện thoại của ngài thật sự là quá khó liên lạc, tôi gọi điện thoại hơn 10 phút mới được. Điện thoại vừa nối thông thì Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Nam Giang Viên Quảng Duy đã cười nói. Mạnh Chí Đạo và Viên Quảng Duy là bạn học, hắn không khách khí với Viên Quảng Duy mà nói ngay. Viên Mập, anh có phải ăn thịt nhiều quá béo nên nhàm chán muốn giễu cợt tôi không? Tôi nói cho anh biết, đừng dùng cách xưng hô như vậy để trêu đùa tôi, nếu không thì đừng trách tôi nổi nóng. Ôi, anh xem mình kìa, quan lớn thì nóng tính, bây giờ ngài là chủ tịch thành phố, sau đó tiến lên làm bí thư thành phố cũng không là vấn đề. Thôi thì tôi dứt khoát gọi theo kiểu cũ vậy. Xin hỏi bí thư Mạnh tối nay có rảnh không? Tôi chuẩn bị vài ly rượu nhạt ở khách sạn mời anh đến chúc mừng. Viên Quảng Duy cười lớn trêu chọc. Mạnh Chí Đạo căn bản không làm gì được người bạn học cũ của mình, nhưng lúc này lời nói của Viên Quảng Duy lại tác động sâu vào trong đầu của hắn. Chủ tịch, đây là có chuyện gì? Mình sao có liên hệ với hai chữ chủ tịch kia? Mình là một trong những đối tượng được khảo sát làm bí thư thị ủy Ô Phổ, nhưng hắn hiểu rõ điều này có ý nghĩa là gì. Bây giờ sao người ta lại gọi mình là chủ tịch thành phố? Người ta có thể gọi điện thoại lộn số, nhưng Viên Mập thì không thể. Này anh Viên, tôi không có mặt ở Đông Hồng, anh nói xem có chuyện gì xảy ra. Này anh Mạnh, tôi biết rõ gần đây anh thích đùa cho vui, thế nhưng việc này căn bản là ai cũng biết, anh cũng đừng giả vờ như không biết gì. Mạnh Chí Đạo càng nghe càng khó hiểu, cảm thấy như lọt vào sương mù. Hắn tranh thủ thời gian nói. Này anh Viên, tôi giả vờ với ai cũng không giả vờ đùa với anh. Tôi nói cho anh biết, tôi đang đi công tác, còn đang ở thành phố Lâm Hồ, anh nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Anh không biết thật sao? Viên Quảng Duy thật sự rất kinh ngạc, thế mới biết Mạnh Chí Đạo không giống như một người đang giả vờ. Thật sự không biết, có chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, bí thư Mạnh. Tôi thật sự phục anh chưa biết mình đã là quyền chủ tịch thành phố Ô Phổ rồi sao? Điều này căn bản là quá quái dị rồi. Quyền chủ tịch thành phố Ô Phổ, Mạnh Chí Đạo chợt cảm thấy đầu óc nổ ầm lên. Nếu so sánh với vị trí hiện tại, vị trí quyền chủ tịch thành phố Ô Phổ ăn bản là có thể ngộ mà không thể cầu, mặc dù không bằng bí thư thị ủy Ô Phổ, thế nhưng cũng là lãnh đạo đỉnh cấp, ai ném cái mũ này cho hắn? Anh biết chuyện gì xảy ra không? Viên Quảng Duy biết rõ Mạnh Chí Đạo không nói đùa, thế là chợt tỏ ra hào hứng, hắn cười nói. Chuyện này căn bản rất thú vị, thực tế lại đơn giản, đó là hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang đều xem trọng anh, thế nên anh là quyền chủ tịch thành phố Ô Phổ. Đồng thời xem trọng mình, Mạnh Chí Đạo dần hiểu ra vấn đề, mình không tiếp xúc nhiều với hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, bây giờ nhận được sự tán thưởng của hai vị lãnh đạo này, chắc chắn có người đứng đẩy phía sau. Mạnh Chí Đạo đặt điện thoại xuống mà cảm thấy vui mừng, hắn hít vào một hơi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Bí Thư Vương, biểu hiện lòng biết ơn của mình. Nhưng khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại đi, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Hắn nhìn qua dãy số, sau đó nhận điện thoại. Chào anh, tôi là Mạnh Chí Đạo. Ha ha ha, chào Chủ tịch Mạnh, tôi là Khổng Bình Cương, anh đang ở nơi nào vậy? Sau này hai chúng ta sẽ cùng chung gánh, kính mong anh giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Giọng nói này là của Khổng Bình Cương, Mạnh Chí Đạo loại bỏ đi những nghi ngờ của mình, hắn lên tiếng chặn lời. Bí thư Khổng, anh là lãnh đạo thành phố Ô Phổ, sau này anh nên giúp đỡ công tác của tôi mới đúng. Ha ha ha, hai người chúng ta cũng không nên quá khách khí, sau này nên giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công tác là được. Khổng Bình Cương nói vài lời thân cận rồi mới cúp điện thoại. Lục Trạch Lương đi vào trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc đang cúi đầu xem văn kiện. Sau khi thư ký nhắc nhở là trưởng phòng Lục đã đến, Diêu Trung Tắc mới ngẩng đầu buông văn kiện. Trưởng phòng Lục, hôm nay sao lại đến tìm tôi thế này? Diêu Trung Tắc ngồi xuống chiếc ghế salon không cách quá xa Lục Trạch Lương, hắn khẽ cười nói. Lúc này gương mặt Lục Trạch Lương đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh, hắn cười nói với Diêu Trung Tắc. Bí thư Diêu, tôi cảm thấy gần đây công tác huấn luyện trong trường đảng có chút nới lỏng, cần phải siết chặt lại. Đây là phương án của phòng tổ chức, mong ngài phê chỉ thị. Phần văn kiện này căn bản chỉ là công tác theo thông lệ, cũng không cần Lục Trạch Lương tự mình phải đi đến đưa tận tay của Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc sao không hiểu Lục Trạch Lương đưa văn kiện đến chỉ là ngụy trang. Mục đích của Lục Trạch Lương rõ ràng là khác hẳn.
Tuy biết rõ nhưng Diêu Trung Tắc vẫn cười cười nhận lấy văn kiện, hắn nhìn qua một chút rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Lục, tôi rất đồng ý với phương án của phòng tổ chức tỉnh ủy, càng vào thời điểm mấu chốt để phát triển kinh tế thì càng phải tăng cường giáo dục cán bộ, hai tay đều phải nắm, tay nào cũng phải chắc. Diêu Trung Tắc cho chỉ thị cực kỳ có trình độ, càng có vẻ cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc là Lục Trạch Lương đến đây cũng căn bản không có tâm tư thảo luận về văn kiện này với Diêu Trung Tắc. Sau khi cất kỹ văn kiện thì Lục Trạch Lương trầm giọng nói. Bí thư Diêu, tôi cảm thấy có vài người bàn tay quá dài, sao có thể thò tay ăn trong nồi của người khác được. Lục Trạch Lương tuy không nói rõ, thế nhưng hắn tin Diệp Thừa Dân nghe và hiểu. Diêu Trung Tắc tất nhiên biết rõ Lục Trạch Lương đang nói điều gì, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh và ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trạch Lương, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn thầm nghĩ gần đây anh tổn thất nặng mới tìm đến một minh hữu như tôi, nếu biết vậy thì gắng gượng làm gì. Rõ ràng hành vi trước đó của anh là không tôn trọng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, cơ bản cũng không xem tôi ra gì. Diêu Trung Tắc tuy thầm nghĩ như vậy, thế nhưng Lục Trạch Lương đã chủ động đi đến, hắn cũng phải hoan nghênh. Dù sao thì hắn là phó bí thư nắm công tác tổ chức, có thể nắm chắc trưởng phòng tổ chức trong lòng bàn tay, như vậy cũng là xúc tiến lớn với công tác của mình. Có vài đồng chí không quá chú ý vị trí của mình, sau này tôi sẽ phản ánh với bí thư Diệp về vấn đề này. Diêu Trung Tắc lên tiếng, Lục Trạch Lương có hiểu hay không cũng không phải là vấn đề. Lúc này hắn tất nhiên sẽ không thể nào nói tùy ý với Lục Trạch Lương, vì mỗi ngày đều có chuyện, mỗi ngày đều mở miệng. Nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ nói hớ. Có một số việc hắn dù nói như vậy nhưng cũng không làm như thế, cũng có vài lời mặc kệ hoàn cảnh là thế nào thì hắn cũng không nói. Diêu Trung Tắc mặc dù nói rất nghiêm túc thế nhưng thực tế thì có gì khác đâu. Lục Trạch Lương nhìn ánh mắt có chút dao động của Diêu Trung Tắc, hắn cắn răng nói. Bí thư Diêu, tôi căn bản có chút vấn đề ở phương diện khảo sát cán bộ cho đợt điều động lần này. Sau này tôi công tác kính mong bí thư Diêu và tổ chức phê bình nhiều hơn, chỉ thị nhiều hơn. Diêu Trung Tắc nhìn vẻ mặt hổn hển của Lục Trạch Lương, hắn thầm vui mừng. Lục Trạch Lương tuy không dám biểu hiện phản cảm với hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh, thế nhưng ít nhất cũng có ý nghĩ dựa vào mình. Trên quan trường có nhiều chuyện không nói thì không sao, một khi đã nói thì giống như đặt xuống quân cờ vây, đủ hương vị, đủ không gian. Lục Trạch Lương căn bản sợ mất đi quyền lợi nhân sự của mình. Nếu trưởng phòng tổ chức mất đi quyền lợi, như vậy căn bản không cần tiếp tục đảm nhiệm công tác nữa. Lúc này sự việc điều động nhân sự cho thành phố Ô Phổ phát sinh sự kiện bất ngờ, làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Diêu Trung Tắc thật lòng xem thường Lục Trạch Lương thế nhưng ngoài miệng lại cười nói. Trưởng phòng Trạch Lương, anh cứ yên tâm, những gì nên nói thì tôi sẽ nói. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những chuyện của phòng tổ chức các anh. Lục Trạch Lương thở dài một hơi. Mặc dù trước khi đến thì hắn biết mình chỉ cần dựa vào, Diêu Trung Tắc sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, điều này làm cho tâm tình căng cứng của hắn mới thả lỏng một chút. Đối với Lục Trạch Lương thì bây giờ một ngày ba bữa đều không thoải mái. Những chuyện trong hội nghị thường ủy làm cho hắn cảm thấy bức bối, thế nhưng một cuộc điện thoại trưa hôm nay càng làm cho hắn cảm thấy thêm kinh hãi. Là người quen gọi điện thoại đến cho Lục Trạch Lương, vị trí của đối phương không cao. Thế nhưng lại cực kỳ quan trọng. Lục Trạch Lương đã nghĩ nhiều biện pháp mới có được mối quan hệ tốt với người này. Trả giá luôn có hồi báo, Lục Trạch Lương dùng trăm phương ngàn kế nịnh bợ một thời gian, cuối cùng cũng có hồi báo. Mặc dù Lục Trạch Lương không muốn đối phương hồi báo, thế nhưng sớm biết trước vẫn là cực kỳ quan trọng. Tuyến trên đang suy xét điều chỉnh vị trí của Lục Trạch Lương, hắn có khả năng rời khỏi tỉnh Nam Giang. Tuy người kia nói đây chỉ là tin tức vỉa hè không đáng tin. Không nên cho rằng đó là thật, thế nhưng hắn biết rõ quan trường không có lửa thì sao có khói. Tin tức này có 8 phần là thật, thậm chí hắn còn nghĩ ra người cho ra yêu cầu điều động mình là ai. Chương 1170, lớn tiếng. Diệp Thừa Dân, là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân, chỉ khi nào bí thư tỉnh ủy yêu cầu thay đổi vị trí của Lục Trạch Lương, tuyến trên mới coi trọng như vậy. Nói thật thì Lục Trạch Lương căn bản không muốn rời khỏi Nam Giang. Vì hắn công tác lâu năm ở Nam Giang, bản thân đã là một cây đại thụ cực kỳ lớn. Nếu bây giờ điều hắn ra khỏi ao cá Nam Giang, hắn cần phải tổ chức lại quan hệ của mình, tất cả những gì hắn đã gầy dựng xem như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nhưng có một số việc không phát triển theo ý muốn của Lục Trạch Lương, Diệp Thừa Dân là lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang,
ý kiến của Bí thư Diệp căn bản là cực kỳ quan trọng. Nếu Lục Trạch Lương muốn ở lại tỉnh Nam Giang thì phải có vài lời của Bí thư Diệp. Người có lời nói với độ nặng lớn nhất chính là Diệp Thừa Dân, thế nhưng điều này căn bản sẽ không xảy ra. Dù là bây giờ Lục Trạch Lương có đi vào trong vòng tay của Bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân cũng không cho hắn đi theo. Bí thư Diệp đã đưa ý kiến gì rời Lục Trạch Lương cho lãnh đạo thượng cấp, như vậy sẽ tuyệt đối không tự tát chính mình, sẽ không giữ lại Lục Trạch Lương. Ngoài Diệp Thừa Dân thì chỉ còn một người duy nhất giữ Lục Trạch Lương ở lại Nam Giang, đó là Chủ tịch Trử Vận Phong. Lục Trạch Lương tin tưởng cuối cùng Chủ tịch Trử Vận Phong cũng sẽ nói tốt cho mình. Dù sao thì hắn cũng đã đi theo Chủ tịch Trử nhiều năm, không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nể mặt Phật, Chủ tịch Trử dù sao cũng phải giúp đỡ mình một chút. Nhưng nếu chỉ dựa vào Trử Vận Phong thì Lục Trạch Lương vẫn có chút lo lắng, vì vậy hắn lại chuyển ánh mắt lên người Diêu Trung Tắc. Hắn và Diêu Trung Tắc có quan hệ khá tốt, Diêu Trung Tắc lại là phó bí thư nắm khối tổ chức, chỉ cần Diêu Trung Tắc mở miệng nói tốt với hắn, hắn càng nắm chắc cơ hội mình được ở lại Nam Giang. Nhưng đây không phải là lúc nên ngã bài với Diêu Trung Tắc, Lục Trạch Lương nói về chuyện liên quan đến Vương Tử Quân cũng chỉ là nửa thật nửa giả mà thôi. Hắn thật sự có ý kiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn nói ra chủ yếu là xem xét thái độ của Diêu Trung Tắc như thế nào. Biểu hiện của Diêu Trung Tắc làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy thỏa mãn, sau khi kể khổ một lát với Diêu Trung Tắc thì Lục Trạch Lương rời đi. Tuy tất cả phát triển thuận lợi, thế nhưng cảm giác của Lục Trạch Lương vẫn khó thể nào tiêu tan được. Dù sao thì chuyện lần này cũng liên quan đến tương lai của mình, tuy Trử Vận Phong và Diêu Trung Tắc sẽ giúp đỡ Lục Trạch Lương, thế nhưng kết quả cuối cùng là gì thì cũng khó ai ngờ. Càng là những sự kiện khó dự đoán càng làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không gian yên ắng trong phòng, Lục Trạch Lương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Anh, bố của em muốn nói chuyện với anh. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng khi nối thông điện thoại. Lục Trạch Lương tuy chẳng yêu mến người phụ nữ này, thế nhưng lại cực kỳ tôn trọng ông lão được nhắc đến. Năm xưa nếu không phải là người này dẫn dắt, Lục Trạch Lương cũng không có được mức phát triển như hôm nay. Tất nhiên Lục Trạch Lương đi đến bước này cũng căn bản dựa vào sự cố gắng của mình. Trạch Lương, không còn cách nào xử lý sự kiện của Tiểu Đỗ được sao? Giọng nói run rẩy ở đầu dây bên kia làm cho Lục Trạch Lương vốn đang rất buồn bực cũng mềm lòng, dù là thế nào thì ông lão kia cũng là ân nhân của hắn. Lục Trạch Lương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói. Chú à, chuyện này cháu đã cố gắng hết sức rồi, ngài cũng biết Tiểu Đỗ đã làm ra chuyện gì rồi đấy. Sự việc có tính chất quá ác liệt. À, tôi biết rõ, nhưng Tiểu Đỗ còn quá nhỏ, Trạch Lương, tôi là một ông lão nên không còn biện pháp nào khác, chỉ có cậu. Ông lão ở đầu dây bên kia càng nói thì giọng điệu càng yếu ớt. Lục Trạch Lương thở dài một hơi, hắn thật sự rất muốn hỗ trợ, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình căn bản không làm gì được. Vương Tử Quân đã theo sát vụ này, chính mình nếu mở miệng căn bản sẽ ném cán dao vào trong tay đối phương. Chú, nếu có biện pháp thì cháu nhất định sẽ giúp đỡ. Lục Trạch Lương nói đến đây thì tranh thủ thời gian nói. Cháu còn phải đi báo cáo công tác với Bí thư Diệp, cháu sẽ phải đi ngay đây, lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại trả lời chú. Lục Trạch Lương cúp điện thoại và càng nhíu mày thật chặt, hắn căn bản là thúc thủ vô sách với tình huống đang diễn ra. Khi hắn chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình, chợt thấy Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh đi song song với nhau. Vẻ mặt Hoắc Quang Lĩnh rất nghiêm túc, sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Sau khi tôi quay về sẽ cho người đi điều tra thì Đắc Tiêu và Uông Dừng Minh, anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nắm bắt vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tìm Hoắc Quang Lĩnh chính là vì vụ án ở thành phố Lâm Hồ. Lần trước sau khi tiếp xúc trò chuyện với Diệp Thừa Dân, hắn đã biết thành phố Lâm Hồ là nơi trú ẩn của các tập đoàn buôn lậu. Vị bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm đã từng gióng trống khua chiêng điều tra hơn một tháng ở thành phố Lâm Hồ thế nhưng căn bản không cho ra kết quả. Cũng vì nguyên nhân này mà vị lãnh đạo kia cuối cùng không thể không rời khỏi tỉnh Nam Giang. Lúc này nhiệm vụ đả kích các tập đoàn buôn lậu là trọng trách trên vai Vương Tử Quân, nhưng những ngày qua Vương Tử Quân luôn bận rộn vì những chuyện khác, mãi không chú ý, thế nhưng cũng không vì vậy mà cho rằng hắn đã bỏ qua nhiệm vụ trọng đại của mình. Vụ án của Uông Kính Đỗ ở thành phố Lâm Hồ đã cho Vương Tử Quân một ý nghĩ mới, đó là nắm bắt vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ.
vị trí này tuy không phải cao vời trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng lại là vị trí cực kỳ quan trọng của thành phố Lâm Hồ. Nhưng nắm bắt vị trí này cũng không dễ dàng chút nào. Tuy Vương Tử Quân đờ có thể nắm bắt được thì đắc tiêu, thế nhưng hắn lại không nắm chắc có thể đắt người của mình lên vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Tuy Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn có thể tạo nên tác dụng chủ yếu khi điều động vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cục công an thành phố Lâm Hồ và cục công an tỉnh cũng không phải nằm trong lòng bàn tay của hắn. Vương Tử Quân khẽ xoa hai hàng chân mày, hắn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra phải đánh một trận lớn. Mấy giờ rồi? Vương Tử Quân đi ra phòng khách rồi trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ ở bên cạnh. Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói. Bí thư Vương, 9 giờ 25 rồi. Vương Tử Quân nhíu mày dùng giọng tùy ý nói. Chân hồng lỗi này đúng là, lúc nào cũng đến báo cáo. Vương Tử Quân nói rồi đi xuống dưới lầu, khi hắn sắp xuống bên dưới, bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ là Thích Phúc Lai và ủy ban tư pháp thị ủy Vạn Thạch Tắc nhanh chóng đi đến. Thích Phúc Lai thấy Vương Tử Quân thì cười ha hả nói. Bí thư Vương, ngài có thời gian rảnh không? Tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai, hắn cũng nở nụ cười nói. Bí thư Thích, thật sự không khéo, tôi còn có chuyện cần phải giải quyết ngay. Thích Phúc Lai thấy Vương Tử Quân vội vàng xuống lầu, thế là tranh thủ thời gian nói. Vậy thì buổi chiều ngài có rảnh không? Mời Bí thư Vương đến dùng cơm ở nhà khách thành phố Lâm Hồ, xem như chúng thị ủy Lâm Hồ chúng tôi làm kiểm điểm với Bí thư Vương. Vạn Thạch Tắc đứng bên cạnh Thích Phúc Lai, vẻ mặt có vài phần sợ hãi, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có vài phần cầu xin. Vương Tử Quân cười cười nói. Cũng không cần dùng cơm, 4 giờ chiều nay tôi có mặt ở văn phòng. Bí thư Thích, thật sự xấu hổ quá, tôi còn có chút việc, cần phải đi trước. Khi Vương Tử Quân đi xuống dưới lầu thì gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai chợt biến mất, Vạn Thạch Tắc đứng ở bên cạnh lại dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Thích, anh xem bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Hừ, Thích Phúc Lai lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Thạch Tắc, sau đó dùng giọng bức bối nói. Chúng ta đi đến chỗ của Chủ tịch Kim ngồi một lát. Bí thư Thích, chuyện này tôi cảm thấy nên báo cáo với Chủ tịch Trử một tiếng, chỉ cần Chủ tịch Trử mở miệng, cho dù họ Vương kia. Vạn Thạch Tắc đưa mắt nhìn bốn phía, giọng nói hạ xuống rất nhiều. Thích Phúc Lai dùng giọng khó chịu cắt ngang lời Vạn Thạch Tắc. Tìm Chủ tịch Trử sao? Anh có phải cảm thấy ồn ào như vậy là chưa đủ? Nếu bây giờ để cho Chủ tịch Trử xuất hiện nói tốt cho chúng ta, tôi thấy anh rõ ràng là điên rồi. Tuy ngoài miệng mắng chửi người thế nhưng Thích Phúc Lai nhắc đến Trử Vận Phong thì giọng nói tràn đầy tôn kính. Vạn Thạch Tắc không lên tiếng. Hắn biết rõ lúc này tâm tình của Thích Phúc Lai là không tốt. Tuy hắn cũng cảm thấy căn bản không thoải mái, thế nhưng lúc này còn chưa đến lượt hắn phát tiết, dù sao thì Vạn Thạch Tắc cũng là bí thư thị ủy, hắn chỉ là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy mà thôi. Hừ, bí thư Vạn, tôi cũng không hiểu anh làm như thế nào mà để xảy ra sự kiện này. Bây giờ thì quá tốt rồi, thì đắc tiêu bị người của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa đi, anh nói xem, tôi còn thể diện gì nữa đây? Thích Phúc Lai nhẫn nhịn áp chế cơn giận, hắn dùng giọng hổn hển oán giận nói. Vạn Thạch Tắc có chút căm tức, trong ấn tượng của hắn thì Thích Phúc Lai vĩnh viễn là người bảo trì an phận, mặt mũi hiền lành, bình dị gần gũi. Nhưng khi tức giận thì bản tính lộ ra, mặc kệ là người có cao lớn như thế nào thì giọng nói cũng phải vượt qua đầu, lớn tiếng nhất. Nhưng việc này có thể trách tôi sao? Bình thường anh coi thì đắc tiêu như bảo bối, cực kỳ sủng ái. Vị cục trưởng cục công an kia có coi tôi ra gì không? Khi không có chuyện gì thì yêu cầu tôi không được trói buộc, khi có chuyện không may thì coi tôi là nơi trút giận. Vạn Thạch Tắc tuy cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể xoa xoa tay nhìn Thích Phúc Lai, bộ dạng như tiếp nhận lời dạy bảo của lãnh đạo. Cũng may Thích Phúc Lai căn bản cũng hiểu chuyện này không trách được Vạn Thạch Tắc, sau khi nổi nóng thì trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đến tìm Chủ tịch Kim. Tranh thủ sự giúp đỡ của Chủ tịch Kim. Tuy thì đắc tiêu bị giam giữ, thế nhưng vị trí cục trưởng cục công an không thể ném đi được. Vương Tử Quân ngồi lên xe, trong đầu là gương mặt Thích Phúc Lai, hắn biết rõ Thích Phúc Lai đến tìm mình làm gì. Khi sự kiện Uông Kính Đỗ đã được điều tra rõ ràng, thì đắc tiêu và Uông Dừng Minh đã bị xử song quy. Hai người kia bị xử song quy làm cho quan trường thành phố Lâm Hồ bùng sóng, đưa đến những chấn động không nhỏ.
dù sao cục trưởng cục công an và trưởng phòng tài chính cũng không phải là vị trí bình thường, hai người này bị xử xong quy làm cho nhiều người cảm thấy hoảng loạn. Hai người kia chạy đến tỉnh thành tìm mình, nói là có chuyện cần báo cáo, còn không bằng nói rằng đến làm kiểm điểm vì vụ án của Uông Kính Đỗ. Nhưng Vương Tử Quân là người đã quyết định nắm vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ trong tay mình, hắn nào có thể để cho đối phương nhổ ra chút nước bọt lấy đi kết quả mình mong muốn. Vương Tử Quân gửi hy vọng rất lớn vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy để xử lý tình huống buôn lậu ở thành phố Lâm Hồ, nhưng tin tức truyền đến từ Ủy ban Kỷ luật lại làm hắn cảm thấy rất đau đầu, rằng thì Đắc Tiêu là một phiên bản của Hà Duyên Cường. Người này căn bản chỉ nói về những gì liên quan đến Uông Kính Đỗ, có gì nói đó, căn bản không nói gì thêm, không nói đến những chuyện khác. Càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng cảm thấy sự việc không đơn giản, càng tăng ý nghĩ phái người đến thành phố Lâm Hồ. Chỉ là phái người đi đến thành phố Lâm Hồ cũng không phải đơn giản, cần phải chọn người phù hợp, hơn nữa là làm sao để cho người của mình được đi xuống thuận lợi. Bí thư Vương, đã đến nơi rồi. Du Giang Vĩ chờ xe dừng lại 5 phút thì dùng giọng cẩn thận nhắc nhở. Vương Tử Quân đang ở trong trạng thái trầm tư suy nghĩ chợt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy bảng hiệu khu sinh thái rất lớn trước mặt, thế là cười hỏi Du Giang Vĩ. Chúng ta đến được bao lâu rồi? Bí thư Vương, đã đến được 5 phút rồi. Du Giang Vĩ vừa mở cửa xe cho Vương Tử Quân vừa cười nói. 5 phút, đây không phải là mình đến muộn rồi sao? Vương Tử Quân lắc đầu, hắn nói với Du Giang Vĩ. Khi về tôi sẽ đi xe của bọn họ, các cậu cứ đi đi. Tuy Du Giang Vĩ rất muốn đi cùng Vương Tử Quân vào bên trong, thế nhưng trường hợp này cũng không thích hợp với hắn. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đi vào trong khu du lịch sinh thái như sao băng, lúc này mới ngồi vào trong xe nói với lái xe Tiểu Trần. Tìm một nơi nào đó ở gần đây, chúng ta chờ lãnh đạo. Anh Du, Bí thư Vương đang bận rộn gì vậy? Tiểu Trần vừa lái xe vừa khẽ hỏi. Du Giang Vĩ biết rõ vì sao Vương Tử Quân đến nơi nào, thế nhưng hắn không trả lời. Hắn nhìn về phía Tiểu Trần, ánh mắt có chút nghiêm khắc. Khi Du Giang Vĩ càng được Vương Tử Quân sủng ái, lái xe Tiểu Trần càng cung kính với hắn. Tiểu Trần thấy Du Giang Vĩ ngậm miệng không nói thì cười lên tiếng. Tôi đã quên mất, vừa rồi rõ ràng là lắm mồm. Ừ, vị trí của cậu không giống bình thường, sau này nên chú ý thì tốt hơn. Du Giang Vĩ nhìn bộ dạng đã hiểu ra vấn đề của Tiểu Trần, lúc này mới nói. Nhà trẻ tổ chức hoạt động dã ngoại, Bí thư Vương làm phụ huynh phải tham gia. Khi Vương Tử Quân đang chạy không kịp thở về phía khu vực nhà trẻ đặt đại bản doanh, Tiểu Bảo Nhi đang cầm một cái sọt đi nhặt cành cây. Dùng kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân ở nông thôn để phán đoán, rõ ràng đám trẻ được phân làm nhiều nhóm để đi nhặt củi, tuyệt đối phải có người chuẩn bị trước thì hay hơn. Nhưng đám trẻ đáng yêu cũng không biết chuyện, chúng làm việc rất vui vẻ, nhiệt liệt. Phụ huynh đi theo cũng nhóm lửa rửa rau, tình cảnh náo nhiệt. Khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Tiểu Bảo Nhi, lúc này Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nhìn bố, cũng không tiếp tục quan tâm đến bố mà vác lấy cái sọt đi nhặt nhạnh cành cây. Vương Tử Quân biết lần này mình đến muộn, hắn nở nụ cười đến bên cạnh con trai, sau đó cẩn thận nói. Con trai, bố xin lỗi nhé, nãy có chút chuyện nên đến chậm. Không nên tìm lý do cho sai lầm của mình. Vì sao lại không chịu nhận sai? Vì sao phụ huynh của các bạn khác đều không đến chậm, nhưng bố lại đến muộn? Hình như vì bố đến muộn mà Tiểu Bảo Nhi rất mất mặt, thế cho nên vừa đặt cái sọt xuống thì đã khóc như mưa. Chương 1171, buông tay cũng yêu. Vương Tử Quân thấy con trai khóc thì trở nên luống cuống, hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống chịu tội với con trai. Tiểu Bảo Nhi, bố rõ ràng là không tốt. Về nhà bố sẽ làm ngựa cho con cưỡi 10 vòng nhé. Vương Tử Quân nói lời sắt son đảm bảo mới làm cho Tiểu Bảo Nhi trở nên vui vẻ, nó liếc mắt nhìn Vương Tử Quân rồi mới nói. Vậy thì được, con sẽ tha thứ cho bố một lần. Cô giáo của chúng con nói, phụ huynh đến muộn phải phụ trách nhóm lửa, bố phải làm cho tốt, con sẽ nhìn xem biểu hiện của bố thế nào. Nhóm lửa. Vương Tử Quân đã sớm không còn nhớ nổi lần trước mình nhóm lửa là khi nào. Hắn nhìn bộ dạng của con mình giống hệt như người lớn, nó đang chống tay lên eo nhìn mình, thế là không khỏi không gật đầu xưng vâng. Lần này nhà trẻ tổ chức hoạt động dã ngoại, bố mẹ phải có một người đến. Mạc Tiểu Bắc vì Mạc lão gia tử có chút không thoải mái nên đã bay về thủ đô, vì vậy sự việc này rơi vào trong tay Vương Tử Quân.
Vốn Vương Tử Quân cũng không đến trễ, nhưng Trần Hồng Lỗi đến báo cáo công tác làm cho hắn trễ nãi thời gian. Dược, bố nhận lệnh đi nhóm lửa, nói cho con biết, bố nhóm lửa rất tốt đấy nhé. Vương Tử Quân cười hì hì vỗ lên gương mặt của Tiểu Bảo Nhi rồi nói. Vương Bắc Thần, mau đến xem, tôi nhặt được một cây nấm rất lớn. Một cô bé mặc váy trông như một tiểu công chúa hưng phấn chạy đến nói. Tiểu Bảo Nhi vốn đang quệt mồm nhưng thấy cô gái bên kia giơ cái nấm lên thì nhanh chóng vác sọt chạy đến. Nó vừa chạy vừa nói. Mau cho mình xem, mình biết rõ nấm gì có thể ăn được, nấm gì có độc đấy nhé. Vương Tử Quân nhìn con trai cùng bạn học vui vẻ xem xét cây nấm, hắn không khỏi nở nụ cười. Nhưng cô bé kia lại làm cho Vương Tử Quân nhớ đến một đứa con của mình, nhưng bây giờ hắn đã lâu chưa được gặp mặt con. Khi vị trí ngày càng lên cao thì tự do của Vương Tử Quân cũng ngày càng ít, mặc dù nhóm Tần Hồng Cẩm không nói gì thêm, thế nhưng thật lòng thì hắn cảm thấy rất áy náy. Anh bạn, không nên đốt lửa như vậy. Vương Tử Quân đi vào vị trí nhóm lửa, hắn thấy một người đàn ông đang quỳ lên mặt đất, đang liên tục thổi hơi vào một cái hố đen bốc khói. Nhưng lửa không bốc lên, khói đen lại cuồn cuộn, căn bản không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Vương Tử Quân tiến lên vỗ vai người đàn ông kia, người nọ quay đầu nhìn. Vương Tử Quân thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, gương mặt đối phương đã giống như một diễn viên hài. Hắn nở nụ cười, nhìn kỹ lại thì thấy đó là Chử Ngôn Huy. Chử Ngôn Huy rõ ràng cũng không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở nơi này, hắn lau bụi bặm trên mặt rồi cười nói. Bí thư Vương, ngài cũng tự mình đến sao? Không đến không được, muốn con hay chứ phải yêu lấy thầy. Vương Tử Quân nhìn Chử Ngôn Huy đang nhóm lửa trên mặt đất, hắn không nhịn được cười nói. Ngôn Huy, gương mặt anh thật sự rất đặc sắc. Chử Ngôn Huy cũng không lên tiếng nói gì về vấn đề này, hắn cười lớn nói. Bí thư Vương, đây là lần đầu tiên tôi nhóm lửa, nói thật thì hoạt động nấu cơm đã ngoại của nhà trẻ là rất tốt, để cho bọn trẻ tiếp cận thiên nhiên, rất có lợi. Vương Tử Quân căn bản rất đồng ý với lời nói của Chử Ngôn Huy, hắn rút bớt củi ra, vừa cười vừa nói. Người phải thành thật, lửa cần không gian, anh nhóm lửa như vậy thì không có không gian, khói căn bản sẽ làm tắt lửa ngay. Ôi, tôi đến muộn, theo quy định của giáo viên thì phải đi phụ trách nhóm lửa, vừa nhận được trọng lệnh thì tôi căn bản là cực kỳ bất đắc dĩ. Chử Ngôn Huy nhìn Vương Tử Quân thuần thục thổi vào đống củi, ngọn lửa hồng xuất hiện bừng bừng. Chử Ngôn Huy thấy Vương Tử Quân nhanh chóng xử lý làm cho lửa cháy rất đẹp, thế là dùng giọng chân thành và nịnh nọt nói. Bí thư Vương, ngài giống như rất quen thuộc nghiệp vụ này, có phải thường xuyên đi ăn thịt nướng không? Cũng không phải, trước kia tôi có công tác ở nông thôn, thế nên tương đối quen thuộc nghiệp vụ này. Vương Tử Quân vừa khẽ thổi lửa vừa thuận miệng nói. Chử Ngôn Huy cười cười nói. Bí thư Vương, nếu so sánh với ngài thì kinh nghiệm sống của tôi có vẻ tẻ nhạt hơn nhiều. Khi hai người Vương Tử Quân và Chử Ngôn Huy đang nhóm lửa, Triệu Tịnh Yên và vài cô giáo khác đã đi đến, sau lưng còn có một nhóm phụ nữ khác ăn mặc giống như đang có cuộc thi sắc đẹp. Những người phụ nữ kia đi bên cạnh các thầy cô giáo, phụ huynh thì trước nay luôn muốn làm tốt quan hệ với thầy cô, để cho con cháu mình nhận được ưu đãi ở nhà trường, thế cho nên người nào cũng tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, liên tục có tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Tịnh Yên đi trong đám người, nàng thành thạo đẩy xe rồi dặn dò những người chung quanh. Mục đích của công tác nấu cơm dã ngoại hôm nay chính là rèn luyện cho bọn trẻ năng lực làm việc nhóm, cũng để cho chúng tự trải nghiệm thành quả lao động của mình. Lúc này chúng ta đã xử lý tất cả những thứ nguy hiểm, tất cả mọi thứ còn lại giao cho bọn trẻ, mong mọi người nhớ kỹ lời tôi, buông tay cũng là yêu, không cho phép ai giúp đỡ đứa trẻ nào hết. Khi Triệu Tịnh Yên đi trong đám người thì thấy Vương Tử Quân đang nhóm lửa. Nàng đã biết được thân phận của Vương Tử Quân, nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Tử Quân mặc tây trang nhóm lửa dưới đất, nàng cảm thấy có chút chói mắt, giống như chính mình là kẻ vô nhân đạo, làm tổn thương uy nghiêm của một vị lãnh đạo. Triệu Tịnh Yên cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng không khỏi có chút đắc ý. Nàng thầm nghĩ ngài là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng không thể không theo sự chỉ huy của tôi. Nhưng Triệu Tịnh Yên nghĩ đến những sắp xếp của hiệu trưởng, thế là cảm giác đắc ý giảm đi vài phần. Nàng lập tức giao xe cho một cô giáo bên cạnh. Tôi đi gọi điện thoại cái đã. Vì tổ chức rất tốt, hơn nữa phụ huynh và học sinh cũng rất nhiệt tình với hoạt động dã ngoại lần này, thế nên chỉ sau nửa giờ thì mùi hương đã bừng bừng trong không khí. Tiểu Bảo Nhi cầm lấy một cái khay đi đến,
hai tay nâng khay đưa món khoai nướng cho Vương Tử Quân, điều này không khỏi làm cho Bí Thư Vương sinh ra cảm giác xúc động. Lần này đại đa số phụ huynh là mẹ, chỉ có Vương Tử Quân và Trử Ngôn Huy là vài người đàn ông duy nhất, vì vậy bọn họ phải cơ bản nhận nhiệm vụ quan trọng nhất. Chẳng qua nam nữ bất đồng nhưng đối mặt với những thứ con mình đưa đến, đám phụ huynh vẫn rất kích động, có nhiều người mẹ đã bật khóc. Bí Thư Vương, thật sự có chút cảm khái. Trử Ngôn Huy cầm một củ khoai nướng trong tay, củ khoai trong tay hắn còn nướng kém hơn của Vương Tử Quân vài phần, hắn là người thích giữ hình tượng nhưng cũng đã ăn được hơn phân nửa củ khoai, cũng không có cảm giác gì khác lạ. Chương 1172, làm việc có cơ hội, việc có khả năng thì có chức vụ, làm tốt thì có địa vị. Có một việc mà mọi người tâm linh tương thông, nói đến chuyện con cái nhà mình thì tất cả mọi người sẽ trở nên cực kỳ hòa ái có tình có nghĩa. Tất cả những hành vi dù là nhỏ của con cái cũng làm cho bậc làm cha mẹ cảm động. Vương Tử Quân cũng là như thế, nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ đưa đến món khoai nướng, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ lây. Hắn say sưa thưởng thức rồi cười nói. Hôm nay hoạt động này làm cho người ta thật sự cảm khái, đúng là cảm ơn giáo dục. Đúng rồi Ngôn Huy, những tình huống thế này anh nên gọi tôi là Tử Quân thì hay hơn, gọi tôi là Bí Thư Vương thì cũng có chút khách khí. Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Trử Ngôn Huy cũng không khách khí, khi bọn trẻ tiếp tục nấu nướng, hắn lấy chai nước khoáng ra uống một ngụm, sau đó mới nói. Anh Tử Quân, nói thật thì tôi cảm thấy anh là một lãnh đạo cực kỳ ưu tú. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Ngôn Huy, nếu anh muốn tâng bốc thì về nhà tìm Chủ tịch Trử, tôi nghĩ Chủ tịch Trử tuy có địa vị cao vời, thế nhưng nghe con trai khen ngợi như vậy thì chắc chắn cũng rất vui. Tôi cũng không phải là nịnh nọt tâng bốc anh. Trử Ngôn Huy nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười. Bố tôi tuy rất biết cách làm việc, thế nhưng lại tồn tại nhiều thiếu hụt khi công tác, nếu không dựa vào năng lực của ông ấy, vị trí chủ tịch tỉnh đã sớm thay đổi rồi. Vương Tử Quân căn bản cũng không thấy lời nói của Trử Ngôn Huy là sai. Tuy hắn có nhiều lần không cùng ý kiến với chủ tịch Trử ở nhiều sự việc, thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Trử Vận Phong là người cực kỳ có năng lực. Các cụ thường nói thế giới này là của chúng ta, cũng là của bọn chúng, xét cho cùng thì vẫn là thuộc về bọn chúng mới đúng. Trử Ngôn Huy ngẩng đầu nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đùa rồi khẽ lẩm bẩm. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy rất quen thuộc với những lời này của Trử Ngôn Huy, thế nhưng hắn lại không hiểu lúc này Trử Ngôn Huy nói như vậy là có ý gì. Nhưng hắn cũng không vội vàng, hắn tin tưởng Trử Ngôn Huy chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết những nỗi băn khoăn của mình. Bí Thư Vương, anh biết vì sao bố tôi không thể trở thành bí thư tỉnh ủy được không? Vì ông ấy đắc tội với quá nhiều người, mặc kệ là anh có làm được việc hay không, có đôi khi anh là người thành tích hiển hách nhưng đắc tội với quá nhiều người thì cũng xem như là tiếc nuối mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chán nản tinh thần của Trử Ngôn Huy, hắn chợt cười nói. Ngôn Huy, anh chỉ thấy được một phương diện đắc tội với người của Chủ tịch Vận Phong, anh còn chưa thấy được những mặt khác. Có đôi khi kiên trì nguyên tắc cũng không phải là chuyện xấu, nếu như cứ là người ba phải, chỉ sợ Chủ tịch Trử sẽ không đi đến vị trí hôm nay. Dù thế nào thì đảng cũng có cơ chế của riêng mình, nếu làm được việc thì có cơ hội, làm được việc có khả năng thì có chức vụ, làm tốt công tác thì có địa vị, điều này là chân lý ở khắp mọi nơi. Trử Ngôn Huy không nói gì thêm, Vương Tử Quân cũng trầm mặc. Chào Bí Thư Vương, tôi là Trương Mẫn hiệu trưởng nhà trẻ. Một người phụ nữ trung niên chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, nàng khẽ giới thiệu về mình, người đứng bên cạnh nàng chính là Triệu Tịnh Yên. Trương Mẫn. Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với người phụ nữ trung niên này, thế nhưng nhìn Triệu Tịnh Yên ở bên cạnh, hắn giống như hiểu cái gì đó, thế là hắn cười cười nói với đối phương. Chào chị. Bí Thư Vương, hiệu trưởng Viên đặc biệt đến xem xét tình huống chúng tôi tổ chức nấu cơm dã ngoại cho học sinh, chị ấy nghe nói. Nghe nói, Triệu Tịnh Yên dù sao cũng chỉ là một giáo viên vĩ đại, nàng không phải là một diễn viên vĩ đại, thế cho nên rơi vào tình huống này nhanh chóng mất bình tĩnh. Vương Tử Quân căn bản không chọc phá những trò thế này, hắn mỉm cười nhìn Trương Mẫn, chờ đối phương lên tiếng. Bí Thư Vương, vài ngày trước tôi được phái đến đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng, sau này kính mong Bí Thư Vương phê bình nhiều hơn. Nếu so với Triệu Tịnh Yên thì Trương Mẫn căn bản là trưởng thành hơn. Nàng khẽ duỗi hai tay ra dùng giọng cung kính nói. Nếu so với Triệu Tịnh Yên thì Vương Tử Quân căn bản cũng không thích Trương Mẫn, chủ yếu là người phụ nữ này có quá nhiều khí chất của con buôn.
nhưng hắn chẳng những là bí thư ủy ban tư pháp, hắn còn là một người cha, thế cho nên vẫn tươi cười bắt tay với hiệu trưởng Trương. Hiệu trưởng Trương, tôi không chủ quản giáo dục, căn bản không nghiên cứu gì với phương diện giáo dục, nói đến giáo dục thì các chị là chuyên gia, tôi cũng không dám múa dìu qua mắt thợ. Vương Tử Quân cười cười nói. Trương Mẫn mỉm cười nói với Vương Tử Quân về vài sự kiện giáo dục, vài phương diện dạy bảo học sinh, cuối cùng mới nói ra mục đích của mình. Thì ra phía phòng giáo dục có một quỹ giáo dục, nhà trẻ rất hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ quỹ này. Thế nhưng không dễ dàng nắm bắt được quỹ này, vì vậy hiệu trưởng Trương hy vọng bí thư Vương duỗi tay viện trợ, giúp đỡ một chút. Vương Tử Quân căn bản cũng không phản đối với phương diện hỗ trợ giáo dục, quỹ giáo dục cho nhà trường nào, học sinh nào được lợi thì cũng không đáng trách. Vì để cho hiệu trưởng Trương yên tâm, Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nói. Tôi sẽ phản ánh tình huống của nhà trẻ cho sở giáo dục, để bọn họ tự tay làm chủ. Trương Mẫn nhanh chóng nói ra những lời cảm kích, dù có tranh thủ được hay không cũng cảm ơn Vương Tử Quân đã ra mặt. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ tin tưởng, chỉ cần Vương Tử Quân gọi điện thoại thì có ai mà không đồng ý. Vương Tử Quân nhanh chóng nối thông điện thoại. Khi số điện thoại của Vương Tử Quân xuất hiện trên màn hình điện thoại của vị giám đốc sở giáo dục kia, đối phương tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân nói vài câu chuyện phiếm với vị giám đốc sở giám đốc, sau đó khẽ nói về tình hình của nhà trẻ bên này. Hắn cũng không nói về phương diện quỹ giáo dục, nhưng hắn tin tưởng đối phương bên kia hiểu được ý mình. Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã giúp đỡ sự nghiệp giáo dục của nhà trẻ chúng tôi đại biểu cho toàn thể công nhân viên của nhà trẻ cảm tạ ngài. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói rõ về quỹ giáo dục, thế nhưng Trương Mẫn đã nhìn ra vấn đề, chuyện này trên cơ bản đã được thông qua. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm, Trương Mẫn thấy gương mặt lãnh đạm của Vương Tử Quân, cũng biết điều mà rời đi. Bí thư Vương, nếu tôi đoán không sai thì hoạt động lần này căn bản là chuẩn bị vì ngài. Chử Ngôn Huy luôn đứng bên cạnh, khi Trương Mẫn đi thì mới dùng giọng trêu chọc nói. Vương Tử Quân cũng nghĩ đến điều này. Nhưng hắn lại cười nói. Có lẽ là trùng hợp mà thôi. Sau đó Vương Tử Quân và Chử Ngôn Huy cũng không nói đến chuyện trong quan trường, hai người bắt đầu nói trời đất giống như hai người bạn lâu năm. Chử Ngôn Huy căn bản là người có học thức uyên bác, rất nhiều chuyện phát ra khỏi miệng hắn làm cho người ta cảm thấy ý nghĩ của mình tươi mới, khám phá được nhiều thứ hơn. Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, đại quân bắt đầu thu dọn rác rưởi, tiếng ca vui vẻ vang lên. Nhóm người rời khỏi doanh trại dã ngoại. Vương Tử Quân cũng không ngồi lên chiếc xe 30 chỗ của nhà trẻ, hắn leo lên chiếc Audi của mình. Cũng không phải là hắn chế tác đặc thù cho mình, căn bản là hắn phát hiện ánh mắt của những phụ huynh khác nhìn về mình đã có chút khác thường. Dù sao thì tình huống nói chuyện với Trương Mẫn cũng đã được vài người nghe thấy. So sánh với Vương Tử Quân thì Chử Ngôn Huy vẫn leo lên chiếc Santana của mình. Nhưng khi rời đi hắn cũng không quên mời Vương Tử Quân khi nào rảnh rồi thì đi uống trà. Vương Tử Quân ngồi lên xe lại càng khắc sâu ấn tượng về Chử Ngôn Huy, hắn càng có thêm vài phần nghi ngờ với vị đại công tử đệ nhất tỉnh Nam Giang. Đối phương khuyên mình không nên đắc tội với nhiều người, phải có ý nghĩ riêng biệt, như Chử Ngôn Huy đang chỉ đến ai. Khi mà thì đắc tiêu của thành phố Lâm Hồ bị xử xong quy, có phải là những người kia đã ngồi không yên rồi không? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục suy nghĩ theo hướng này nữa. Đối với Chử Ngôn Huy thì hắn cần phải tiếp tục quan sát, hắn cảm thấy bây giờ việc mà mình cần chú ý nhất chính là vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn cần phải là người lãnh đạo của khối tư pháp toàn tỉnh, nhưng nếu hắn muốn chứng thực ý đồ của mình với vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, điều này căn bản không là dễ dàng. Dù là cục công an tỉnh hay phía thị ủy Lâm Hồ đều không nằm trong lòng bàn tay của hắn, nếu như hắn muốn quán triệt ý chỉ của mình, thật sự phải có một trận đánh lớn ác liệt. Nếu như hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, như vậy sự việc này còn làm khó được hắn sao? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ khác biệt, Vương Tử Quân nói với Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, cậu liên lạc với Khuất Chấn Hưng, xem hôm nay bí thư Diệp có thời gian rảnh không? Du Giang Vĩ lấy điện thoại ra gọi nói vài câu, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, trưởng phòng Khuất nói 9 giờ tối nay bí thư Diệp ở ô khách sạn chờ ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trong đầu nghĩ đến tình huống khi mình gặp mặt Diệp Thừa Dân thì nên nói những gì. Mặc dù hắn có 8 phần nắm chắc rằng Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình ở phương diện này,
thế nhưng phải làm sao để cho Diệp Thừa Dân phải dốc toàn lực giúp đỡ, đây chính là khiêu chiến lớn của Vương Tử Quân. Nhưng trước khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân phải gặp mặt nhóm người Thích Phúc Lai, hắn cần phải xem đám người kia muốn nói cái gì. 3 giờ 50 phút chiều, Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng dù Giang Vĩ cũng không cho bọn họ trực tiếp đi vào, hắn dựa theo chỉ thị trước đó của Vương Tử Quân, để cho bọn họ chờ đến đúng 4 giờ mới đưa vào trong phòng của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, lần này chúng tôi không làm tốt công tác, chúng tôi thật sự không ngờ thì Đắc Tiêu và Uông Dừng Minh lại to gan lớn mật như vậy, lại làm ra sự kiện như thế. Đây là chúng tôi công tác sai lầm, mong ngài phê bình. Thích Phúc Lai vừa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì dùng giọng kiểm điểm nói. Vạn Thạch Tắc thấy Thích Phúc Lai làm kiểm điểm thì cũng lên tiếng chặn lời. Bí Thư Vương, đây là tôi không làm tốt công tác của mình mà tạo nên hậu quả xấu, bản thân tôi xin gánh trách nhiệm trước lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân nhìn hai người luôn mồm muốn gánh trách nhiệm trước mặt, hắn khẽ cau mày. Hai người này muốn làm kiểm điểm với hắn, cũng không phải là thích bị phê bình, chỉ là muốn nhân cơ hội bị phê bình để nắm quyền chủ động vào trong tay. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Hai vị muốn làm kiểm điểm thì cũng không phải đến chỗ của tôi, phòng làm việc của Bí Thư Diệp ở phía bên kia, các anh cứ trực tiếp qua đấy là được. Vương Tử Quân nói rồi vỗ mạnh lên mặt bàn nói. Các anh nhìn xem, thành phố Lâm Hồ đã xảy ra chuyện gì. Những chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, như vậy cả tỉnh sẽ bị người ta bêu dếu. Thích Phúc Lai không ngờ mình vừa đi vào đã bị Vương Tử Quân phê bình nghiêm khắc như vậy. Hắn là Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ, hắn căn bản không kém hơn vị phó chủ tịch tỉnh nào khác, trước nay căn bản chưa từng bị người nào phê bình ngoài chủ tịch Trử Vận Phong. Lúc này Thích Phúc Lai đến nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân, căn bản là chỉ muốn bày trò mà thôi, chỉ cần hắn được nhận kiểm điểm, Bí Thư Vương sẽ vung tay xử lý qua loa cho xong. Không ngờ đối phương căn bản không buông tha, trực tiếp phê bình hắn. Hắn xem mình là ai? Thích Phúc Lai cảm thấy rất không cam lòng. Một cảm giác tức giận bùng lên, thế nhưng quan lớn đè chết người, hắn vừa mới nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân, bây giờ căn bản không dám quá cứng nhắc. Thế cho nên hắn chỉ có thể áp chế cảm giác tức giận vào trong lòng mà thôi. Vạn Thạch Tắc ở bên cạnh thành thật lắng nghe, hắn là Bí Thư ủy Ban Tư pháp Thị ủy Lâm Hồ, nào dám cãi lại lời Vương Tử Quân. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút oan ức, chính mình không biết không làm gì, thế nhưng khi phê bình lại không thiếu mặt mình. Vương Tử Quân tiến hành phê bình công tác của thành phố Lâm Hồ, sau đó hắn nhìn về phía Thích Phúc Lai rồi nói. Bí Thư Thích, theo những gì mà tổ điều tra đưa về, người bị hại đã từng có đơn tố cáo với cấp ủy chính quyền địa phương, vì sao các anh không có phản hồi? Thích Phúc Lai cảm thấy đầu mình vã đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau, chỉ có thể trầm giọng nói. Bí Thư Vương, thật sự chúng tôi không đủ coi trọng sự việc này, khi đó tôi chỉ là cho Cục Công an tiến hành điều tra. Không ngờ thì Đắc Tiêu cũng có liên quan. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí Thư Thích, chuyện này là trách nhiệm của ai thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy sẽ điều tra và cho ra kết luận cụ thể. Còn các anh là ai phải gánh trách nhiệm, đợi đến khi Ủy ban Kỷ luật cho ra kết quả điều tra rồi nói sau. Sau khi làm kiểm điểm thêm một lần nữa thì Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này trán của Vạn Thạch Tắc đã vã đầy mồ hôi. Sau khi đi đến hành lang thì hắn mới khẽ nói với Thích Phúc Lai. Bí Thư Thích, xem ra chuyện này Bí Thư Vương căn bản cũng không muốn cho qua. Lúc này áo sơ mi trắng cũng dính lên người Thích Phúc Lai, thế nhưng gương mặt của hắn lại mang theo vài phần dữ tợn. Còn chưa xong thì thế nào? Nhiều lắm là chúng ta tự nhận có sai lầm trong công tác, có phê bình thì tôi tiếp nhận. Bí Thư Thích, tôi không phải có ý như vậy, chủ yếu là trách nhiệm của tôi. Cho dù tôi bị miễn chức cũng không liên lụy đến ngài. Vạn Thạch Tắc do dự một lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Thích Phúc Lai. Chương 1173, vài người thổn thức vài người vui, mệnh tôi do tôi không phải do trời. Gương mặt Thích Phúc Lai có vẻ ấm hơn một chút, hắn vỗ vỗ vai của Vạn Thạch Tắc rồi dùng giọng nặng nề nói. Không có chuyện gì, anh đừng để trong lòng. Lúc này việc cấp bách cũng không phải là ai gánh trách nhiệm, mà là ai đến tiếp quản vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố. Sau khi trở về thì anh cẩn thận tính toán nhân tuyển, tuyệt đối không thể cho ra một tên khốn kiếp giống như thì Đắc Tiêu.
Vạn Thạch Tắc rõ ràng không ngờ một câu nghĩ một đằng nói một nẻo của mình lại nhận được ưu đãi lớn từ Thích Phúc Lai, hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Thích, tôi chỉ làm công tác sàng lọc mà thôi, cuối cùng còn phải nhờ đến ngài lựa chọn. Thích Phúc Lai cũng không nói lời nào, chỉ cười cười với Vạn Thạch Tắc, sau đó đi lên lầu, vẻ mặt hắn có chút tự tin làm cho Vạn Thạch Tắc có chút căm tức. Hắn cảm thấy Thích Phúc Lai cười chủ yếu là cho mình xem, muốn nói cho mình biết, nếu không có cái gật đầu của Thích Phúc Lai, căn bản dù mình làm thế nào cũng toi công. Màn đêm phủ xuống thành phố Đông Hồng, đèn đuốc sáng trưng, đường lớn ngõ nhỏ đầy người đi lại. Những cô gái trẻ ăn mặc tươi mát được ánh đèn phụ trợ càng làm cho bầu không khí tràn đầy mùi hương thanh xuân. Vương Tử Quân đi đến khách sạn Nam Giang rất đúng giờ, lúc này Khuất Chấn Hưng đã chờ sẵn bên dưới, khi thấy hắn đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Bí thư Vương, Bí thư Diệp hôm nay có hơi mệt, ngài biết rõ điều này là được. Khuất Chấn Hưng trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chấn Hưng, tôi chỉ báo cáo một vấn đề với bí thư mà thôi, cũng tuyệt đối không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo. Khuất Chấn Hưng cười cười nói. Bí thư Vương, trưa hôm nay bí thư Vương tạm thời có chút việc, thế nên không có thời gian nghỉ ngơi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khuất Chấn Hưng, hắn cũng không nói thêm điều gì. Khuất Chấn Hưng đẩy cửa phòng của bí thư Diệp, sau đó cung kính nói với Diệp Thừa Dân đang ngồi ở chiếc ghế salon đối diện. Bí thư Diệp, Bí thư Vương đến. Diệp Thừa Dân lúc này mặc một bộ đồ ngủ, khi Vương Tử Quân đi vào thì đang say sưa xem đá bóng. Diệp Thừa Dân thấy Vương Tử Quân thì khoát tay nói. Bí thư Tử Quân, cậu đến xem trận bóng này, rất đặc sắc. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú gì với bóng đá, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho Diệp Thừa Dân mất hứng. Hắn ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, ánh mắt nhìn về phía TV. TV đang phát một trận đá bóng, thế nhưng không phải là trực tiếp. Chỉ là trước đó một ngày mà thôi. 3 phút trôi qua, đám cầu thủ vẫn chạy qua lại liên tục, căn bản không có tình huống sút cầu gôn nào đặc sắc. Khi Vương Tử Quân thấy có chút đần độn vô vị, Diệp Thừa Dân đột nhiên dùng điều khiển tắt TV. Bí thư Diệp, trận bóng này khá hay, sao ngài không tiếp tục xem? Vương Tử Quân tuy không muốn xem thế nhưng cũng không thể làm cho Diệp Thừa Dân mất hứng. Ôi, không phải là trực tiếp, xem cũng không có ý nghĩa. Diệp Thừa Dân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Ngày hôm qua tôi muốn đến sân vận động xem đá bóng, thế nhưng vì có việc mà không thể đi được. Bí thư Tử Quân, tôi cũng xem như là một người mê đá bóng có thâm niên. Vương Tử Quân căn bản rất thừa nhận lời nói cảm khái của Diệp Thừa Dân, chưa nói đến một người là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy như Diệp Thừa Dân, cho dù là bản thân hắn, đến bây giờ cũng không phân phối thời gian tự do cho mình. Người ngoài nhìn vào cảm thấy những kẻ có vị trí như bọn họ căn bản là cực kỳ uy nghiêm, thế nhưng thực tế lại hy sinh rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng không nói điều này nữa. Diệp Thừa Dân khoát tay áo nói. Tôi biết rõ cậu thích uống trà, vì vậy đã nói Khuất Chấn Hưng làm chút trà ngon, hai chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Khuất Chấn Hưng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này ánh đèn có hơi u tối trong phòng cũng sáng hẳn lên. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Diệp Thừa Dân, biết rõ cường độ công tác của bí thư tỉnh ủy hôm nay là không nhỏ, nếu không cũng chẳng đến mức mệt mỏi như vậy. Bí thư Diệp, hôm nay tôi nhận được báo cáo của Tổ giám sát Ủy ban Tư pháp gửi đến thành phố Lâm Hồ. Lúc này vụ án ở thành phố Lâm Hồ đã căn bản có định luật, bên trong có liên quan đến 2 đồng chí, thuộc về lớp trung tầng của thành phố Lâm Hồ, hơn nữa vị trí lại đặc biệt quan trọng. Vương Tử Quân không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Diệp Thừa Dân, thế nên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thừa Dân tiếp nhận tài liệu trong tay của Vương Tử Quân xem xét một lượt, gương mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc và giận dữ. Hai người kia thật sự coi trời bằng vung. Bí thư Tử Quân, chuyện này nhất định phải xử lý thật nghiêm, không những có chế tài pháp luật xứng đáng để xử lý bọn họ, càng phải coi đây là một cơ hội để gõ một tiếng chuông để tỉnh một số đồng chí còn đang u mê. Diệp Thừa Dân nói xong những lời này thì lấy một gói thuốc từ trong túi áo ném cho Vương Tử Quân một điếu, chính mình cũng rút ra một điếu. Vương Tử Quân lấy bật lửa trên bàn châm thuốc cho lãnh đạo, thế nhưng Diệp Thừa Dân lại khoát tay nói. Không cần, tôi chỉ lấy ra để nâng cao tinh thần mà thôi, bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh báo tôi, một ngày chỉ có thể hút 3 điếu mà thôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn buông bật lửa xuống.
Hắn là người nghiện thuốc rất nặng, thế nhưng lúc này Diệp Thừa Dân không hút, hắn cũng không có ý đốt thuốc. Cậu không cần phải ngại. Diệp Thừa Dân thấy Vương Tử Quân không có ý đốt thuốc thì khoát tay áo nói. Ngoài phương diện xử lý nghiêm khắc, cậu còn ý kiến gì không? Diệp Thừa Dân biết rõ với chức quyền vào phong cách của Vương Tử Quân, những chuyện này căn bản không cần báo cáo với mình, trực tiếp xử lý là được. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại đi đến tự mình dùng giọng trịnh trọng báo cáo với lão, tuyệt đối còn có một ý nghĩ khác. Bí thư, trong sự kiện này cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ căn bản đốc tra không nghiêm, tôi cho rằng chúng ta xử lý chuyện này đồng thời cũng phải cho thị ủy Lâm Hồ một đòn cảnh cáo, để cho bọn họ coi đây là cơ hội để tăng cường chỉnh đốn tác phong công tác của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó thay đổi chủ đề. Đồng thời tôi cảm thấy nên phái một đồng chí đắc lực xuống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, tích cực loại trừ những ảnh hưởng không hay của sự việc này. Diệp Thừa Dân xoay xoay điếu thuốc thế nhưng ánh mắt liên tục lóe lên, lão sao không biết rõ trọng điểm lời nói của Vương Tử Quân. Lão đến Nam Giang thật ra cũng có nhiệm vụ, đó chính là đả kích hiện tượng buôn lậu tồn tại nơi đây, thế nhưng thành tích căn bản không phải là quá rõ rệt, điều này làm cho lão thật sự cảm thấy sốt ruột. Chương 1174, lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều. Diệp Thừa Dân đã sớm nghĩ đến phương diện phái người đến đảm nhiệm vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ, thế nhưng nghĩ là một chuyện còn làm thì lại khác. Tuy lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, thế nhưng nhiều khi làm việc cũng phải tuân theo quy tắc điều lệ của đảng. Diệp Thừa Dân không thể nào tự dưng vung tay điều động vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố, vì theo quy định thì quyền lợi này thuộc về thành phố Lâm Hồ và Cục Công an tỉnh. Lúc này là một cơ hội, nhưng cơ hội này sẽ cho ra bao nhiêu khả năng? Diệp Thừa Dân biết rõ cơ hội lần này là rất tốt, thế nhưng nếu muốn sắp xếp cho xong cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Bí thư Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của cậu, thế nhưng phái người xuống tuyến dưới cũng phải trưng cầu ý kiến của Cục Công an tỉnh và Thị ủy Lâm Hồ. Bí thư, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm như vậy. Vương Tử Quân cười cười, hắn đã sớm đoán được ý nghĩ của Diệp Thừa Dân. Thế nên nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Diệp Thừa Dân nghe xong kế hoạch của Vương Tử Quân thì chợt trầm mặc, điếu thuốc trong tay không biết đã bốc khói từ khi nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm ngâm của Diệp Thừa Dân, bí thư cũng không lên tiếng, vẻ mặt rất nhạt, bộ dạng như không quan tâm hơn thua. 9 giờ ngày mai tôi sẽ mời một hội nghị nhỏ trong phòng làm việc của mình, mời Chủ tịch Trử tham gia. Diệp Thừa Dân chuẩn bị hút xong điếu thuốc thì mới trầm giọng nói. Trử Vận Phong có tham gia, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó lại hiểu ý của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư, có cần thông báo với Chủ tịch Trử ngay lúc này không? Không cần, ngày mai tôi sẽ cho Khuất Trấn Hưng thông báo với Chủ tịch Trử. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mình, trong lòng chợt sinh ra chút cảm khái. Lão chợt cười nói. Tử Quân, khối công tác tư pháp tuy là nơi tốt để rèn luyện. Thế nhưng nhìn từ độ cao toàn cục thì cũng chỉ là một tượng gỗ mà thôi. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn mới đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp được nửa năm, đến bây giờ còn chưa từng nghĩ rằng vị trí của mình sẽ thay đổi. Thế nhưng Diệp Thừa Dân đã lên tiếng, hắn cũng nghe được vài hương vị tính toán bên trong. Không đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp thì sẽ là gì? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói. Bí thư Diệp. Tôi là một khối gạch của lãnh đạo, đặt đâu sẽ ở đấy. Cậu đúng là xảo quyệt. Diệp Thừa Dân dùng ngón tay chỉ Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Khi hai người Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, trong một quán trà cách khách sạn Nam Giang 1 km, Trử Ngôn Huy đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thích Phúc Lai. Trử Ngôn Huy hy vọng Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc nói vài nhân tuyển tiếp nhận vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Hồ. Đối với hắn thì hy vọng hai người kia có thể cho ra nhân tuyển tốt một chút, để cho hắn xem như uống một viên thuốc an thần. Chỉ là Thích Phúc Lai không nghĩ như vậy, đề tài này quá mẫn cảm, hắn không dám đơn giản tỏ thái độ. Cho dù hắn mở miệng nói theo kiểu bình thường, chỉ sợ thái độ lên tiếng cũng là một vấn đề. Hắn phải chờ Chủ tịch Trử cho ra luận điệu, sau đó căn cứ vào đó để quyết định mình nên làm với chừng mực thế nào, nếu như hắn tùy tiện tỏ thái độ, rõ ràng là được ít mất nhiều. Tất nhiên Trử Ngôn Huy gọi hắn đến uống trà, rõ ràng không phải chỉ là vì tâm sự cho vui. Trước khi chưa tìm hiểu được ý nghĩ xác thực của Chủ tịch Trử,
nếu hắn ném ra suy nghĩ của mình là cực kỳ nguy hiểm. Vì muốn tránh hiểm nguy cho mình, thế cho nên hắn mới đi theo hướng lặng lẽ chờ kỳ biến, sau khi tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn mới tỏ thái độ và lên tiếng với Trử Ngôn Huy. Giám đốc Trử, việc này cũng không trách được Bí Thư Thích, có ai ngờ thì Đắc Tiêu lại to gan lớn mật như vậy. Vạn Thạch Tắc đứng bên cạnh Thích Phúc Lai khẽ nói với Trử Ngôn Huy. Trử Ngôn Huy không lên tiếng, hắn quét mắt nhìn Thích Phúc Lai vài lượt, sau đó mới nói. Bí Thư Thích, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, anh có thể cho tôi một khoảng thời gian chuẩn bị không? Chẳng lẽ ngài không biết Vương Tử Quân đang chỉnh đốn tác phong công tác của khối tư pháp, đang mài ma đao soạn soạt sao? Thích Phúc Lai trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Ngôn Huy, chuyện này là sơ sót của tôi căn bản không có ý nghĩ vững chãi. Trử Ngôn Huy nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Thích Phúc Lai, hắn ý thức được mình đã nói quá mức. Hắn rót trà cho Thích Phúc Lai, sau đó nở nụ cười thản nhiên nói. Bí Thư Thích, chúng ta kết giao với nhau cũng không phải là 1-2 năm, nếu căn cứ vào quan hệ với bố tôi, đáng lý ra tôi phải gọi anh bằng chú mới đúng. Những lời vừa rồi của tôi cũng không phải oán trách anh, chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Thì Đắc Tiêu là chó không thể không ăn cứt, tôi không quan tâm đến điều này, nhưng việc đến nước này thì Đắc Tiêu gánh chịu trách nhiệm như thế nào thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Trử Ngôn Huy nói đến đây thì khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó trầm lặng nói. Nhưng sự việc này xảy ra, tôi không hy vọng sẽ tiếp tục có một sự kiện giống như vậy. Điều này là nhất định. Thích Phúc Lai nói rồi nhìn Trử Ngôn Huy, lại dùng giọng cực kỳ chuẩn xác nói. Ngôn Huy cứ yên tâm, tôi nghĩ rằng đây sẽ là tin tức xấu cuối cùng rồi. Ừ, ngày mai anh liên hệ với Cục trưởng Trân, nhanh chóng chọn ra nhân tuyển thay thế thì Đắc Tiêu. Lần này nhất định phải chọn ra một nhân tuyển đắc lực. Trử Ngôn Huy nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Thích Phúc Lai cũng uống trà. Thế nhưng nếu so sánh với gương mặt đã khôi phục vẻ ung dung bình tĩnh của Trử Ngôn Huy thì căn bản là có vài phần cứng nhắc. Trử Ngôn Huy nếu không nói đến chuyện chính sự, căn bản là một đối tượng cực kỳ tốt để nói chuyện phiếm. Vì Trử Ngôn Huy không những có học thức uyên bác, còn là một người cực kỳ ẩn nhẫn, luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác mưa thuận gió hòa. Ha ha ha, tôi đã đến chậm rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mập mạp đi vào. Khi người này vào cửa, người bên trong chợt cảm thấy giống như có một bức tường sập xuống. Khi thấy Trử Ngôn Huy thì người đàn ông mập mạp đi đứng nhẹ nhàng hơn một chút, sau khi đi đến bên cạnh Trử Ngôn Huy thì dùng giọng cung kính nói. Giám đốc Trử, vừa rồi đi đường kẹt xe thế nên tôi đến chậm. Lúc này đi đường không biết khi nào sẽ kẹt xe, anh em chúng ta cũng không nên nói lời thừa. Trử Ngôn Huy vừa nói vừa rót trà cho tên mập. Tên mập kia thấy Thích Phúc Lai ngồi một bên thì cười nói. Chào Bí Thư Thích, chúng ta đã lâu rồi không tụ họp với nhau, hôm nay thật sự trùng hợp. Nếu không thì chúng ta uống chút rượu trợ hứng, xem như ngài cùng vui với dân vậy. Thích Phúc Lai rõ ràng không có cảm tình gì với tên mập này, nhưng hắn cũng là người tâm tư sâu sắc, không biểu hiện những gì đang nghĩ trong lòng ra mặt, hắn chỉ cười cười nói. Hôm nay Giám đốc Trử mời mọi người đến uống trà, anh nói uống rượu không phải làm cho Giám đốc Trử mất hứng sao? Ôi! Tôi là người không có văn hóa, không được nho nhã như hai vị, mà chỉ là người thô kệch thôi. Ha ha, nên phạt, nên phạt. Tên mập nói rồi đưa tay lên mặt vuốt vuốt hai cái. Trử Ngôn Huy cũng không mở miệng, hắn chỉ mỉm cười uống trà nhìn tên mập biểu diễn, cảm thấy chỉ là tôm tép mà thôi. Khi thấy Trử Ngôn Huy căn bản không có hứng thú với trò đùa của mình, trong mắt tên mập lóe lên vài phần lạnh lẽo. Hắn nhìn thoáng qua Trử Ngôn Huy, sau đó lại cười nói. Giám đốc Trử, những ngày qua cuộc sống của tôi không được tốt lắm. Thích Phúc Lai cũng không chờ Trử Ngôn Huy mở miệng, hắn đứng lên khỏi ghế nói. Ngôn Huy, tôi có việc phải đi trước. Trử Ngôn Huy khẽ gật đầu, hắn đứng lên tiễn chân Thích Phúc Lai đến bên cửa, sau đó khẽ nói. Bí Thư Thích, chuyện này hết sức quan trọng, phải nhanh chóng quyết định nhân tuyển cho vị trí bỏ ngỏ của Thị Đắc Tiêu. Thích Phúc Lai gật đầu, hắn nhanh chóng biến mất nơi hành lang. Trử Ngôn Huy cũng không lập tức bỏ đi, hắn chờ đến khi bóng dáng của Thích Phúc Lai biến mất, sau đó mới chậm rãi quay về phòng. Tên mập ở trong phòng đang xoay xoay ly trà trong tay, khi thấy Trử Ngôn Huy đi vào trong phòng và ngồi xuống thì hắn mới nói. Giám đốc Trử, tôi đến anh ta đi, có phải là xem thường tôi không?
Chử Ngôn Huy cũng không nói lời nào, hắn uống một ngụm trà rồi nói. Anh Vu, mèo có giọng mèo, chó có tiếng chó, anh quan tâm làm gì? Chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không nên quan tâm đến những thứ khác. Tên mập được Chử Ngôn Huy gọi là anh Vu có chút sợ hãi với Chử Ngôn Huy, hắn trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Giám đốc Chử, lúc này anh em căn bản là ăn hôm nay lo ngày mai, thật sự không có cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ tôi có thể cố gắng gượng ép, nhưng là tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể, cũng không dám nghĩ về sau này sẽ là như thế nào. Chử Ngôn Huy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, cũng không nói lời nào. Hắn trầm mặc làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm đè nén. Anh Vu giống như không chịu được bầu không khí đè nén vào lúc này, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Giám đốc Chử, nếu như tên họ Vương ép người quá đáng, không bằng chúng ta tìm hai huynh đệ xử lý đi cho xong chuyện. Hỗn đản, anh nói lời này mà nghe được sao? Chử Ngôn Huy đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn rồi đứng thẳng người lên, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Anh Vu, mình chỉ ăn vài chén cơm nhưng suy nghĩ phải kỹ càng, có một số việc mà không phải là anh có thể xử lý được. Lời răn dạy của Chử Ngôn Huy làm cho anh Vu đỏ mặt tía tai, thế nhưng hắn lại không nói gì thêm, ánh mắt càng thêm đè nén. Anh đi đi, làm tốt việc của mình, những chuyện khác tôi sẽ xử lý gọn gàng. Chử Ngôn Huy khẽ phất tay, căn bản không có ý giữ anh Vu ở lại. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com. Anh Vu đi với cảm giác cực kỳ xấu hổ, khi xoay người thì gương mặt hắn lộ ra vài phần sát khí. Ninh trước khi rời khỏi phòng thì gương mặt vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn cười nói với Chử Ngôn Huy. Giám đốc Chử, tôi đi đây. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Chử Ngôn Huy, hắn uống từng ngụm trà, gương mặt có vài phần u buồn. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang, hắn cảm thấy mình căn bản là cực kỳ thành thạo ở nhiều phương diện, nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, hắn luôn cảm thấy mình bị trói buộc, làm cho hắn cảm thấy mình cực kỳ thất bại. Tuy bây giờ Chử Ngôn Huy còn có thể áp chế được anh Vu, thế nhưng người chết vì tài chim vong vì miếng ăn, hắn sẽ không khờ dại cho rằng anh Vu có thể tiếp tục đi theo bên cạnh mình. Nhưng bây giờ còn chưa là lúc thay người, vẫn để cho đối phương nhảy nhót một chút. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Chử Ngôn Huy, hắn cầm điện thoại bấm một dãy số. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, chờ bên kia nhận điện thoại thì hắn trầm giọng nói. Anh, lúc này anh có rảnh không, ra uống trà cho vui. Bên kia không biết nói gì mà Chử Ngôn Huy căn bản không quá quan tâm. Hôm nay Thích Phúc Lai mời tôi uống trà, muốn tôi nói vài lời giúp đỡ anh ấy. Lúc này anh ấy có chút sơ sẩy trong công tác ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cũng không phải là sai lầm chí mạng. Anh ấy là lãnh đạo thị ủy, căn bản không phải việc gì cũng phải tự tay đi làm, khó tránh khỏi sơ hở. Bên kia nói vài câu, Chử Ngôn Huy chợt nở nụ cười, sau đó khẽ nói. Đối với công tác của thành phố Lâm Hồ, anh nên phê bình thì phê bình, nên thông báo thì thông báo. Nhưng anh ấy không có công lao cũng có khổ lao, đã quan tâm rất nhiều đến thành phố Lâm Hồ, thế nên lúc này chúng ta quan tâm một chút cũng hợp lẽ thường. Anh yên tâm, tôi biết rồi. Người ở đầu dây bên kia nói một câu rồi cúp điện thoại. Chử Ngôn Huy thu hồi điện thoại, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút. Hắn uống cạn ly trà, sau đó mới đứng lên rời khỏi quán trà. Khi đi đến cổng quán trà thì lúc này nhà nhà đã lên đèn, hắn chợt cảm thấy bầu không khí ẩm ý có chút ấm áp, cảm giác bực bội cũng tan biến đi vài phần. Có thể đi được rồi. Chử Ngôn Huy khẽ lên tiếng. Hôm nay Chử Vận Phong có chút không thoải mái, mặc dù sự kiện ở thành phố Lâm Hồ chỉ là chuyện nhỏ với tỉnh Nam Giang, thế nhưng trước kia lão là bí thư thành phố, sự việc này xảy ra vẫn làm lão cảm thấy rất đau lòng. Năm xưa khi Chử Vận Phong còn là bí thư thị ủy Lâm Hồ, lúc đó thì Đắc Tiêu và Uông Dừng Minh chính là những cán bộ trẻ tuổi hậu bị, khi đó hai người này biểu hiện không tồi. Đặc biệt là thì Đắc Tiêu, trước đó vì phá một vụ án mà bám rừng núi hơn một tháng trời. Một đồng chí tận trách và cực kỳ tôn trọng chỉ thị của lãnh đạo vì sao lại tha hóa biến chất đến mức như lúc này. Thực tế thì nghi hoặc trong lòng Chử Vận Phong đã sớm có được đáp án. Có một vài người khi cầm quyền có vài vấn đề căn bản khó thể lảng tránh bày ra trước mặt. Đó chính là biến tướng quyền lực, nếu anh không quyết đoán mà đầu nhập vào, sau này căn bản khó thể nào thu hồi. Nếu anh không thay đổi, anh sẽ không khắc ghi bài học, căn bản càng ngày càng lún sâu. Quyền lực một khi vào trong tay, nếu quyền uy quá lớn căn bản sẽ sinh ra con đường bảo hộ địa phương.
sóng biển vỗ bãi cát, cuối cùng mới lộ ra vàng thật, thế cho nên cũng không cần phải đau lòng với những người kia. Trử Vận Phong hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng lúc này lão vẫn cảm thấy nghẹn họng, sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Xà Tiểu Cường đi vào trong. Chủ tịch Trử, vừa rồi nhận được điện thoại từ văn phòng tỉnh ủy, nói là chút nữa ngài đến phòng làm việc của bí thư Diệp, có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài. Tôi biết rồi. Trử Vận Phong khoát tay áo nói với Xà Tiểu Cường. 8:50 cậu nhớ báo với tôi một tiếng. Chương 1175, yêu cầu anh dừng trò kiêu ngạo. Xà Tiểu Cường cũng không đi ra, hắn do dự một chút, sau đó hỏi một câu. Chủ tịch Trử, bí thư thị ủy Lâm Hồ đang ở trong phòng làm việc của tôi, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài. Cậu nói cho anh ấy, đi vào đi. Trử Vận Phong vốn không muốn gặp mặt Thích Phúc Lai, thế nhưng cuối cùng lời nói không muốn gặp lại được nuốt vào trong bụng. Lão cũng muốn nghe lời giải thích của Thích Phúc Lai, hắn đã dẫn dắt đội ngũ cán bộ ở thành phố Lâm Hồ đi đến kết quả vậy sao? Làm cho hai vị đại tướng được lão coi trọng bị tiêu diệt đau đớn như vậy sao? Thích Phúc Lai nhanh chóng đi vào, gương mặt có chút sợ hãi, giống như năm xưa hắn là phó chủ tịch và chủ tịch Trử Vận Phong là bí thư thị ủy Lâm Hồ. Nhưng lúc này người trước mắt căn bản đã có phúc hơn, thậm chí cũng già hơn năm xưa. Chủ tịch Trử, tôi không làm tốt công tác, mong ngài phê bình. Thích Phúc Lai vừa vào cửa thì cúi đầu nói. Trử Vận Phong không nói gì, cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn Thích Phúc Lai. Tình cảnh trầm mặc thế này càng làm cho Thích Phúc Lai thêm căng thẳng, hắn biết rõ tính tình của Trử Vận Phong, càng mắng mỏ thì càng không có việc gì, không nói lời nào mới cực kỳ nghiêm trọng. Chủ tịch, là tôi sai, tôi sơ sót thiếu quản giáo gây nên chuyện này, trách nhiệm của tôi sẽ do tôi gánh chịu, sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình. Thích Phúc Lai nói rồi nhìn về phía Trử Vận Phong, lúc này lại nói tiếp. Chỉ là tôi thật sự xin lỗi lãnh đạo, tôi đã làm cho ngài mất thể diện. Hừ, anh làm tôi mất mặt sao? Anh làm cho cả thành phố Lâm Hồ mất mặt, bây giờ sự kiện này đã tạo nên ảnh hưởng thế nào đến thành phố Lâm Hồ, anh có biết không? Sau khi nghe rõ sự kiện này, tôi căn bản cảm thấy rất muối mặt. Trử Vận Phong cuối cùng cũng bùng phát cơn giận, lão hùng hổ tiến lên chỉ mặt Thích Phúc Lai nói lớn. Lúc này trái tim của Thích Phúc Lai mới hạ xuống lồng ngực, lúc này lãnh đạo cuối cùng cũng đã nổi giận mắng chửi, điều này nói rõ chủ tịch căn bản còn có ý bảo vệ mình. Sau khi sự việc phát sinh, tôi cũng căn bản không ngờ thì Đắc Tiêu có can dự vào bên trong, vì thế cũng không quan tâm. Tôi chỉ ra chỉ thị cho Cục Công an tiến hành điều tra, không ngờ lại bị người ta nắm lấy đằng chui, sự việc náo loạn lớn. Thích Phúc Lai ngẩng đầu nhìn Trử Vận Phong rồi nói tiếp. Nhưng thưa Chủ tịch Trử, tôi căn bản sẽ gánh lấy trách nhiệm về mình, nhưng tôi thấy việc này cũng không phải là hướng về phía tôi. Hướng về phía anh, hướng về phía anh làm gì? Anh rõ ràng là nhận thức sai lầm, anh công tác không có tỉ vết, không có vấn đề thì người ta làm gì được anh? Anh là hổ không cho ai sờ vào mông sao? Xảy ra vấn đề mà anh không tìm ra nguyên nhân tự bản thân, ngược lại còn trách người khác vươn tay quá dài, chỉ cần nhìn vào thái độ cũng biết anh căn bản không xứng với chức vụ của mình. Trử Vận Phong cũng không chờ cho Thích Phúc Lai nói cho hết lời, lão dùng giọng không chút khách khí cắt ngang lời. Thích Phúc Lai liên tục gật đầu xưng vâng, nhanh chóng lên tiếng tự phê bình, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong. Nhưng sau khi đi ra thì Thích Phúc Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, tinh thần suy sụp đã có chuyển biến, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Dựa theo những gì Thích Phúc Lai hiểu về tính tình của lãnh đạo, lần này mình chủ động đến chịu đòn nhận tội xem như có hiệu quả. Lão lãnh đạo tuy rất tức giận, thế nhưng cũng không thể nào xóa nhòa cảm tình với thành phố Lâm Hồ. Trử Vận Phong đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy đã có 5 người đang ngồi. Ngoài bí thư Diệp Thừa Dân, còn có phó bí thư Diêu Trung Tắc, trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương, bí thư ủy ban kỷ luật Hoắc Quang Lĩnh, bí thư ủy ban tư pháp Phương Tử Quân. Khi thấy Trử Vận Phong đi vào thì 5 người đang nói chuyện chợt dừng lời, Diệp Thừa Dân vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói. Chủ tịch Trử, mời anh ngồi bên này. Vừa rồi bí thư Diêu Trung Tắc đưa đến cho tôi một phương án dưỡng sinh mới, tôi cảm thấy rất có đạo lý. Chắc chắn là như vậy rồi, bí thư Diệp. Tôi cũng không phải là gạt ngài, thuật dưỡng sinh của tôi cũng không phải là lý luận suông, tất cả đều có liên hệ đến thực tế, căn bản là những kinh nghiệm của chính bản thân tôi đúc kết ra được.
Diêu Trung Tắc là cao thủ điều tiết bầu không khí, hắn cũng không còn là kẻ non nớt trong quan trường, trước mặt lãnh đạo không kể công lao, điều này hắn hiểu rõ ràng. Nhưng hôm nay chỉ là một chủ đề tư nhân, chỉ là thảo luận thuật dưỡng sinh, thế nên hắn mở miệng khen mình cũng không phải không có đạo lý. Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang, hắn cần phải hết lòng phụ tá cho hai vị lãnh đạo đứng đầu, thế nhưng anh cũng không thể không làm tốt quan hệ với lãnh đạo được. Bình thường hắn an phận thủ thường xem xét đúc kết kinh nghiệm dưỡng sinh, chủ yếu là chờ thời cơ phù hợp để bày tỏ ra với lãnh đạo của mình. Rõ ràng Diêu Trung Tắc cũng khá thành công, Diệp Thừa Dân cũng cười nói. Lần này tôi triệu tập mọi người chủ yếu là vì một việc, bí thư Tử Quân, anh thông báo tình huống đi. Vương Tử Quân vừa rồi còn bày ra gương mặt hớn hở, nhưng sau khi nghe lời phân phó của bí thư Diệp thì nhanh chóng trầm mặt xuống. Hắn mở miệng báo cáo sự việc, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Diệp, chủ tịch Trử, chuyện này tuy không lớn thế nhưng nhìn việc nhỏ thì thấy việc lớn, thấy hoàn cảnh là như thế nào, điều này nói rõ tác phong công tác của một vài đồng chí của chúng ta là không ổn, thiếu tính kỷ luật. Tôi cho rằng nếu vụ án này không đưa lên Ủy ban Tư pháp tỉnh thì căn bản không bao giờ được giải quyết. Nó là một thúc giục lớn với công tác của chúng tôi cần phải cho ra thủ đoạn cực mạnh để nhanh chóng dừng tất cả tác phong lơ là của cán bộ chấp pháp. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng lãnh đạm nói. Sai lầm của thành phố Lâm Hồ trên sự kiện này căn bản là khó thể nào chối cãi được, tôi đề nghị di rời cương vị công tác của đồng chí bí thư Thích Phúc Lai, để cho ra tác dụng và ảnh hưởng lớn nhất. Vương Tử Quân mở miệng làm cho đám người nơi đây cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt là Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương, bọn họ càng không ngờ Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì ném ra một món lễ lớn như vậy. Tuy tính chất của sự việc căn bản là rất ác liệt, thế nhưng còn chưa đến mức di rời một vị bí thư thị ủy chứ. Hai người hầu như cùng đưa mắt nhìn thoáng qua Trử Vận Phong ở bên kia, muốn xem chủ tịch Trử có ý kiến gì ở phương diện này. Thích Phúc Lai chính là bộ hạ cũ của chủ tịch Trử Vận Phong năm xưa được đề bạt lên vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. Bây giờ vì một chuyện nhỏ mà nắm bắt Thích Phúc Lai, đây không phải Vương Tử Quân là người dẫn đầu tích cực của Diệp Thừa Dân, không muốn quấy đục cục diện ở Nam Giang thì không chịu bỏ qua sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.